Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 77. Cùng Diệp Thần sau khi biến mất, mọi người mới hoàn toàn kịp phản ứng. Vậy băng hàn ý đã biến mất, Thuyết Minh ra tay trợ giúp Diệp Thần người đã rời đi. Nếu rời đi, vậy Diệp Thần liền muốn chết. Diệp Thần đâu? Trốn. Ở trong rừng rậm. Sáu vị tiên tôn sững sốt một chút, chung nhau nói, phân tán tìm. Phân tán tìm được tốt nhất, đồng thời tìm được, đến lúc đó còn được chém giết lẫn nhau một hồi. Chúng ta cũng xuống đi. Trong rừng rậm ta quen thuộc. Đồ tể, lão khiếu hóa và buôn bán thuốc vậy đi theo sáu vị tiên tôn, chuyển vào trùng điệp trăm ngàn dặm nguyên thủy đại sơn bên trong truy tìm Diệp Thần. Cùng lúc đó, 5 km ra ngoài, một tảng đá lớn sau lưng. Sắc mặt tái nhợt Ngụy Dĩnh đi ra, nàng nhìn Diệp Thần và mọi người rời đi hình bóng, thở dài một hơi, Diệp Thần, ta có thể giúp ngươi không nhiều, chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản vậy đạo tiên tôn thần niệm, tiếp theo liền dựa vào ngươi. Nói chuyện hết sức, Ngụy Dĩnh khóe miệng lại là xuất hiện một đạo nụ cười. Dù là thương thế rất nặng, nhưng là nụ cười nhưng vô cùng đẹp. Bạch Nhi đi ra, đưa ra một viên đan dược, lo lắng nói, cung chủ, người đây cũng là tội gì, thằng nhóc kia chỉ bất quá thần vương cảnh, người tại sao phải giúp hắn như vậy? Người máu tươi nhưng mà vô cùng chân quý tồn tại. Còn nữa, thằng nhóc kia chính là người trước nói có thể trợ giúp chúng ta khôi phục tuyệt hàn đế cung Diệp Thần đi, ta thật không nhìn ra hắn có thể giúp chúng ta cái gì. Liền chút thực lực này, dù là cho hắn 10.000 năm, vậy miễn cưỡng và ta cảnh giới giống nhau. Còn nữa, cung chủ, mới vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa bại lộ. Nếu như bị người ngoài biết chúng ta tuyệt hàn đế cung còn sống, đến lúc đó, ta hai người chúng ta đều chớ nghĩ sống trước rời đi. Nếu như không phải là ta trước thời hạn mang ngươi rời đi, tuyệt đối sẽ bị những tên kia phát hiện. Ngụy Dĩnh ăn vào Bạch Nhi đan dược trong tay, gật đầu một cái, ta biết, có một số việc ngươi không cần nhiều lời. Cứu hắn, ngươi bây giờ có thể cảm thấy không đáng giá. Nhưng là lấy sau ngươi liền sẽ phát hiện, đây là nhất đáng giá sự việc. Huống chi, hắn là ta Ngụy Dĩnh bằng hữu duy nhất. Hắn như chết, ta cũng không muốn xây lại tuyệt hàn đế cung. Bạch Nhi càng phát ra không để ý tới rõ ràng Ngụy Dĩnh, ở nàng nhìn lại Ngụy Dĩnh thân phận cao cao tại thượng, lại có nghịch thiên huyết mạch. Rõ ràng và vậy Diệp Thần không phải người cùng một đường. Còn như bằng hữu, ở Linh Võ Đại Lục, hữu nghị căn bản không đáng tiền. Cung chủ, người có phải hay không thích vậy Diệp Thần? Đột nhiên, Bạch Nhi nghĩ tới điều gì, trong mắt vạch qua một đạo giảo hoạt. Đây là duy nhất giải thích. Nghe được câu này, Ngụy Dĩnh gương mặt tái nhợt lại xuất hiện một đạo đỏ thắm, nàng hừ lạnh một tiếng, đi ra bên ngoài. Bạch Nhi, không nên hỏi nhiều. Nếu hắn bây giờ không có nguy hiểm, chúng ta cũng nên lên đường. Ban đầu vị kia tuyệt hàn đế cung cung chủ mang đi những thứ đó, chúng ta cũng nên lấy về lại. Chỉ có đạt được những thứ đó, ta mới có tư cách đối kháng Linh Võ Đại Lục thế lực cao cấp. Đi. Đúng rồi, ở trước khi rời đi, sẽ giúp tên kia một chút đi, chí ít có thể hấp dẫn một ít hỏa lực. Ngụy Dĩnh ngón tay bắt pháp quyết, một con phượng hoàng hư ảnh hướng một cái phương hướng bay đi. Bạch Nhi nhìn một cái. Lè lưỡi một cái vội vàng đi theo lên, cung chủ. Cùng lúc đó, đuổi giết tiếp tục. Sáu vị tiên tôn, vốn là bị thương thật nặng, trải qua mấy trăm ngàn chuôi binh khí tự bạo, mặc dù binh khí cấp bậc rất thấp, đơn độc tự bạo căn bản không sẽ đối với bọn họ sinh ra bất kỳ uy hiếp, nhưng là hợp lại, cũng không phải là một thêm một tương đương với hai sự việc, mà là đã phát sinh một cái chất biến quá trình. Mấy trăm ngàn chuôi binh khí tự bạo. Uy lực có thể so với một vị tiên tôn tầng trời một võ giả, một kích toàn lực. Giống vậy, tương đương với cấp một thời không chi binh tự bảo. Như uy lực này, cũng may sáu vị tiên tôn cùng nhau chống cự, nếu không đơn độc một người, đã sớm bị đánh chết, dầu gì vậy được trọng thương ngã gục. Ngay tại bọn họ sáu vị sắp giết hạ 100.000 đại sơn lúc, chợt thấy một đầu phượng hoàng hư ảnh, liền đem bên trong Bách Lý gia tộc lão tổ, Hung Ma cung thái thượng trưởng lão. Lệnh Hồ gia tộc thái thượng trưởng lão, cùng với lửa cháy bừng bừng dậy thái thượng trưởng lão hấp dẫn đi. Chỉ còn lại hai vị tiên tôn, cùng với ba vị bị thương nặng tuyệt đỉnh thần quân đang siêu tầm Diệp Thần. 100.000 đại sơn. Tuy nói là 100.000 đại sơn, có thể tỉ mỉ nhìn tiếp,
chính là một phiến bát ngát vô cùng rừng rậm, nhưng cơ hồ là hoa hạ lục địa diện tích tổng cộng, sinh tồn nhiều tiên thú và hung thú, ma thú, là Độc Cô gia tộc nhóm thế lực đơn độc bảo tồn được, dùng để săn giết hợp đạo cảnh hung thú, chế tạo hợp đạo thần khí địa phương. Diệp Thần tiến vào 100.000 đại sơn ngay tức thì, liền cảm ứng được mấy chục cổ hợp đạo cảnh hung thú hơi thở, còn có mấy chục đạo nửa bước hợp đạo cảnh tiên thú hơi thở, dù là ước chừng chính là ngắn ngủi khoảng cách, thì có như vậy chi hơn hợp đạo cảnh hung thú. Không thể đi sâu vào. Tìm cơ hội, thủ tiêu ba cái tuyệt đỉnh thần quân. Diệp Thần rúc vào một viên 100 mét cây lớn dưới, thân xác nứt nẻ, chảy ra nhàn nhạt huyết dịch, nhỏ xuống ở trên cỏ ngay tức thì, trong máu vậy cổ hủy diệt lực, phai mở kéo ra mảng lớn đất đai và đồng cỏ. Hắn xây hủy diệt lực và mất đi lực, hai cổ lực lượng đã dung nhập vào hắn thân xác và huyết dịch. Giờ phút này, cho dù là hắn một giọt máu, đều đủ để đánh giết nhập thần cảnh tầng trời một võ giả. Hô hô hô! Hô hô! Diệp Thần đổi một địa phương lấy ra một món hợp đạo thần khí, đặt ở dưới người, thu thập mình huyết dịch, đồng thời diệt sạch mình hơi thở tràn ra đi ra ngoài, cũng nhanh chóng đem cây lớn trung tâm đánh ra một cái hố động, tiến vào chính giữa chữa thương. Thần ma luân hồi quyết vận chuyển. Thương thế lại là ở tăng tốc độ khôi phục. Rất nhanh, năm vị cường giả hướng Diệp Thần biến mất phương hướng ép tới gần. Các vị, phân tán tìm đi. Tụ tập chung một chỗ, không thích hợp. Độc Cô gia tộc Thái Thượng trưởng lão từ từ vừa nói, hắn quanh thân lưu chuyển huyết quang và ma quang, trước ngực hiện ra một cái lớn nhỏ như miệng chén lỗ máu, có thể rõ ràng thấy được bên trong bộ máu thịt đã bị hậu thiên chi độc ăn mòn. Nguyên bản liền trung hậu thiên chi độc. Lại trải qua như thế một lần nổ, lão tổn thương tái phát. Nọc độc kịch liệt lên cao, trực tiếp lan tràn đến hơn nửa người bên trong. Ta cũng có ý đó. Bọn họ bị ngăn cản. Vậy chiến lợi phẩm, tất như vậy chính là của chúng ta. Ngoài ra một vị tiên tôn ánh mắt thâm thúy, nhìn xa xa bốn vị tiên tôn bị cái đó phượng hoàng hư ảnh vây lại, liền nói, hành động đi. Tiếng nói vừa dứt. Hai vị tiên tôn mỗi người lấy máu tươi mật pháp theo dõi, nhưng mỗi người hướng thứ này hai mặt đuổi theo. Ba vị tuyệt đỉnh thần quân, tất cả ánh mắt âm trầm nhìn bốn phía, lão khiếu hóa nói, chúng ta ba cái, để cho Diệp Thần đùa bỡn. Lần này, mỗi người tìm kiếm, ai tìm được Diệp Thần đánh chết sau đó, chiến lợi phẩm chính là của người đó, sau đó chạy trốn xa chân trời. Sợ rằng mười mấy trong năm sẽ không lại gặp nhau. Nếu là có người lấy được chiến lợi phẩm, thời không chi binh không chỉ một chuôi, ta lão khiếu hóa nguyện ý cho hắn làm nô, chỉ cần cho ta một chuôi thời không chi binh phá cảnh cho giỏi. Những lời này, bỏ mặc trường hợp nào, bỏ mặc tình huống gì, một mực hữu hiệu. Bởi vì ta thật cần à. Hợp đạo thần quân, 150.000 năm tuổi thọ. Lão khiếu hóa chỉ còn lại ngàn năm thời gian có thể sống, trải qua cuộc chiến đấu này sau đó, thọ nguyên kịch liệt tiêu hao, phỏng đoán chỉ có 100 năm. Ở trong ba người, lão khiếu hóa là gấp nhất. Được. Có thể. Đồ tể và buôn bán thuốc mỗi người rời đi. Ba vị tuyệt đỉnh thần quân và tiên tôn cũng không có chém giết, bọn họ ba vị trọng thương ngã gục. Ở hai vị trọng thương tiên tôn dưới sự công kích, sợ rằng không chống nổi 100 chiêu liền phải bỏ mạng, tuyệt đỉnh thần quân không muốn. Tiên tôn hơn nữa không muốn, dù là có thể đánh chết ba vị tuyệt đỉnh thần quân, chính bọn họ vậy cơ hồ đến gần trọng thương ngã gục bước, nếu là tới một cái nữa xa lạ võ giả, cũng hoặc là cái đó cường giả thần bí giết tới, mọi người cũng cho hết chứng. Diệp thần, cút ra đây. Người con mẹ nó giấu ở nơi nào? Lão khiếu hóa ngự không khắp nơi tìm kiếm, trong tay cửu phẩm hợp đạo thần khí côn gỗ vung lên, kéo ra mảng lớn cây cối bị hủy xấu xa, không thiếu tiên thú và hung thú muốn công kích lão khiếu hóa, đều bị một côn gỗ đánh được máu thịt tung tóe. Dù là trọng thương ngã gục, cũng là tuyệt đỉnh thần quân, không phải tầm thường thú vật có thể tập sát. Bình bịch bịch, rắc rắc, lão khiếu hóa khắp nơi tìm kiếm, khắp nơi phá hoại, côn gỗ dưới bắn chết mấy chục đầu hợp đạo cảnh hung thú. Đồ sát giết không ít thú vật, nhưng vẫn không có tìm được Diệp Thần, thậm chí còn sắp trời sáng, hắn cũng không thể không treo ngồi ở trên một cây đại thụ chữa thương, thấp giọng truyền âm nói, Diệp Thần, ngươi cho ta một chuôi thời không chi binh, ta có thể cho ngươi làm nô ngàn năm. Không, vạn năm, ta biết trên mình ngươi ít nhất có mấy chuôi thời không chi binh,
không gặp phải là ngươi toàn bộ đều yêu cầu. Thanh âm rất trầm thấp, nhưng thông qua tiếng gió lan tràn đến chung quanh triệu dặm núi rừng bên trong, kinh được không thiếu hung thú tấn công trào trên đất. Một vị tuyệt đỉnh thần quân, lại có thể ở khẩn cầu Diệp Thần. Xa xa, động cây ở giữa Diệp Thần xuyên thấu qua khe hở, đánh giá trọng thương ngã gục lão khiếu hóa, ánh mắt lóe lên, hơi có chút âm trầm, chợt lắc đầu một cái, đạt được một cái như vậy nô bộc thủ hạ, cố nhiên là tốt. Nhưng là, mình không có kiềm chế lão khiếu hóa thủ đoạn. Còn như độ hóa thần vương đạo. Mình thần vương cảnh tầng 5 trời, chống đỡ chết có thể độ hóa hợp đạo cảnh tầng 7 thiên một cái võ giả, còn như tuyệt đỉnh thần quân, mình căn bản không phải, trừ phi lên cấp hỗn nguyên cảnh. Còn như dùng càn khôn kiếm ấn. Lão khiếu hóa thần hồn lực là Diệp Thần 10 lần chi hơn. Càn khôn kiếm ấn khoảnh khắc gian liền sẽ bị hắn giải trừ, đến lúc đó chết chính là Diệp Thần. Diệp Thần không để ý tới sẽ lão khiếu hóa mà nói, hết sức cố gắng khôi phục thương thế, mặc dù không có chính diện tác chiến, nhưng là bị như thế nhiều võ giả đuổi giết, dù là bị cách không công kích, thời không quy luật đánh giết đợi một chút, vậy suýt nữa đem Diệp Thần đánh tan. Hắn tiến vào luân hồi mộ địa, dò hỏi, mấy vị tiên tôn, tình huống như thế nào? Hết thảy đều tốt. Bất quá, trở về người đều bị trọng thương. Băng kiếm tiên tôn dài hô một hơi, thân hình có chút sửng dưng, ánh mắt thoáng qua đang chữa thương ba vị thần Phật, thân xác đều bị tiên tôn đánh xuyên, nếu không phải cảnh giới không địch lại, sớm đã chết. 25 vị bị độ hóa hợp đạo cảnh thần quân. Mấy lần trải qua đại chiến, chỉ còn lại 13 vị, những người khác cũng tử trận. 13 người đều là khá mạnh hợp đạo cảnh tầng 3, 4 thiên trở lên trình độ, đối phó những người khác tạm được, đối phó tuyệt đỉnh thần quân, trên căn bản một chiêu bị trong nháy mắt giết một cái. Diệp Thần suy nghĩ, lão khiếu hóa trấn thủ ở phía bắc lối ra. Muốn đi ra ngoài, liền được đánh chết lão khiếu hóa. Còn như phía nam, đồ tể, thương thế hơi nhẹ, càng khó hơn. Mặt tây, độc cô thái thượng trưởng lão. Mặt đông, cũng có một vị tiên tôn. Ngoài ra, khu vực trung gian còn có buôn bán thuốc ở dò xét khắp nơi. So với bốn bể bị vây, bốn bể đều bị trông nom, đồ hai mặt trấn thủ đều là tiên tôn. Diệp Thần suy nghĩ bốn chung quanh tình huống, ánh mắt mắt nhìn xuống luân hồi mộ địa tình huống hôm nay, nhập thần cảnh chiến khôi và thần vương cảnh chiến khôi, cơ hồ toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Còn dư lại, chính là hơn 100 cái hỗn nguyên cảnh chiến khôi. Ngoài ra còn có chừng 10 cái hợp đạo cảnh chiến khôi. Còn như thu hoạch tử lượng cao binh khí, mình thần hồn lực đã không đủ dùng, không có biện pháp lại nổ tung binh khí rời đi. Nếu không, linh khí dù sao cũng chui, tiên khí mấy triệu chui, thần vương khí hơn 300 ca chui, hỗn nguyên tiên khí mấy ngàn, hợp đạo thần khí mấy trăm, thời không chi binh 10 cây. Chỉ cần lấy ra một ít binh khí nổ, đều đủ để chấn động giết cái này 5 cái người. Mấy vị sư tôn. Diệp Thần ngắm nhìn ba vị thần Phật, thấy bọn họ thương thế nghiêm trọng đến cơ hồ mau mất đi trình độ, không khỏi lắc đầu một cái. Ba vị thần Phật sư tôn ở nổ hội trường thời điểm, đã bị thương không nhẹ, lại đang che chở mình chạy trốn thời điểm, chặn lại một vị tiên tôn mãnh công. Để cho bọn họ tu luyện ngàn băng bảo. Sau đó nổ rất nhiều binh khí. Rất khó, thậm chí cơ hồ không thể nào. Như vậy thật làm như vậy, ba vị thần Phật tất nhiên bởi vì thần hồn lực hao hết, mà trực tiếp chết. Mộ chủ, là nghi hoặc, không trốn thoát được. Băng kiếm tiên tôn ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nói, phải lập tức xuất chiến, lập tức thoát đi. Mộ chủ không muốn chữa thương, người chữa thương đồng thời, bọn họ cũng ở đây chữa thương, bọn họ cảnh giới xa xa cao hơn tại ngươi, chờ ngươi chữa thương xong. Bọn họ cũng chỉ khôi phục không thiếu chiến lực, đến lúc đó chênh lệch lớn hơn. Ta đã không có lực lượng cung cấp ngươi. Ngược lại là ba vị thần quân có thể giúp ngươi. Hắn nhìn về phía Chu Diệt thần quân cùng ba người, thở dài một tiếng, nói ta cơ hồ đã sắp đến mất đi ngày. Không, không tính là mất đi, là đoạn này thần niệm tán loạn ngày. Diệp Thần chợt nhìn về phía băng kiếm tiên tôn, không khỏi được nghi ngờ nói, sư tôn, ngươi thân phận thật sự. Vượt quá tạo hóa cảnh trung kỳ đi. Tạo hóa cảnh trung kỳ thần niệm. Cố nhiên rất mạnh, cố nhiên lấy được thiên địa hồn long tư bổ, nhưng là không có mạnh đến bước này. Theo đạo lý mà nói, ở hủy diệt thiên thơm các thời điểm, băng kiếm tiên tôn thần niệm đã tiêu hao không còn,
hắn khốn hoặc nói, trừ phi ta thân phận thật sự, đã lên cấp tinh khiếu cảnh, phong tước hiệu kiếm thần đúng không? Có lẽ ta thân phận thật sự đúng là như vậy, bởi vì thần niệm của ta lực, đúng là mạnh đến đáng sợ. Băng kiếm tiên tôn thở dài một tiếng, thân phận thật sự phong tước hiệu kiếm thần, ta suy nghĩ một chút, thân phận thật sự sẽ dùng cái gì danh hiệu? Băng kiếm kiếm thần. Băng kiếm tiên tôn tự giễu một tiếng, thân hình càng ngày càng yếu ớt, thậm chí hai chân đã nhạt đi, hai chân đã hư hóa, lại không giống như là từ trước ngưng tụ vô cùng bộ dáng, thời khắc này hắn, tựa như một hồi gió lớn cũng có thể thổi tan vậy. Hắn ánh mắt là dịu dàng. Hắn nhìn một cái Diệp Thần, hắn không hối hận đoạn này thời gian bầu bạn Diệp Thần. Thậm chí rất quý trọng đoạn này năm tháng. Hắn tu luyện vạn năm, chưa từng có nhiệt huyết như thế trải qua. Là Diệp Thần cấp cho. Thần niệm sắp tiêu tán, băng kiếm tiên tôn nhưng cảm giác hơn nữ ung dung vậy, thần giác ngược lại buộc vòng quanh nụ cười, nói, ba vị, không, sáu vị. Chính giữa ba vị, đã sống lại, rất may mắn các ngươi có thể trực tiếp sống lại, có thể trực tiếp đạt được hồi báo. Hắn cúi đầu xuống, có chút ảm đạm, nói, có thể, ta thân phận thật sự giải thoát, còn cần một ít thời gian. Không quá ta muốn nói là, chúng ta luân hồi mộ địa thần niệm, giống như là từng cái người thừa kế. Mỗi một đoạn thời gian, ra tới thay thế trước một đời lưu lại nhiệm vụ. Nhiệm vụ bầu bạn mộ chủ một đoạn thời gian, để cho mộ chủ được trưởng thành. Diệp Thần không có chen vào nói, dù là những lời này trước mặt đoán tạo thần quân, thần đan quân chủ, bách kiếm thần quân niếp bách kiếm đợi một chút đều nói qua, nhưng là tâm cảnh và cảm xúc mỗi người không đồng nhất. Mỗi người đều có đối với người nối tiếp muốn nói rõ sự việc. Yên tâm đi. Mộ chủ thực lực, tăng lên rất nhanh. Tiêu Diêu thần quân cười dài một tiếng, nói, vừa cùng là luân hồi mộ địa người, như vậy liền là bạn tốt, không cần một hai năm, chúng ta thân phận thật sự cũng sẽ giải thoát, đến lúc đó chúng ta một khối mà uống rượu làm thơ. Chu Diệt thần quân ôm tay, khẽ gật đầu, ánh mắt vậy có chút không giống, tựa hồ cảm giác, không bao lâu. Mình vậy sẽ đối với những thứ khác người nối tiếp, nói như vậy vậy, đây là sứ mạng, đồng dạng cũng là quang vinh và thiên đại cơ hội. Trợ giúp một người một đoạn thời gian, đổi lấy thân phận thật sự giải thoát, cũng hoặc là đổi lấy sống lại cơ hội. Không phải trời cơ hội lớn, vẫn là cái gì? Được, xem ra ta phải nói, các ngươi đều biết, vậy ta liền không giao đại. Ngày sau, chúng ta thân phận thật sự gặp nhau, sẽ tốt hơn. Băng kiếm tiên tôn ánh mắt quét qua Chu Diệt thần quân, chín vũ thần quân và tiêu diêu thần quân ba vị, cười nói các vị, trước gặp lại sau. Giờ phút này, giao phó xong những thứ này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Băng kiếm tiên tôn nửa người dưới đã hoàn toàn tán loạn, hóa thành đạo đạo ánh sáng tiêu tán ở luân hồi mộ địa bên trong. Cuối cùng, băng kiếm tiên tôn nhìn về phía Diệp Thần, thận trọng mà khẩn cầu vậy nói. Độc Cô gia tộc Thái Thượng trưởng lão nói vạn kiếm đế cung bị vây công, mà trước đây đúng là như vậy, bất quá xem ra chiến thế đối với chúng ta bất lợi. Ta vạn kiếm đế cung. Bây giờ hẳn là 5 vị tinh khiếu cảnh kiếm thần, mười mấy vị tạo hóa cảnh kiếm tôn đi. Như tình huống như vậy, ta muốn khẩn cầu mộ chủ một chuyện. Tiếng nói vừa dứt, băng kiếm tiên tôn ôm quyền hơi khom người, thái độ vô cùng là nhún nhường. Diệp Thần vội vàng đỡ ở hắn. Gật gật đầu nói, cứu vạn kiếm đế cung đúng không? Đúng. Đây đối với mộ chủ có thể rất khó, nhưng là ta vẫn là hy vọng mộ chủ ngươi đi xem, ngươi là con thiên mệnh, thời đại chiếu cố người, cao nhất huyết mạch người có, ngươi đi, nhất định có thể cứu vạn kiếm đế cung, nơi đó, dẫu sao là nhà ta không hy vọng bị hủy diệt. Băng kiếm tiên tôn cổ trở xuống, trên căn bản đã tiêu tán, liền tăng thêm tốc độ nói, nếu là có thể. Mộ chủ trên mình ngươi binh khí, một khối nổ, cũng có thể đánh lui kẻ địch, dù là không được, để cho vạn kiếm đế cung kiếm thần đi ra, đi giải cứu ta thân phận thật sự. Để cho ta thân phận thật sự đi cứu vạn kiếm đế cung. Đây là ta sau cùng khẩn cầu. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Băng kiếm tiên tôn đã hoàn toàn hóa thành vô số sáng mờ, tràn ngập ở luân hồi mộ địa chúng. Rất nhanh sáng mờ tiêu tán. Phảng phất từ tới không có băng kiếm tiên tôn cái này thần niệm xuất hiện vậy, Diệp Thần lặng lặng nhìn băng kiếm tiên tôn khối kia nổ tung mộ bia, suy nghĩ muôn vàn, đây đã là hắn đưa đi không biết nhiều ít vị sư tôn.
Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Diệp Thần nhanh chóng phấn khởi, hạ lệnh, Chu Diệt Thần Quân, khởi động toàn bộ chiến khôi, đồng thời đem các ngươi lực lượng gia trì ở trên người ta, chiến khôi trước thời hạn thiết lập tốt tự bạo chương trình, thành tựu sau cùng thủ đoạn. Phía Bắc, lão khiếu hóa, ta muốn đích thân từ hắn nơi đó đột phá. Đem hắn đánh chết, nếu không thành, nổ hàng loạt chiến khôi, nổ chết hắn, sau đó thoát đi. Theo băng kiếm tiên tôn lại không lực lượng mà biến mất. Diệp Thần bây giờ lớn nhất dựa vào, cũng chính là ba vị thần quân, ba vị thần Phật. Ba vị thần quân hợp lực, có thể để cho Diệp Thần bộc phát ra sánh bằng hợp đạo cảnh tầng 7 tầng 8 ngày chiến lực, ba vị thần Phật đã bị thương thật nặng, không cách nào tái chiến, như vậy, liền chỉ có thể dựa vào Diệp Thần mình, đi liều mạng khoảnh khắc vị hợp đạo cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp tuyệt đỉnh thần quân. Giết! Lão khiếu hóa! Bội tín nghĩa khí lão già kia, ngươi lấy là ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Diệp Thần hóa thành một đạo lưu quang, chạy thẳng tới phía bắc lướt đi, quanh thân bộc phát ra hủy diệt lực và mất đi lực, hội tụ ở trong tay giết thần kiếm trên, một kiếm sử dụng, bốn phương sáng bóng tràn ra hóa thành từng tầng một lôi quang phun trào, nếu như thủy triều lên xuống vậy, đột nhiên đánh giết ra. Diệp Thần, ta đã quyết định thần phục với ngươi. Ngươi! Lão khiếu hóa cấp được phun ra một ngụm máu tươi, không ở dơ lên trong tay côn gỗ ngăn cản. Oanh! Một đạo chấn thiên vậy tiếng nổ truyền ra. Lão khiếu hóa bạo lui mấy chục mét, rơi vào một nơi trên ngọn cây, không ở khom người trào máu, sắc mặt đổi là đỏ màu nâu, nếu như cương thi vậy, chính giữa thì đã xuất hiện thi ban nhưng mà người chết mới phải xuất hiện, ý nghĩa, hắn đại hạn sắp đến. Đáng chết! Ngươi dùng mất đi lực. Tiểu súc sinh, ngươi muốn tuyệt ta. Lão khiếu hóa áy náy bùng nổ, quanh thân khí thế cuồng bạo đến mức tận cùng, khô héo và nứt nẻ đã kết xác thân xác, giống như là một cái khổng lồ cương thi vậy, tràn đầy thi khí, mãnh liệt huy động trong tay côn gỗ, đưa tới vô số lôi quang, hòa lẫn không gian quy luật chém giết. Không chi diệt, giết. Lão khiếu hóa điều động toàn thân không gian quy luật, một côn gõ ra. Ngay lập tức gian Diệp Thần chung quanh hết thảy bị vô tình biến dạng, khác có mấy chục đạo không gian lưỡi dao sắc bén ngưng kết, hướng Diệp Thần đánh tới. Bình bịch bịch, khảng keng, phốc, Diệp Thần khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân xác bị tổn thương lớn hơn, liền vội vàng điều khiển giết thần kiếm ngăn cản không gian lưỡi dao sắc bén đánh giết, dù là trên mình hội họp ba vị đại năng lực lượng, muốn ngăn cản do không gian quy luật tạo thành không gian lưỡi dao sắc bén. Vậy hết sức khó khăn. Hô hô, hô, một chuôi bị đánh bay không gian lưỡi dao sắc bén, đánh trúng mặt đất, giống như sắc bén lưỡi liềm đao cắt kim loại đậu hũ vậy, khoảnh khắc gian đem đất mặt thiết nứt ra tới, độ sâu cao đến 100 mét lớn, tầm thường hỗn nguyên cảnh võ giả đối mặt, sợ rằng khoảnh khắc gian liền sẽ bị tiêu diệt. Lão già kia, người thọ nguyên không nhiều, chống đỡ chết chỉ có thể đánh ra 3 chiêu. Đây là chiêu thứ nhất. Lão tử cũng không phải bình thường. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, chợt lấy ra một chuôi hợp đạo thần khí ném bay ra ngoài, trên đó bổ sung thêm mất đi lực. Mất đi lực. Chỉ cần đánh chúng. Lão già kia. Ngươi liền phát ra chiêu thứ hai cơ hội cũng không có. Tí ti. Lão khiếu hóa vội vàng tản ra, nguyên bản thân thể cao lớn là vì tốt hơn tấn công Diệp Thần, không nghĩ tới ngược lại trở thành chướng ngại, bả vai lại bị hợp đạo thần khí vạch qua. Vậy cổ mạnh mẽ mất đi lực, nhanh chóng lan truyền tới toàn thân, nguyên bản mình kết phải thân xác, nhanh chóng là được sâu màu đen, gò má nhanh chóng khô héo đi xuống, nguyên bản tóc xám trắng hoàn toàn hết quang, dù là răng vậy không còn lại mấy viên. Giờ phút này, lão khiếu hóa giống như là đã nhập đất thi thể, lại thi biến thành là cương thi vậy. Lão khiếu hóa khát vọng thời không chi binh, chính là muốn kéo dài trường thọ mệnh. Nhưng mà, Diệp Thần mất đi lực. Nhưng là hắn hoàn toàn khắc tinh. Vốn cũng không có nhiều ít tuổi thọ, nếu như lại bị tiêu hao, vậy thì chỉ có một con đường chết. Không không không, ta thọ nguyên, không. Tiểu súc sinh, lão khiếu hóa tê liệt đôi mắt phun ra đạo đạo máu đen, thân xác run rẩy kịch liệt, nơi khớp xương phát ra đạo đạo vang khắp thanh âm, nhìn dáng dấp, tựa hồ một khắc sau liền phải bỏ mạng. Sư tôn, đồ nhi, có lỗi với ngài. Lão khiếu hóa không biết từ đâu lấy ra một chuôi ngọc trắng trường kiếm, thân kiếm tràn ngập cổ hao tổn đạo uẩn,
thần bí cực kỳ, chính giữa hàm chứa một cổ cực mạnh công kích ý chí, tựa hồ là do hủy diệt quy luật tạo thành, chân chính hủy diệt quy luật, mà không phải là hủy diệt lực. Khảng keng, rắc rắc, lão khiếu hóa làm gãy ngọc trắng kiếm nhỏ, thu nạp chính giữa hủy diệt phép tắc lực lượng, thân xác trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại một cái sọ đầu treo ngừng giữa không trung bên trong, trong đôi mắt tràn ngập oán hận, chuôi này ngọc trắng trường kiếm là ta sư tôn cho ta. Chính giữa ẩn chứa hắn lực lượng. Nhưng là ta dùng, cũng sẽ để cho hắn bị thương nặng. Nguyên bản, ta không muốn lúc sắp chết còn để cho sư tôn bị thương nặng, nhưng là Diệp Thần, ngươi phải được chết, ngươi đoạn tuyệt ta toàn bộ hy vọng, dù là ở địa ngục, ta vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Hô hô hô, hô hô, lão khiếu hóa tràn đầy một cổ thần lực rồng và hủy diệt quy luật lực, do trong miệng phun ra, hội tụ thành một thanh trường kiếm, một chuôi không chỗ nào bất lợi, sát khí phách tuyệt vòm trời trường kiếm. Này một kiếm, sợ là có thể đánh chết tuyệt đỉnh thần quân liền đi. Thần Long gia tộc hơi thở. Không nghĩ tới. Người cái lão gia hỏa này sư tôn, vẫn là thần Long gia tộc người. Diệp Thần không ở nghiêng đầu nhìn về phía những địa phương khác, những thứ khác bốn người cũng đã phát hiện dấu vết chiến đấu, không bao lâu là có thể chạy đến, phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Tịch diệt thần vương đạo. Hủy diệt thần vương đạo. Giết. Diệp Thần lấy ra diệt hồn ma thần thương, phát ra một kích mạnh nhất, muốn đánh nát ngọc trắng trường kiếm, lại đánh chết lão khiếu hóa. Ha ha ha! Diệp Thần, người chỉ là ở sắp chết vùng vẫy mà thôi. Mới vừa rồi còn có người âm thầm giúp ngươi, bây giờ nàng không có ở đây, ngươi sống thế nào? Lão khiếu hóa phát ra thanh âm quỷ dị, chợt một khắc sau toàn thân còn sót linh lực và thần hồn lực, sáp nhập vào ngọc trắng bên trong trường kiếm. Ta cho dù là chết, cho dù là lại không luân hồi chuyển thế, lại không hồi phục có thể, ta cũng muốn giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, đầu lâu biến mất, hóa thành lực lượng sáp nhập vào ngọc trắng bên trong trường kiếm. Khoảnh khắc gian, ngọc trắng trường kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp xé hết thảy, xé 100.000 đại sơn, vô số hung thú ở dưới sự uy áp, rối rít nổ tung là kéo ra mảng lớn máu thịt. Đối mặt cái này cổ đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng, cho dù là Diệp Thần cũng sau đó kinh hồn bạt vía đứng lên. Lão khiếu hóa, liều mạng. Có thể, lão khiếu hóa cảm thấy, nếu không phải Diệp Thần đến tới nơi này. Mình và bốn vị tuyệt đỉnh thần quân, mười mấy vị tiếp cận với tuyệt đỉnh thần quân hợp đạo cảnh cao thủ cùng nhau cướp đoạt thời không chi binh, như thế nào đi nữa cũng là có cơ hội. Nhưng là bây giờ, không cơ hội. Hoàn toàn không cơ hội. Mình dù là đánh chết Diệp Thần, cũng đã không cách nào vãn hồi phải chết cục diện. Đồng thời còn sẽ tiện nghi bốn người khác, dứt khoát hoàn toàn đánh chết Diệp Thần, gửi lấy hy vọng ngọc trắng trường kiếm hủy diệt Diệp Thần cung điện loại tiên khí. Mụ! Thật lấy là lão tử dễ khi dễ à! Mỗi một người đều bùng nổ sư tôn tiền bối lưu lại thủ đoạn. Lấy là lão tử không có à! Diệp Thần nói xong cũng có chút sửng dưng, mình cũng có, bất quá đã dùng. Đối mặt đưa tới đầy trời thần lôi, vô số kiếm khí ngọc trắng trường kiếm, dựa vào sư tôn rõ ràng cho thấy không được. Thần vương cảnh. Lão tử phá cảnh thời điểm dung luyện hợp đạo thần khí. Bây giờ phá cảnh, thật lấy là lão tử dễ khi dễ à. Còn nữa, mới vừa rồi ta có thể không cách nào ăn vào cửu tử bất tuyệt đan. Nhưng bây giờ ta có thời gian ăn vào. Cửu tử bất tuyệt đan, cho ta mở ra. Theo Diệp Thần gầm thét, đan dược ăn vào, vô số dược liệu phun trào. Diệp Thần cảm giác huyết mạch của mình tựa như cũng đốt đốt. Đồng thời, trên mình hiện lên một hồi tiếp theo một hồi quỷ dị ánh sáng. Thật là đáng sợ dược liệu. Năm đó Lâm Thanh Huyền nói thời khắc mấu chốt ăn vào. Sẽ có hiệu quả. Mà bây giờ, chính là thời khắc mấu chốt. Diệp Thần tin tưởng Lâm Thanh Huyền sư tôn tuyệt đối không thể nào lừa gạt hắn. Diệp Thần khí thế đang không ngừng leo lên. Hắn lạnh lùng nhìn nguy cơ buông xuống, ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bước ra, cưỡng ép bức bách hợp đạo thần khí để giành lực lượng nở rộ ra, tự thân hơi thở vậy đang điên cuồng bạo tăng. Thậm chí còn có phá cảnh cảm giác. Thoải mái. Thần vương cảnh tầng 6 thiên. Phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hơi thở lần nữa cực độ leo lên, 5 cái thần vương đạo đều được cực lớn hoàn thiện và tăng lên. So với chiến lực tăng lên không thiếu.
Hắn hai tay hội tụ hủy diệt lực và mất đi lực, ra chỉ ở diệt hồn ma thần thương lên, chính diện chống cự bay vụt đến ngọc trắng trường kiếm. Thương thương thương, hô hô, bịch bịch, vô số tiếng nổ, tê liệt thanh âm truyền ra. Ngọc trắng trường kiếm mũi kiếm cùng diệt hồn ma thần thương đầu thương đụng vào nhau. Ngay sau đó, một đạo vô cùng là thanh âm thanh thúy truyền ra, diệt hồn ma thần thương đầu thương nhanh chóng văng tung tóe, đầu thương trực tiếp nổ bể ra. Ngọc trắng trường kiếm thân kiếm hàm chứa hủy diệt kiếm khí, trực tiếp đánh bay diệt hồn ma thần thương thương liền, một bước trực tiếp đâm trúng Diệp Thần ngực. Chính là cái này thời điểm. Lâm Thanh Huyền nói muốn kích thích thuốc này lực lượng, chính là muốn thân xác bị hủy lúc. Diệp Thần thậm chí ngay cả ngăn trở ngăn cản đều không ngăn trở. Hắn đang hưởng thụ giờ khắc này. Giống như người điên. Hô hô hô. Hô hô. Điên cuồng hủy diệt quy luật lực. Nhanh chóng phá hoại Diệp Thần đạo uẩn và thân xác. Thương thương thương. Sắc 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 sắc. Diệp Thần thân xác tựa như hiện đầy như mạng nhện giống vậy vết rách, dính đầy máu tươi, sợ rằng một khắc sau liền muốn văng tung tóe mở. Đồng thời, một đạo ánh sáng sáng chói ghé vào Diệp Thần trên mình. Tựa như đang cấp tốc khôi phục Diệp Thần vết thương. Không thể tưởng tượng nổi đến mức tận cùng. Liền liền Diệp Thần mi tâm ác ma mắt vậy mơ hồ có lao ra dự định. Ác ma mắt, cho lão tử mở. Diệp Thần liều chết điều động mình luân hồi huyết mạch, một cổ vô cùng lực lượng mạnh từ vùng đan điền, các nơi huyết mạch, kinh mạch bên trong phun trào ra, liên hiệp kềm chế ngọc trắng trường kiếm bên trong hủy diệt quy luật lực. Hắn dùng sức rút ra cắm tại thân thể ngọc trắng trường kiếm, trong cơ thể hợp đạo thần khí lực lượng lại lần nữa kích thích mở. Hư thể kỳ cấp 9. Phá! Theo một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào. Diệp Thần thân xác đạt được nhiều tư bổ, nguyên bản trên ngực lớn nhỏ như miệng chén lỗ máu vậy nhanh chóng khép lại, nứt nẻ thân xác khôi phục như lúc ban đầu, bước vào hư thể kỳ cấp 9 thân xác, cơ hồ không thể so với tuyệt đỉnh thần quân thân xác yếu nhiều ít. Làm sao có thể? Lão khiếu hóa thần niệm tiêu tán một khắc sau, rung động đến mức tận cùng. Hắn căn bản không nghĩ tới, một kích này, không chỉ giết không chết Diệp Thần, còn lại để cho Diệp Thần phá cảnh. Thằng nhóc này rốt cuộc cái gì lai lịch? Là yêu nghiệt sao? Còn nữa, thằng nhóc này mới vừa rồi ăn vào là thứ gì? Đan dược cao cấp. Linh võ đại lục nào có loại này hẳn phải chết cảnh mới có thể ăn vào đan dược à? Nhưng mà, hắn thần niệm vẫn là tiêu tán. Mang không cam lòng và thống khổ. Lão khiếu hóa, hoàn toàn chết. Diệp Thần hơi thở dốc, sư tôn quả nhiên không có lửa gạt ta, thuốc này lực lượng thật đáng sợ. Đáng tiếc chỉ có một viên. Còn nữa, ta tựa hồ phát hiện thuốc này lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn phát huy. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, một đạo quát lên tiếng truyền tới. Diệp Thần! Ha ha, ngươi lại có thể ở chỗ này. Xa xa đồ tể bác như vậy cười to, quơ mang máu tươi trường đao cười nói, ngươi giết lão khiếu hóa, ta không tin ngươi còn có nhiều ít lực lượng, có thể ngăn trở ta. Ngươi chiến khôi đâu? Làm sao một cái cũng không có, người tiên khí binh khí đâu? Làm sao không tự bảo? Hắn cuồng tiếu khiêu khích nói, người tiếp tục tự bảo binh khí à, ra ra ta muốn xem ngươi, rốt cuộc có nhiều ít binh khí có thể nổ. Diệp Thần, cái này âm hiểm tiểu xúc sinh, bây giờ nhất định là không cách nào lại tự bảo binh khí. Nếu không giết lão khiếu hóa làm sao có thể tự mình động thủ, còn suýt nữa bị lão khiếu hóa giết chết. Hiển nhiên. Diệp Thần xúc sinh này đã đến đèn cạn dầu bước. Vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo. Khoảnh khắc gian, Diệp Thần trên mình hiện ra mấy chục đạo quang trạch, mỗi một đạo sáng bóng đều là một tôn hỗn nguyên cảnh chiến khôi, đồng loạt xông phía gần nhất đồ tể, đến gần sau đó trực tiếp tử bạo, một phiến phiến nổ dư âm tứ tán ra, hắn cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Bây giờ hắn cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn ổn định. Không thích hợp đại chiến. Hơn nữa, lão khiếu hóa chỗ rách đã xé ra. Bây giờ là rời đi thời cơ tốt nhất. Dĩ nhiên, hắn có lựa chọn tốt hơn, ví dụ như ném ra một chuôi thời không chi binh, mặc cho bọn họ cướp đoạt, hắn liền có thể bình yên rời đi, nhưng là cái đó giá phải trả quá lớn, hoa không đến. Thời không chi binh, ý nghĩa một vị tiên tôn ra đời. Vô luận bọn họ cái nào cướp đoạt đến, đối với mình ngày sau đều là uy hiếp, dứt khoát không cho. Hợp đạo thần khí à?
căn bản không sẽ đưa tới bọn họ tranh đoạt, càng đi xuống bảo vật lại càng phát không cần suy nghĩ. Tiếng nổ và sóng trùng kích sau khi kết thúc. Đồ tể khắp người máu tươi nhìn vừa nhìn bình nguyên vô tận, Diệp Thần, đã sớm tan biến không còn dấu tích, tức giận hắn thân thể run rẩy, phẫn nộ quát, Diệp Thần, ta đồ tể phải giết ngươi, dù là đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Đuổi giết hắn, không nhọc phiền ngươi. Đột nhiên, một giọng già nua bất thình lình vang lên. Lại là Độc Cô gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão bỗng nhiên ra tay, một chuôi dính hậu thiên chi độc kiếm, đâm vào đồ tể tim, rồi sau đó nhanh chóng điều động thời không quy luật, lấy tuyệt đối cường thế, đánh lén cũng xóa bỏ sắp trọng thương ngã gục đồ tể. Ngươi! Khốn kiếp, không phải muốn giết Diệp Thần. Đồ tể lời còn chưa nói hết, thần hồn lực trực tiếp bị Thái Thượng Trưởng Lão mất đi, mình càn khôn giới chỉ cũng bị cướp đi. Xa xa, vị kia tiên tôn thấy một màn này, giống vậy hướng đang chạy tới buôn bán thuốc động thủ. Đồ tể à đồ tể! Vốn là không muốn giết ngươi, nhưng là Diệp Thần nếu trốn thoát. Tổn thất đã sinh ra, bản Thái Thượng Trưởng Lão liền phải nghĩ biện pháp đền bù một ít. Thái Thượng Trưởng Lão cân nhắc đồ tể càn khôn giới chỉ, âm hiểm cười nói, mấy chục chuôi hợp đạo thần khí, trăm chuôi hỗn nguyên tiên khí, còn có thể, coi như là vãn hồi một ít tổn thất. Hắn xách đồ tể thi thể, giống như là xách đồ chơi vậy, còn như thi thể, chế tạo một cái nửa bước tiên tôn cảnh chiến khôi, không thành vấn đề. Tổn thất trong gia tộc để dành toàn bộ thời không chi binh, đại khái 6 chuôi thời không chi chuôi, những thứ khác 3 chuôi là 5 đại trung các gia tộc cửa phái ra, tổn thất 6 chuôi chi hơn, chỉ có thể đổi trở về một cái nửa bước tiên tôn cảnh chiến khôi, máu thua thiệt à. Nhưng thắng ở có, còn như những thứ khác hợp đạo thần khí tổn thất mà. Thái Thượng Trưởng Lão nhanh chóng lấy ra mình càn khôn giới chỉ ở giữa bảo vật, cưỡng ép chế trụ trong cơ thể hậu thiên chi độc, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, lầm bầm lầu bầu, giết những thứ này môn phái nhỏ và tán tu võ giả, lấy được lấy đi bảo vật, cũng có thể đền bù chúng ta Độc Cô gia tộc tiêu hao. Đến lúc đó, toàn bộ đẩy cho Diệp Thần. Quyết định chủ ý, hết thảy trách nhiệm đẩy cho Diệp Thần. Dù sao Diệp Thần vậy nổ như thế nhiều tiên khí, không quan tâm cõng thêm lên mấy trăm ngàn cái nợ máu. Phịch. Mặt tây, một đạo thần hồn lực tự bạo thanh âm truyền ra. Vị kia tiên tôn đánh chết giống vậy trọng thương ngã gục buôn bán thuốc, lấy được vị này tuyệt đỉnh thần quân khi còn sống bảo vật, thậm chí hắn thi thể, có thể luyện chế nửa bước tiên tôn cảnh chiến khôi. Như vậy thứ nhất, trước đó hao tổn, có thể đền bù hơn nửa. Còn như gia tộc môn phái người tử vong. Vậy cũng không có biện pháp đền bù, bất quá tương lai đều phải chết, trước thời hạn chết cũng không sao, chỉ cần đem đồ bù đắp lại là được. Vị này tiên tôn và Thái Thượng Trưởng Lão hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau biết ý đối phương, liền mỗi người rời đi. Thái Thượng Trưởng Lão trở lại loạn thành một đoàn thiên kiếm thành, lấy Độc Cô gia tộc kim bài kêu tới còn dư lại võ giả, nhìn chăm chăm vừa thấy, nguyên bản trong trụ sở chính hơn 40 vị hợp đạo cảnh thần quân. Giờ phút này chỉ còn lại 15 vị, không ở thần thương. Cũng may, Độc Cô gia tộc địa bàn lớn, trấn thủ tứ phương hợp đạo thần quân cộng lại, còn có trăm vị cỡ đó, nhà gia tộc lớn, không thể nào bởi vì đánh một trận mà suy yếu. Thái Thượng Trưởng Lão, bây giờ, làm thế nào? Độc Cô Thiên Ngự hỏi thăm, hắn vị này hợp đạo cảnh tầng 8 ngày thần quân, vận khí tốt tránh thoát nhiều lần tai ách, bây giờ cũng chỉ là bị thương vô cùng là nghiêm trọng. Cũng không có rơi xuống bước. Thái Thượng Trưởng Lão quay lại nhìn chăm chăm vừa thấy, những thứ khác năm gia tộc lớn môn phái thần quân đã rút lui, chỉ còn lại chừng 10 vị cảnh giới hơi thấp hợp đạo thần quân tán tu và hết thảy hỗn nguyên cảnh, thần vương cảnh tán tu, vẫn còn ở bốn phía tập sát các loại võ giả. Hắn quả quyết hạ lệnh, tru diệt toàn bộ tán tu đạt tới làm loạn người, lấy vật liệu của bọn họ, để đền bù lần này hao tổn. À, những thứ này tán tu, có đến gần 900.000 à. Mặc dù đều là thấp cùng cảnh giới người, nhưng là Độc Cô Thiên Ngự tâm thần đều kinh hãi, nhiều người như vậy, đều phải duy nhất tru diệt. Tiến vào bên trong thành 1 triệu hơn tán tu. Toàn bộ tham dự hỗn loạn, giành mua, nhưng là Diệp Thần nổ tiên khí, đã chết trận hơn 300.000, tổn thương vậy bị thương hơn 200.000, còn lại 80-90 vạn. Chẳng lẽ muốn toàn bộ đánh giết? Vậy như thế nào đối hắn thế lực giao phó à?
ngươi đang suy nghĩ giao phó sự việc đi. Cùng với những cái kia môn phái nhỏ sự việc, đúng không? Thái thượng trưởng lão lộ ra vô cùng là âm hiểm diện mạo, ánh mắt quét qua tụ đến mấy trăm ngàn người chấp pháp đại quân, cùng với Độc Cô gia tộc toàn bộ lực lượng, nói ta hỏi các ngươi, lần này nổ, là Diệp Thần đưa tới đúng không? Đúng vậy, Độc Cô Thiên Ngữ các người gật đầu. Lần này nổ, nổ chết toàn bộ tán tu, Diệp Thần cái này ma đầu, lại là chu diệt toàn bộ nhỏ tông phái võ giả. Giết được một người cũng không còn hạ, đúng không? Đối mặt Thái Thượng trưởng lão như vậy hỏi. Tất cả mọi người có chút mờ mịt, chợt một khắc sau rõ ràng liền có ý gì. Phải đem gia tộc mình tàn sát những người này trách nhiệm. Toàn bộ đẩy tới Diệp Thần trên mình. Như vậy chính là chọc nhiều người giận à. Như vậy thứ nhất, vô số cường giả và thế lực cũng sẽ sự đuổi giết không ngừng nghỉ Diệp Thần. Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây quả thực liền giống như chọc phá trời à. Ai có thể ở toàn bộ Tây vực thế lực dưới sự đuổi giết, sống sót? Cái đừng Độc Cô gia tộc trưởng lão có chút không đành lòng, dẫu sao cũng không phải là toàn bộ Độc Cô gia tộc đều là tà ác, cũng có chút hướng thiện, để cho bọn họ ra tay, quả thực có chút khó khăn, có vị trưởng lão đứng ra, nói, như vậy sẽ hay không quá tàn nhẫn, vạn nhất sự việc tiết lộ ra ngoài, vậy đối với chúng ta Độc Cô gia tộc cũng là tai họa ngập đầu à? Thái thượng trưởng lão sờ một cái râu, khẽ mỉm cười, sẽ không. Bên trong thành sinh linh không thiếu, nhưng là ta Độc Cô gia tộc người càng hơn. Phàm là ở tán tu đoàn thể và môn phái nhỏ người chung quanh, toàn bộ bắt, bầy linh hồn cấm chế, phòng ngừa hắn quấy rối. Thái thượng trưởng lão suy tư nói, đại khái phòng ấn 3 triệu người đi, bất quá lấy gia tộc chúng ta lực lượng, một ngày liền đủ hoàn thành, còn như những khu vực khác người, căn bản không biết nơi này cụ thể sự việc, cũng không cần quản lý. Thêm nữa, lần này chúng ta Độc Cô gia tộc, tổn thất hết thảy bảo vật. Không giết một ít, bồi thường trở về, ngày sau gia chủ và rất nhiều thái thượng trưởng lão trở lại, chúng ta, như thế nào giao phó? Hắn dò xét vị kia câu hỏi trưởng lão, nói, ngươi nếu không phải động thủ, bản thái thượng trưởng lão tự mình bắn chết ngươi. Rõ ràng, ta động thủ, vị trưởng lão kia chỉ có thể cúi đầu. Dẫu sao thái thượng trưởng lão nói không sai. Độc Cô gia tộc trụ sở chính không có. Mấy chục ngàn năm tới tích lũy cũng không có, lại không bất kỳ nội tình có thể nói, phải hàng loạt bổ sung tồn kho ở giữa binh khí tiên tài mới được, nếu không Độc Cô gia tộc tương lai mấy ngàn năm, sẽ rất khó khăn duy trì, dù là vẫn là bên trong các gia tộc. Cũng sẽ là yếu nhất bên trong các gia tộc. Thậm chí có thể bị những thứ khác bên trong các gia tộc môn phái từng bước xâm chiếm. Lại khó khôi phục cường thịnh một ngày. Còn như Thần Long gia tộc và Thánh Long gia tộc hộ pháp. Hỗn loạn dưới, đã sớm bị ba vị thần Phật đánh chết, cũng không cần lại đi quản, dù sao đối phương cảnh giới thấp, địa vị cũng không cao, toàn bộ đẩy tới Diệp Thần trên mình là tốt. Vận khí tốt, Thần Long gia tộc và Thánh Long gia tộc không rảnh truy cứu. Nếu như vận khí không tốt, Thần Long gia tộc và Thánh Long gia tộc giận dữ, Diệp Thần có thể liền một ngày cũng không sống nổi. Đi đi. Giết những thứ này tán tu, cùng với tất cả môn phái sự việc. Sau đó truyền giao đại lục, đem Diệp Thần đặt tên là ma đầu, dẫn thiên hạ võ giả chung nhau chu diệt. Thái thượng trưởng lão hạ lệnh sau liền mình tìm một nơi bế quan địa phương, nguyên bản chỗ bế quan đều bị nổ được sạch sẽ, chỉ có thể tạm thời tìm địa phương chữa thương. Độc Cô gia tộc. Còn lại mấy trăm ngàn người chấp pháp vận chuyển. Còn sót lại 15 vị hợp đạo thần quân, phối hợp mấy trăm vị hỗn nguyên cảnh võ giả, gần ngàn thần vương cảnh hộ pháp hành động. Bên trong các gia tộc, cho dù là bị Diệp Thần trừ diệt hơn nửa thực lực, vậy tuyệt đối không phải môn phái nhỏ và tán tu có thể sánh ngang, dù là số lượng so bọn họ hơn, nhưng là bàn về cảnh giới tuyệt đối không bằng, vũ khí trang bị hơn nữa không được. Rất nhanh, máu tươi nhiễm đỏ thiên kiếm thành. Người chung quanh đều bị thiết trí linh hồn cấm chế. Diệp Thần tàn sát triệu võ giả tin tức nếu như gió, truyền giao chạy đi. Không tới 3 ngày. Diệp Thần ma đầu danh hiệu, danh chấn Tây Vực. Xa xa, Bắc Cung gia trong tộc, Bắc Cung Hoành Thiên tự nhiên không biết thiên kiếm thành sự việc. Hắn đang tỉ mỉ sửa sang lại điều tra qua tới huyết linh tộc tư liệu. Mỉm cười nói, huyết linh tộc, dường như sau lưng không hề thiếu thế lực chống đỡ. Xem ra, không chỉ là Nam Vực Bắc Cung gia tộc ở giúp đỡ à.
Cùng là Bắc Cung gia tộc, ta Tây vực Bắc Cung gia tộc khát vọng và Diệp Thần giao hảo. Mà Nam vực Bắc Cung gia tộc nhưng là hoàn toàn đắc tội chết Diệp Thần à. Cũng khó trách. Năm đó Côn Lôn Hư, tuyệt đỉnh thần quân hơn 10 vị. Hợp đạo cảnh thần quân cũng có hơn 10 vị, hỗn nguyên cảnh còn có hơn ngàn vị, thần vương cảnh võ giả đếm không hết. Trừ không có tạo hóa cảnh tiên tôn ra, chút nào không thể so với tầm thường bên trong cùng môn phái yếu, lại bị một cái hạ cùng môn phái đánh tan, hơn nữa tù binh hơn vị đại năng và thiên kiêu võ giả. Thậm chí ngăn cách hết thảy muốn trợ giúp Côn Lôn Hư Nam vực bên trong cùng môn phái và lên các gia tộc. Hắn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, huyết linh tộc người sau lưng, thật đúng là mạnh mẽ. Là Thánh Long gia tộc. Thần Long gia tộc, vẫn là hồn điện làm. Bắc Cung Hoành Thiên than thở một tiếng, không có biện pháp dò tra được, mình chỉ là dò tra được huyết linh tộc rốt cuộc có nhiều ít võ giả, năm đó trận chiến ấy sự việc, nhưng thì không cách nào thám thía dò xét sau lưng bí mật. Hắn chỉnh hợp tư liệu, đưa cho bên trên Bắc Cung Tử Ngọc, cười nói, nữ nhi à, lần này phải do ngươi giao cho Diệp Thần. Ngươi và Diệp Thần quan hệ không tệ, có một số việc, cần một ít thứ duy trì. Ma vực chuyện. Chúng ta Bắc Cung gia tộc bị chiêu mộ 5 vị tiên tôn. Coi như là rút ra đi phần lớn lực lượng. Tốt ở cho tới nay, ta Tây vực Bắc Cung gia tộc thì có ẩn giấu thực lực. Ngoại giới tất cả mọi người đều biết chúng ta có 7 vị tiên tôn, trên thực tế, chúng ta có 10 vị tiên tôn. 10 vị tiên tôn. Có thể nói Tây vực bên trong các gia tộc bên trong, mạnh nhất đi. Ẩn núp vạn năm cố gắng, sẽ không uổng phí. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, Bắc Cung Hoành Thiên tuyệt không bại lộ. Gia chủ, việc lớn không xong. Trịnh Bá vội vã xông vào, thần sắc hốt hoảng. Bắc Cung Hoành Thiên liếc một cái Trịnh Bá, trách cứ, Trịnh Bá ngươi đều lớn cả không phải còn nhỏ, lại thế nào xem người tuổi trẻ như nhau nhất kinh nhất xạ. Trịnh Bá tay run run, nuốt ngụm nước miếng, không để ý hết thảy, trực tiếp nói, gia chủ. Thật việc lớn à, Diệp Thần. Diệp Thần xảy ra chuyện. Ừ, chuyện gì xảy ra à? Diệp Thần, bị vây công. Phỏng đoán lại gây chuyện đi, chẳng lẽ là hắn đánh chết một cái tiên tôn nhi tử bị đuổi giết? Bắc Cung Hoành Thiên sững sốt một chút, căn bản chưa thấy được Diệp Thần có chuyện, phải có chuyện cũng là người khác có chuyện. Trịnh Bá cầm một phần thủy tinh sách, là Thiên Bảo Các tuyên bố ma đạo người tu tiên bảng xếp hạng, chính giữa trực tiếp đem Diệp Thần liệt vào thần vương cảnh ma đầu thứ nhất. Đây chính là ngàn năm qua đầu một lần. Trịnh Bá đem thủy tinh sách đưa cho Bắc Cung Hoành Thiên, vội vàng nói, ngay tại mấy ngày trước, Diệp Thần chạy tới Độc Cô gia tộc, tham dự đấu giá hội họp lớn. Kết quả, sự việc đột biến. Diệp Thần điều khiển hàng loạt tiên khí, thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí hợp đạo thần khí tự bạo. Trực tiếp nổ hư Độc Cô gia tộc trụ sở chính, hơn nữa nổ chết hơn 1 triệu tán tu và tham dự hội họp lớn tất cả môn phái nhỏ người. Hơn nữa nổ nhà đấu giá, đưa tới hỗn loạn, giết chết Độc Cô gia tộc chừng 30 vị hợp đạo thần quân. Nhất định chính là ác ma à. Bây giờ, Thiên Bảo Các đem Diệp Thần đặt tên là ma đạo người tu luyện, thần vương cảnh thứ nhất. Danh hiệu là huyết đồ thần vương, lấy lực một người tàn sát triệu người ma đầu, ma vương, bây giờ Tây vực bên trong khắp nơi đều là muốn giết Diệp Thần người, chúng ta, vẫn cùng Diệp Thần hợp tác à. Cái gì? Bắc Cung Hoành Thiên sững sốt một chút. Triệu người. Huyết đồ thần vương. Nổ banh Độc Cô gia tộc trụ sở chính. Đây chính là bên trong các gia tộc. Có tiên tôn chấn giữ à. Diệp Thần lại có thể nổ banh bọn họ trụ sở chính. Làm sao có thể. Thằng nhóc này đắc tội hồn điện đã là chuyện lớn bằng trời. Bây giờ, thằng nhóc này đặc biệt mụ còn cảm thấy không đủ. Đắc tội toàn bộ Tây vực tông môn. Trời à. Cái này Diệp Thần rốt cuộc đang làm gì à? Giờ phút này, Bắc Cung Hoành Thiên đứng tại trên đại điện, cả người run rẩy. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần đơn giản là ma quỷ, điên cuồng tàn sát Tây vực triệu người, hắn rốt cuộc làm sao làm được? Gia chủ, bây giờ Diệp Thần ở toàn bộ Tây vực, đã là con chuột qua đường, chúng ta phải giúp Diệp Thần mà nói, tương đương với cùng cả cái Tây vực tông môn đối nghịch. Tuyệt đối không được à? Đây cũng là ta mới vừa rồi hốt hoảng nguyên nhân. Thậm chí, sợ rằng Diệp Thần mệnh không lâu vậy. Trịnh Bá nói ra những lời này, đầu ngón tay cũng hơi hơi run rẩy, đây chính là toàn bộ Tây vực tông môn.
hắn Bắc Cung gia tộc là Tây Vực đứng đầu bên trong nhóm thế lực không sai, có thể đối mặt toàn bộ Tây Vực, mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể đem chết chìm. Hắn tự xưng là đối với Diệp Thần coi như rõ ràng, đã từng lại là bởi vì Bắc Cung Tử Ngọc nguyên nhân, đối với Diệp Thần vô cùng coi trọng. Mà bây giờ, Diệp Thần như vậy mất trí, lại là thảm như vậy vô nhân đạo. Nhất định chính là tự diệt vong. Chuyện này, ta lại thận trọng cân nhắc một chút. Bắc Cung Hoành Thiên vốn là cỏ đầu tường, nếu như đắc tội một cái tông môn, hắn còn có thể âm thầm trợ giúp Diệp Thần, nhưng bây giờ Diệp Thần một người đắc tội toàn bộ Tây Vực. Diệp Thần muốn tìm chỗ chết, bọn họ Bắc Cung gia tộc không thể đi theo tìm chỗ chết. Còn nữa, ta luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, người tự mình đi một chuyến Độc Cô gia tộc chi địa, thật tốt điều tra. Diệp Thần người này mặc dù quả quyết sát phạt, nhưng là Tử Ngọc và ta nói qua một ít chi tiết. Nếu như hắn thật như thế lạm sát kẻ vô tội, lại vì sao phải bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi hồn tộc cứu người? Chỉ tiếc, Tây Vực gia tộc khác người sẽ không giống chúng ta vậy như vậy rõ ràng Diệp Thần. Bỏ mặc thật giả, Diệp Thần đều có thể rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ mong lần sau gặp được Diệp Thần, không phải một cổ thi thể đi. Bắc Cung Hoành Thiên thở dài một tiếng. Đã từng là Tây Vực coi như ổn định, nhưng là từ Diệp Thần xuất hiện, hết thảy đều tốt xem rối loạn. Càn Khôn Chi Địa, Kim Phật Mật Tông, Hồn Điện, Huyết Linh Tộc, thậm chí còn toàn bộ Tây Vực. Tựa như bởi vì là một cái thiếu niên, mà cuốn lên từng cơn sóng gió kinh hoàng. Cái này sóng gió kinh hoàng, đủ để có thể chết người. Cùng thời khắc đó, Linh Tiên Đế Cung. Hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp đang một nơi linh khí vòng quanh gian phòng tu luyện. Trên hai người mơ hồ có từng đạo hư ảnh. Kinh khủng huyết mạch hơi thở dần dần thức tỉnh. Một cô gái dịu dàng như nước. Một cô gái lạnh lùng. Cái này hai người chính là Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Đoạn này ngày giờ, hai người chuyên tâm tu luyện, không hỏi tới hết thảy trần chuyện. Bởi vì các nàng biết, ở Linh Vận Tiên Tôn nắm trong tay Hạ, các nàng muốn rời khỏi căn bản không có thể. Chỉ có tu luyện. Nếu như có một ngày, hai người bọn họ thực lực mạnh tại Linh Vận Tiên Tôn, vậy liền có thể rời đi. Lại có thể đi tìm Diệp Thần. Hồi lâu, ngoài phòng tu luyện, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết mở ra mắt đẹp, nhìn nhau, hai miệng đồng thanh nói, vào đi. Cửa mở ra, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ vội vàng đi tới. Trên mặt cô gái phủ đầy mồ hôi hột, tu vi không cao, nhưng là thiên phú coi như không tệ. Nàng là Linh Tiên Đế Cung mới thu một nhóm thiên phú một trong đệ tử, ở Linh Võ Đại Lục lớn lên, tên là Tiếu Vân. Tiếu Vân bởi vì trời xanh tính đơn thuần, mới vừa gia nhập Linh Tiên Đế Cung, liền và Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh trở thành bằng hữu. Bởi vì Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết ở Linh Tiên Đế Cung hành động bị giới hạn, các nàng chỉ có thể để cho Tiếu Vân thay thế hỏi thăm chuyện của ngoại giới. Tiếu Vân vậy làm không biết mệt, lén lén lút lút là Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết mang theo không thiếu ngoại giới đổ cùng với thú vị tin tức. Tiểu sư muội, ngươi làm sao tới? Còn nữa, ngươi thần sắc làm sao có chút bối rối? Kỳ Tư Thanh đứng dậy là Tiếu Vân châm một ly trà, khóe miệng khó khăn cho ra hiện một nụ cười châm biếm. Hạ Nhược Tuyết cũng là cầm ra tay mạt lau một chút Tiếu Vân mồ hôi trán trâu, quan tâm nói, tiểu sư muội, người đây là mới vừa thực tập kết thúc. Làm sao ra như thế nhiều mồ hôi, lần này mang cho chúng ta liền thứ tốt gì? Tiếu Vân nhận lấy Kỳ Tư Thanh đưa tới trà, một cổ não nhị uống vào, sau đó thở hổn hển nói, ta mới vừa nghe được một ít tin tức. Liên quan tới Diệp Thần. Lách cách, tức khắc, Kỳ Tư Thanh bình trà trong tay rơi trên mặt đất. Cùng thời khắc đó, Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh trong mắt xuất hiện một vẻ vui mừng. Thậm chí lan tràn thành mừng như điên. Cho tới nay tu luyện, mục đích lớn nhất, chính là hy vọng một ngày kia có thể thấy Diệp Thần. Bảo vệ Diệp Thần. Ai có thể nghĩ tới, các nàng lại có thể lần nữa nghe được Diệp Thần tin tức. Tiểu sư muội, nói mau, hắn ở đâu? Nói mau. Hai cái tay nắm thật chặt Tiếu Vân tay, thậm chí để cho Tiếu Vân cảm thấy đau đớn. Nàng nhíu mày một cái, sư tỷ, thật là đau. Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh lúc này mới ý thức được không ổn, vội vàng buông lỏng tay, ánh mắt sáng quắc chĩa vào Tiếu Vân. Chờ đợi tiếp theo lời nói. Tiếu Vân nhìn hai người kích động hình dáng,
cũng không nói nhảm, nói thẳng, mới vừa rồi ta ở dưới Linh Tiên Sơn đụng phải mấy vị thần sắc hốt hoảng Tây vực người, bọn họ có một điểm giống nhau, cũng đang bàn luận một người thanh niên. Người thanh niên kia chính là Diệp Thần. Chỉ bất quá ta không xác thực định cái này Diệp Thần có phải hay không trong miệng các ngươi người nọ. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đồng thời kích động nói, chúng ta phải biết toàn bộ. Tiếu Vân do dự mấy giây, vẫn là nói, nghe nói cái này Diệp Thần đến từ thấp võ thế giới, nhưng là nhưng đi ma đạo. Hắn tùy tiện tham gia Tây vực một cái độc cô gia tộc cử hành long trọng buổi đấu giá. Võ giả tham gia buổi đấu giá xuất hiện thương vong vốn là bình thường. Nhưng mà, cái này Diệp Thần, nhưng là thập ác không tha hạng người, hắn vì đoạt được người khác bảo bối lại tàn sát khắp thành. Lạm sát kẻ vô tội, tiêu diệt độc cô gia tộc, tiêu diệt tham dự buổi đấu giá tông môn lớn nhỏ. Bây giờ Diệp Thần hai chữ trở thành toàn bộ Tây vực cấm kỵ. Toàn bộ Tây vực thế lực cũng đang đuổi giết hắn. Nói thật, nếu như không phải là người này kêu Diệp Thần, chính là các sư tỷ quan tâm tên chữ, ta đã sớm mắng chửi người. Toàn bộ linh võ đại lục mặc dù lấy thực lực phi tôn, nhưng là loại này lạm sát kẻ vô tội người, thật là so ma vực những tên kia còn muốn cho người tức giận. Đúng rồi, cái này Diệp Thần, Tây vực người vẫn còn cho hắn lấy một cái ngoại hiệu, kêu huyết đồ thần vương. Lời nói rơi xuống, Kỷ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết trong mắt đã lạnh như băng. Các nàng đã xác định Tây vực cái này huyết đồ thần vương chính là Diệp Thần. Nhưng là, Diệp Thần tuyệt không thể nào lạm sát kẻ vô tội. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Tiểu sư muội, hy vọng tiếp theo ngươi giúp chúng ta lưu ý Tây vực hết thảy tin tức. Ta tin tưởng Diệp Thần không thể nào làm ra loại này thảm tuyệt nhân hoàn sự việc. Tất nhiên có người gài tang vật giá hỏa, nhưng là trước mắt có một chút có thể xác định, Diệp Thần còn rất an toàn. Hạ Nhược Tuyết ánh mắt kiên định nói. Nàng bản muốn rời đi Linh Tiên Đế Cung sẽ có cơ hội đi ra ngoài, nhưng là Linh Vận Tiên Tôn ở chung quanh bảy cấm chế. Căn bản không có tư cách rời đi. Còn nữa, tiểu sư muội, đoạn này thời gian hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Tây vực, mang một món đồ cho hắn. Một giây kế tiếp, Kỷ Tư Thanh lấy ra một cái hộp. Hộp hiện lên từng cơn ánh sáng, lên cùng tiên linh mộc chế tạo, lại là hàm chứa cao nhất uy áp. Tuyệt đối bất phàm. Thấy một màn này, Hạ Nhược Tuyết và Tiếu Vân sắc mặt đồng loạt biến sắc. Tiếu Vân lại là nói, sư tỷ, vật này nhưng mà sư tôn cho ngươi. Dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục cũng không có giá cả. Hơn nữa đối với ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn. Ngươi tại sao có thể cho người khác đâu? Nếu là bị sư tôn biết, tất nhiên ngút trời cơn giận. Ta tuyệt đối sẽ không đem vật này cho vậy thập ác không tha khốn kiếp. Hạ Nhược Tuyết cũng là khuyên nhủ, Tư Thanh, vật này ngươi cấp cho Diệp Thần. Vậy ngươi làm thế nào? Kỷ Tư Thanh trong mắt tràn đầy kiên định, ta Kỷ Tư Thanh tu luyện không cần vật này, hơn nữa, ta mơ hồ cảm thấy, Diệp Thần càng cần hơn vật này. Dẫu sao vật này có kích thích huyết mạch tác dụng, lại là linh võ đại lục hiếm thấy bảo bối. Hắn bây giờ tình cảnh càng cần hơn nó. Ý ta đã quyết, tiểu sư muội, mang nó đi Tây vực. Tiếu Vân nhìn thấu Kỷ Tư Thanh kiên định, thở dài một hơi, yên lặng nhận lấy cái đó hộp, xoay người rời đi phòng tu luyện. Cửa đóng lại, hết thảy khôi phục yên lặng. Cùng lúc đó, Tây vực, Nguyên Thủy Đại Sơn trong rừng rậm. Diệp Thần tìm được một nơi sơn động ẩn núp, xếp chân ngồi trong sơn động mặt một nơi thạch đài. Chỉ gặp trên người khí thế, không ngừng tăng cường, làm hoàn toàn vững chắc thần vương cảnh tầng 6 sau đó. Diệp Thần chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Kỷ Lâm Tiên Thiên Chi Độc đã không có biện pháp tiếp tục kéo dài, giờ khắc này ở Nguyên Thủy Đại Sơn, vừa vặn có thể bố trí Càn Khôn Thiên Long trận. Hắn bây giờ duy nhất phiền toái chính là cô độc gia tộc và Tây vực tông môn đuổi giết. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, muốn né tránh cô độc gia tộc và Tây vực tông môn đuổi giết, phải đi sâu vào Nguyên Thủy Đại Sơn. Ở Nguyên Thủy Đại Sơn bên trong, không biết có nhiều ít yêu thú. Ở chỗ sâu dù là tuyệt đỉnh thần quân yêu thú, đều có không thiếu. Hắn rõ ràng, một khi tiến vào Nguyên Thủy Đại Sơn chỗ sâu, đối mặt không chỉ là Tây vực tông môn, còn có yêu thú uy hiếp, nhưng là hắn nhất định phải cứu chữa Kỷ Lâm. Đây là thuộc về hắn quyết tâm, bỏ mặc hơn khó khăn, cũng phải toàn lực ứng phó. Oanh! Ở Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi,
bên ngoài sơn động mặt đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Diệp thần nhất định đang ở bốn phía, hắn chạy không được bao xa. Bên ngoài Tây vực tông môn võ giả, điên cuồng quét sạch nguyên thủy đại sơn, thể tất đánh chết Diệp thần. Diệp thần từ trong sơn động đi ra, ngay tức thì liền bị phát hiện, ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh và hơn 30 vị thần vương cảnh. Người cái mà đạo yêu nhân, đồ sát giết chúng ta Tây vực triệu võ giả, cướp đoạt thời không chi binh, ta và ngươi không chết không thôi. Trong đó một người hỗn nguyên cảnh võ giả mở miệng, trong con ngươi mặt tràn đầy tia máu, bọn họ Thiên Đao Tông, vốn là Tây vực hạ cùng đứng đầu tông môn, ai biết môn hạ thần vương cảnh võ giả, đều bị Diệp thần một người tàn sát. Giết, cùng nhau giết chết tên ma quỷ này. 50 tên võ giả, tức giận xông lên, hận không phải đem Diệp thần ngàn đao lăng trì. Diệp thần đứng ở chỗ cao, cau mày, tàn sát triệu võ giả. Hắn ở Tây vực giết người, mặc dù không thiếu, nhưng là triệu căn bản lời nói vô căn cứ. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Diệp thần liền muốn rõ ràng, cái này sợ rằng là cô độc gia tộc làm sự việc. Lần này hắn để cho cô độc gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn thời gian ngắn khôi phục, căn bản không có thể, trừ phi đối với cái khác tông môn động thủ, dẫu sao phát người chết tài, dễ dàng nhất một đêm trượt dầu, đến lúc đó trực tiếp gài tang vật giá họa cho hắn. Cô độc gia tộc ngược lại là đánh tốt tính toán. 50 tên võ giả mỗi người cầm xuất thần vương khí và hỗn nguyên tiên khí, kinh khủng hơi thở điên cuồng bùng nổ, loáng thoáng để cho chung quanh phát ra một hồi ông minh. Đối mặt 50 tên võ giả công kích, Diệp thần không sợ chút nào, trong tay chẳng biết lúc nào cầm ra diệt hồn ma thần thương, chớp mắt bây giờ, đi tới một người hỗn nguyên cảnh võ giả trước mặt. Ở Diệp thần sau lưng sát lục thần vương đạo, hủy diệt thần vương đạo, bất diệt thần vương đạo, tịch diệt thần vương đạo, độ hóa thần vương đạo, năm cái đại đạo hiển hóa. Thương như sấm, một phát bắn ra, bỗng nhiên đánh nát hỗn nguyên cảnh võ giả đầu lâu. Thời khắc này Diệp thần, hóa thân là địa ngục ma quỷ, không ngừng di động ở bên người mọi người, mỗi một giây cũng đại biểu một người võ giả chết. Chạy mau! Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn bị Diệp thần giết bể mật, lúc nào, một cái thần vương cảnh võ giả, có thể chém chết hỗn nguyên cảnh. Chủ yếu nhất, giết hỗn nguyên cảnh võ giả và chém dưa sắt thức ăn vậy. Muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn liền chạy, thật làm ta là trái hồng mềm. Diệp thần trong con ngươi mặt lộ ra một cổ tàn nhẫn thần sắc, người giết người, người hằng giết liền. Vạn đạo phi kiếm. Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, ở sau lưng hắn, vô số kiếm ảnh đan xen, kinh khủng kiếm khí, trực tiếp phong tỏa muốn chạy trốn võ giả. Giờ khắc này, chạy trốn mọi người, đột nhiên cảm nhận được một cổ nguy cơ chí mạng. Mọi người mới vừa kịp phản ứng, nhưng mà những cái kia kiếm ảnh giống như chiến trường máy gặt vậy. Cướp đoạt bọn họ tánh mạng. À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, kiếm khí trực tiếp đâm vào bọn họ trong tim mặt, sau đó ầm ầm nổ. Thần vương cảnh cũng tốt, hỗn nguyên cảnh cũng được, không một ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình. Chung quanh hết thảy, một đoàn đoàn xương máu bùng nổ, ở xương máu bên trong xen lẫn máu loáng, tung rơi trên mặt đất. Diệp thần thu hồi diệt hồn ma thần thương. Cảm nhận được từng cổ một hợp đạo cảnh và vô số hỗn nguyên cảnh võ giả, đang chạy tới. Mới vừa rồi hắn xuất thủ động tĩnh, đã đưa tới vô số võ giả, muốn chém chết Diệp thần. Lần này Diệp thần là đạt được thời không chi binh không biết tàn sát nhiều ít tông môn võ giả, hơn nữa cô độc gia tộc lén lút sát hại triệu người, giá họa cho Diệp thần. Hào nói không khoa trương, toàn bộ Tây vực tông môn, thấy Diệp thần, hận không được ngàn đao lăng trì. Diệp thần nhìn một cái phía trước, lại tiếp tục đi sâu vào chính là nguyên thủy đại sơn chỗ sâu, nhưng hắn không do dự, giơ chân lên bước ra một bước, điên cuồng tiến về trước. Diệp thần, người cái tiểu tạp chủng, không trốn thoát. Ta tông môn thần vương cảnh đệ tử, toàn quân chết hết, và hắn không đội trời chung. Giết, cướp lấy trên người hắn thời không chi binh, ta là có thể tiến thêm một bước, lấy được thọ nguyên. Bỏ mặc là thời không chi binh vẫn là tông môn trả thù, mọi người chỉ có một ý tưởng, hoàn toàn chém chết Diệp thần, tuyệt không thể để cho hắn chạy khỏi. Nếu không toàn bộ Tây vực ở trong mắt người khác, chính là một chuyện thiếu lâm. Muốn giết ta, các ngươi không phục sẽ tới, một đám lão cẩu, chung có một ngày, ta đem các ngươi toàn bộ chém chết.
Diệp Thần nhìn mọi người một cái, không sợ hãi chút nào, lại là cất tiếng cười to. Đối mặt hợp đạo cảnh cường giả, vô số hỗn nguyên cảnh võ giả, không sợ chút nào, hạng khí phách. Nguyên Thủy Đại Sơn bên trong, màn đêm buông xuống, Diệp Thần đã chạy trốn nửa ngày, nhưng là sau lưng võ giả, không chỉ không có giảm thiếu, phản mà không ngừng gia tăng. Hết thảy các thứ này cũng quy công cho cô độc gia tộc. Cái thù này Diệp Thần âm thầm ghi nhớ, đến lúc đó cứu tỉnh Kỳ Lâm, hắn nhất định để cho cô độc gia tộc, bỏ ra giá thê thảm. Trong đêm tối, Diệp Thần phía trước, một đôi màu xanh đậm ánh mắt, tất cả hung ác nhanh gió ác lang, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa như món ăn ngon vậy. Nếu, các người muốn đuổi giết ta, vậy phải trả giá ra máu. Những thứ này nhanh gió ác lang, căn bản đều ở đây hỗn nguyên cảnh, lang vương lại là hợp đạo cảnh yêu thú. Hắn tiến vào Nguyên Thủy Đại Sơn chỗ sâu, không chỉ có muốn thoát khỏi truy binh, còn muốn lợi dụng bên trong yêu thú, tới giúp hắn ngăn trở phía sau võ giả. Ngao ô! Lang vương gầm thét một tiếng, sau lưng hắn chăm đầu nhanh gió ác lang đánh về phía Diệp Thần. Một cái thần vương cảnh võ giả, ở lang vương xem ra, căn bản không cần hắn ra tay. Diệp Thần bắt nhào tới một cái hỗn nguyên cảnh ác lang, chuyển tay ném hướng về phía sau. Tật phong yêu lang điên cuồng xông lại, Diệp Thần căn bản không ham chiến, mấy cái lắc mình liền vọt tới lang vương trước mặt. Bắt giặc phải bắt vua trước. Hợp đạo cảnh lang vương, nếu như Diệp Thần không dùng tới ngàn binh bạo, cầm nó không có biện pháp nào, bất quá muốn chạy khỏi, dễ như trở bàn tay. Ở lang vương nhào tới trong nháy mắt, Diệp Thần hai cái cánh tay nâng lên, bắt nó chân trước. Lang vương gầm thét một tiếng, dương ra miệng lớn và hàm răng sắc bén, muốn cắn xé Diệp Thần. Nhiệt xúc, cút. Diệp Thần eo ếch dùng sức, trực tiếp cầm lang vương hất ra, về phía trước phương chạy trốn. Lang vương vốn định truy kích Diệp Thần, có thể vừa thấy dưới tay mình, toàn để cho Tây Vực tông môn thảm thiết giết chết. Ngao. Lang vương phát ra bi thảm một tiếng giống giận, lại nữa phản ứng Diệp Thần, tấn công hướng Tây Vực võ giả. Không tốt, hợp đạo cảnh yêu thú. Hợp đạo cảnh võ đạo trở xuống võ giả mau lui lại. Hỗn nguyên cảnh và thần vương cảnh võ giả vừa định muốn lui về phía sau, có thể tốc độ như thế nào là sói gió táp vương đối thủ. Sói gió táp vương bản ôm lòng liều chết, nó tuy hợp đạo cảnh, nhưng Tây Vực võ giả đứng đầu thần quân đều có. Không tốt, tên xúc sinh này muốn tự bảo. Oanh oanh oanh. Diệp Thần sau lưng rừng cây, một đóa màu đen mây hình nấm, ầm ầm nổ tung. À, tên tiểu xúc sinh này, ta nhất định phải giết nó. Một người hợp đạo cảnh võ giả, bởi vì lang vương tự bạo, phản ứng hơi chậm một chút, một cánh tay đều bị nổ không. Hợp đạo cảnh võ giả không cẩn thận cũng sẽ bị nổ chết, còn như hỗn nguyên cảnh và thần vương cảnh, vô số tử thương. Ở Nguyên Thủy Đại Sơn bên trong, Diệp Thần chạy trốn hai ngày, ở sau lưng hắn đuổi giết hắn người, chỉ có ba cái đứng đầu thần quân còn đang đuổi giết. Ở Nguyên Thủy Đại Sơn chỗ sâu, dù là đứng đầu thần quân không cẩn thận đều có rơi xuống có thể. Còn như những cái kia hỗn nguyên cảnh và thần vương cảnh, hai ngày qua không biết chết nhiều ít, hợp đạo cảnh trở xuống võ giả, căn bản không dám lại tiếp tục đi sâu vào. Diệp Thần ngươi cái tiểu xúc sinh, lão phu cần thiết giết ngươi. Nói chuyện không phải người khác, chính là cô độc gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Hai ngày này bởi vì đuổi giết Diệp Thần. Gặp phải không thiếu hợp đạo cảnh yêu thú, hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vậy không ngăn được bị không ngừng tiêu hao. Thời khắc này hắn, cả người áo quần rách nát, cả người bụi văng đầy người, hết thảy các thứ này đều là bái Diệp Thần ban tặng. Lão cẩu, muốn giết ta, người xứng sao? Ngay tại lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên. Diệp Thần cất tiếng cười to, người muốn giết hắn rất nhiều, bất quá hắn kẻ địch, mộ phần cỏ đều có 3 mét cao. CMN, tức chết lão phu. Cô độc gia Thái Thượng Trưởng Lão, tức giận cả người phát run, hơn năm qua, hắn chưa từng như này giận dữ qua. Diệp Thần không để ý nữa sẽ, điên cuồng về phía trước mặt chạy như điên, ước chừng nửa giờ, hắn cảm nhận được phía trước một đạo kinh khủng hơi thở. Cái này nhất định đến từ thực lực cực mạnh yêu thú. Diệp Thần nhanh lên một chút rời đi, như thực lực này yêu thú, không phải ngươi có thể chống lại. Yêu thú giỏi về giết hại, trên mình ngươi đã mệt mỏi, nếu như ham chiến, sẽ rất phiền toái.
Tiêu Diêu thần quân ở luân hồi mộ địa bên trong, vội vàng mở miệng, phải biết, yêu thú bản thân liền tỷ võ người mạnh mẽ. Sư tôn, đây là ta thoát khỏi cô độc gia thái thượng trưởng lão một lần cơ hội. Diệp thần trong con ngươi mặt, một món điên cuồng thần sắc xuất hiện, dựa vào hợp đạo cảnh yêu thú, muốn thoát khỏi thái thượng trưởng lão tỷ lệ quá nhỏ. Trừ phi giống vậy thực lực yêu thú. Lần này là nguy cơ, cũng là cơ hội. Duy nhất cơ hội. Hống. Diệp thần trước mặt, một đạo đồ vật khổng lồ đứng lên, cả người tông màu vàng lông, một hai con ngươi sắc ánh mắt, một mắt tựa như để cho người rơi xuống cửu u, ngàn trượng thân thể, giống như che khuất bầu trời vậy. Chấn thiên ma viên. Dù là ở yêu thú bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại, huống chi cả người thực lực đạt đến đỉnh nhọn thần quân cấp bậc. Chấn thiên ma viên nhìn chằm chằm Diệp thần và sau lưng mọi người, cái này một phiến khu vực là nó lãnh địa, bây giờ có người xông tới, đã hoàn toàn chọc giận nó. Chỉ gặp vượn ma nâng lên cánh tay tráng kiện, quả đấm to lớn ở trong một cái chớp mắt này, bỗng nhiên xông về Diệp thần. Mơ hồ bây giờ, lại để cho hư không chấn động ra từng trận sóng gợn. Một cổ áp lực hơi thở tử vong, hướng về phía Diệp thần đập vào mặt. Diệp thần quỷ mị giống vậy bóng người, nhanh chóng né tránh, vượn ma quả đấm, từ hắn quần áo sát biên mà qua. Oanh! Quả đấm rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Giờ phút này Diệp thần cũng không chịu nổi, ước chừng quả đấm hơi thở, thiếu chút nữa để cho hắn khạc ra một búng máu. Tiểu tạp trùng, ta xem ngươi như thế nào chạy. Ở phía sau, cô độc gia tộc thái thượng trưởng lão, thấy Diệp thần bị thương, cả người kích động. Hắn cũng không tin, lần này Diệp thần vẫn có thể chạy trốn. Thái thượng trưởng lão trên mặt, lộ ra lau một cái thần sắc dữ tợn, hận không được cất tiếng cười to. Nhưng mà nụ cười này vẫn chưa tới một giây đồng hồ, liền hơi ngừng, hắn thấy một đầu vượn ma, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ở vượn ma xem ra, một cái thần vương cảnh con kiến hôi, căn bản không để ở trong lòng, tùy ý đều có thể bóp chết, nhưng là thái thượng trưởng lão không giống nhau, hơi thở giống vậy để cho nó cảm thấy nguy hiểm. Hắn sau lưng còn có mấy cái hợp đạo cảnh võ giả, có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Chấn thiên ma viên lại nữa phản ứng Diệp thần, khoan hậu bàn tay, hướng về phía thái thượng trưởng lão mọi người, ầm ầm rơi xuống. Diệp thần, người tên khốn kiếp. Thái thượng trưởng lão nội tâm bực bội, đoạn đường này, Diệp thần không biết trêu chọc nhiều ít yêu thú. Toàn để cho bọn họ giải quyết, mình nhưng bỏ trốn. Chấn thiên ma viên, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Thái thượng trưởng lão tức giận mắng một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái bảo vệ thuẫn. Bảo vệ thuẫn phía trên thần vẫn lưu chuyển, bất ngờ là một kiện thời không chi binh. Chấn thiên ma viên một cái tát đi xuống, thái thượng trưởng lão một búng máu phun vẩy ra, toàn bộ ngũ tạng lục phủ cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Nếu như không phải là có lúc không chi binh, một kích này cũng đã đủ muốn mạng hắn. Lão già kia, người từ từ chơi, ta đi trước một bước. Diệp thần không phải người ngu, giờ phút này là hắn chạy trốn thời cơ tốt nhất. À, ta phải đem ngươi thần phách hành hạ vạn năm. Cô độc gia thái thượng trưởng lão, nhìn Diệp thần không ngừng biến mất bóng người, tức giận hắn một búng máu phun ra. Giờ khắc này, cầm hắn tức gần chết. Chấn thiên ma viên thấy Diệp thần chạy trốn cũng không có ngăn trở, ở bên trong cho dù là nó, cũng không dám tiếp tục đi sâu vào. Một cái thần vương cảnh loài người. Dám vào đi, hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Thái thượng trưởng lão muốn truy kích Diệp thần, nhưng mà có chấn thiên ma viên ở đây, căn bản tự lo không xong, cộng thêm hắn vốn là bị thương thế, đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh đứng đầu thần quân yêu thú, căn bản không phải đối thủ. Mấy người các ngươi, là thời điểm là lão phu xuất lực, đến lúc đó ta tự mình đánh chết Diệp thần, cũng coi là các ngươi trả thù. Thái thượng trưởng lão âm u nhìn phía sau mấy cái hợp đạo cảnh võ giả. Giờ phút này chút hợp đạo cảnh võ giả, nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm xấu, chỉ gặp thái thượng trưởng lão một cái tay bắt một người võ giả đầu, điên cuồng hút lấy võ giả trong cơ thể lực lượng. Chớp mắt bây giờ, một người hợp đạo cảnh cường giả, hóa thành một cổ xương trắng, xương bị gió thổi một cái, biến mất ở giữa trời đất. Ngươi, hợp đạo cảnh cường giả, trên mặt không có một tia huyết sắc. Bọn họ không nghĩ tới, cô độc gia tộc trưởng lão lại sẽ đối với bọn họ ra tay.
Thái thượng trưởng lão mặt không đổi sắc, tiếp tục bắt một người muốn chạy trốn hợp đạo cảnh cường giả. Những võ giả này, căn bản đều là hợp đạo cảnh tầng 3, đối mặt một cái lớn mạnh như vậy trưởng lão, không chút nào đánh lại lực lượng. Không lâu lắm, toàn bộ rừng cây bên trong, chỉ còn lại thái thượng trưởng lão, vốn là chán trường khí thế, bất ngờ đạt đến đỉnh đỉnh. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn khôi phục trước khi khí thế, dù là không thể đánh chết Chấn Thiên Ma Viên, cũng có thể thành thạo phải đối phó nó. Chạy trốn Diệp Thần, cũng không biết một màn này, giờ phút này hắn thả chậm tốc độ, Chấn Thiên Ma Viên đủ kéo cô độc ra thái thượng trưởng lão một đoạn thời gian. Đây đã là Nguyên Thủy Đại Sơn chỗ sâu, Diệp Thần phải cẩn thận, mới vừa rồi hắn đi qua một vài chỗ, liền cảm nhận được không thiếu có thể uy hiếp hắn hơi thở. Ở chỗ này, dù là vận may cấp yêu thú đều có, không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Diệp Thần ở Nguyên Thủy Đại Sơn, tiếp tục đi tiếp một ngày, phát hiện thái thượng trưởng lão căn bản không có đuổi theo, hoàn toàn yên tâm. Sư tôn, ta bây giờ đủ bố trí càn khôn thiên long trận, cái này Nguyên Thủy Đại Sơn, thiên nhiên dãy núi, tuyệt đối là chỗ tốt nhất. Kỷ Lâm trong cơ thể tiên thiên chi độc, đã không nén được, căn bản không có thời gian kéo dài nữa. Ừ, nơi này đích xác có thể, chỉ bất quá Nguyên Thủy Đại Sơn, hợp đạo cảnh yêu thú không thiếu, đến lúc đó thiên lôi hạ xuống sợ rằng không thiếu yêu thú cũng có thể nhận ra được. Nơi này bố trí càn long thiên long trận không có vấn đề, chỉ bất quá. Diệp Thần vậy rõ ràng đạo lý này, nhưng là hắn tất cần phải buông tay đánh một trận, nếu không Kỷ Lâm thì sẽ hoàn toàn ngủ say. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Sư tôn, như thế nào bố trí càn khôn thiên long trận? Hắn mặc dù tinh thông trận pháp, nhưng là càn khôn thiên long trận chưa bao giờ bố trí qua. Dùng bốn kiện thời không chi binh, trấn áp tại đông nam tây bắc, lấy Nguyên Thủy Đại Sơn dưới đất long khí, làm trận mắt, hợp đạo thần khí là phụ, đủ bố trí càn khôn thiên long trận. Diệp Thần nghe gặp Tiêu Diêu thần quân mà nói, nhẹ khẽ gật đầu, ở Nguyên Thủy Đại Sơn, tìm được một nơi trống trải. Cầm ra bốn kiện thời không chi binh, đặt ở đông nam tây bắc bốn phương hướng, làm xong hết thảy các thứ này, lấy thêm ra hợp đạo thần khí, dùng để phụ trợ thời không chi binh. Diệp Thần dùng mình thần hồn lực, không ngừng khắc họa, làm xong hết thảy các thứ này, sắc mặt hắn thương trắng, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, thần hồn lực tiêu hao quá nhiều. Để cho hắn cả người, đều có chút đứng không vững. Bây giờ cầm Kỷ Lâm đặt ở trận pháp ngay chính giữa. Tiêu Diêu thần quân tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, ôm ra Kỷ Lâm. Nhìn Kỷ Lâm gương mặt tái nhợt, đóng chặt hai tròng mắt, Diệp Thần trong mắt, toát ra một tia ánh sáng mềm. Kỷ Lâm, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể làm cho ngươi bình yên vô sự. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, cầm ra thiên ma nhân sâm, dùng thần hồn lực, không ngừng tinh luyện. Thiên ma nhân sâm lực lượng quá mức bá đạo, phải không ngừng tinh luyện. Nếu không Kỷ Lâm một cái đế tôn cảnh, căn bản không chịu nổi. Thiên ma nhân sâm chất lỏng, nhỏ xuống ở Kỷ Lâm trên thân thể mặt. Lúc này Kỷ Lâm thân thể từng luồng màu đen hoa văn, tràn ngập cả người, thiên ma nhân sâm chất lỏng rơi vào trên người nàng, liền dung vào trong cơ thể. Diệp Thần ở bên cạnh, cảm nhận được một cổ kinh khủng khí độc, từ Kỷ Lâm trong thân thể, tản mát ra. Mặc dù đối với Diệp Thần không tạo được tổn thương, nhưng loáng thoáng để cho hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp. Hắn bây giờ thực lực, đối mặt hỗn nguyên cảnh tầng 5 cường giả cũng có thể đánh chết, ở một cái đế tôn cảnh trước mặt lại bị từng tia uy hiếp. Tiên thiên độc thể, khủng bố như vậy. Thiên ma nhân sâm chất lỏng, không ngừng nhỏ xuống, vào lúc này, bầu trời bản vạn dặm không mây, bỗng nhiên bây giờ, che khuất bầu trời mây đen ở Kỷ Lâm phía trên. Mây đen bên trong, sấm sét lóe lên, đè nén hơi thở. Khá có một loại mây đen đè thành muốn thúc giục hơi thở. Diệp Thần có thể cảm nhận được, toàn bộ thiên đạo đang tức giận, đang nộ hống, thiên đạo không cho phép tiên thiên độc thể, như vậy kinh khủng thể chất xuất hiện. Mây đen bên trong sấm sét lóe lên, một cổ diệt thế hơi thở, điên cuồng lan truyền. Nguyên Thủy Đại Sơn bên trong yêu thú, phát ra từng trận gầm thét, thiên lôi hơi thở, để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Giờ phút này Diệp Thần cách làm, không khác nào nghịch thiên mà đi. Diệp Thần, bây giờ thời cơ đã đến, ngươi mau rời đi, thiên lôi lập tức phải giáng thế, ngươi đợi ở bên trong,
chỉ sẽ để cho thiên lôi đổi được càng kinh khủng hơn. Tiêu Diêu thần quân ở luân hồi mộ địa bên trong, vội vàng mở miệng. Diệp thần thu hồi chỉ còn lại một nửa thiên ma nhân sâm, từ càn khôn thiên long trận bên trong lui ra ngoài. Oanh oanh oanh! Kỷ lâm phía trên, đinh tai nhức óc thiên lôi, tựa như thiên đạo đang gầm thét. Diệp thần đứng ở càn khôn thiên long ngoài trận mặt, nhìn bên trong kỷ lâm, trong lòng một hồi lo âu. Một khi kỷ lâm vượt qua đi, là có thể thành liền tiên thiên ma thể, có thể độ không đi qua. Diệp thần tuyệt đối không cho phép phát sinh, dù là hợp lại lên mình tánh mạng, cũng ở đây không tiếc. Càn khôn thiên long ngoài trận, Diệp thần tay cầm diệt hồn ma thần thương, áo khoác bị gió lớn thổi lên từng cơn tiếng vang. Trên đầu sợi tóc, ở trong gió nhẹ nhàng múa lên. Ở Nguyên Thủy Đại Sơn một nơi cô độc ra thái thượng trưởng lão, miệng tràn ra một tia máu loãng. Hắn vận khí cũng không như Diệp thần, ngày này gặp phải thực lực cực mạnh yêu thú đều không thiếu. Nhìn phía trước mây đen đầy vải, sau đó cười lạnh một tiếng. Hắn tin tưởng, trước mặt hết thảy, tuyệt đối là Diệp thần chế tạo ra. Thái thượng trưởng lão bóng người biến mất, ở càn khôn thiên long trận bên ngoài Diệp thần, cũng không biết hết thảy các thứ này. Kỷ lâm phía trên, một cái lôi long, từ trong mây đen bay ra ngoài, lôi long trăm trượng thân thể, như tia chớp trong mắt, thân thể cao lớn, điện hồ lóe lên. Lôi long từ trong mây đen xông lại, nhanh chóng xông về kỷ lâm. Diệp thần thấy một màn này, đúng trái tim cũng nắm chặt. Lôi long mang diệt thế oai, đang xông về phía kỷ lâm thân thể trong nháy mắt, càn khôn thiên long trận xuất hiện một con rồng lửa, quấn quanh ở kỷ lâm trên thân thể mặt. Đây chính là Nguyên Thủy Đại Sơn bên trong long khí. Lôi long rơi xuống, chớp mắt bây giờ biến mất, càn khôn thiên long trận chỉ bất quá nhẹ đung đưa. Thấy một màn này, Diệp thần cả người vậy yên tâm không thiếu, bất quá hắn cũng biết, cái này chỉ bất quá đạo thứ nhất lôi kiếp mà thôi. Lôi long biến mất, ở mây đen phía trên, chỉ bất quá một hơi thở thời gian, lại xuất hiện 10 con lôi long. Cái này 10 con lôi long, kinh khủng hơi thở, so với trước đó càng tăng lên, không chút do dự xông về kỷ lâm. Bình bịch bịch, đinh tai nhức óc tiếng vang, để cho Diệp thần hơi lui về phía sau. Càn khôn thiên long trận, không ngừng đi lang thang. Diệp thần, cái này lôi kiếp so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Tiêu Diêu thần quân ở luân hồi mộ địa nhìn lôi kiếp hơi khiếp sợ, cái này chỉ bất quá đạo thứ hai mà thôi, lại đã đạt tới hỗn nguyên cảnh một trọng thiên lôi kiếp. Ở phía sau nhưng mà dòng dã còn có 7 đạo lôi kiếp. Giờ khắc này, Tiêu Diêu thần quân cũng không biết, kỷ lâm có thể hay không vượt qua đi. Diệp thần híp mắt, không nói gì, dù là tạo hóa cảnh lôi kiếp, hắn vậy phải không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp kỷ lâm chịu đựng. Ngay sau đó 3 đạo lôi kiếp rơi xuống, càn khôn thiên long trận, xuất hiện từng tia vết rách, hợp đạo thần khí giờ khắc này đã sớm vỡ nát, dù là thời không chi binh, vậy xuất hiện từng tia vết rách. Diệp thần, chờ một chút cầm ra tất cả hợp đạo thần khí và thời không chi binh, đặt ở kỷ lâm phía trên. Vốn là Tiêu Diêu thần quân lấy là càn khôn thiên long trận đủ ngăn cản 8 đạo lôi kiếp, ai ngờ ở đạo thứ 5 lôi kiếp lúc, cũng nhanh muốn bể tan tành. Hắn còn đánh giá thấp lôi kiếp lực lượng. Được. Diệp thần một cổ não cầm ra tất cả hợp đạo thần khí, còn có thời không chi binh, trực tiếp ném vào bên trong. Những thứ này thời không chi binh còn có hợp đạo thần khí, cũng có thể suy yếu lôi kiếp một số lực lượng. Ha ha ha, người cái tiểu xúc sinh, quả nhiên ở chỗ này. Vào lúc này, Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão chạy tới, vừa nhìn thấy Diệp thần, căn bản khắc chế không nổi nội tâm tâm tình kích động. Lần này, hắn Độc Cô gia tộc, không biết nhiều ít cường giả chết, hết thảy cũng bởi vì là một cái thấp cùng đại lục Diệp thần. Thái thượng trưởng lão, ở bên cạnh có thể cảm nhận được lôi kiếp khủng bố, nhìn một cái càn khôn thiên long trận bên trong kỷ lâm. Trong nháy mắt, con ngươi khóa chặt. Diệp thần ngươi lại muốn cho một cái tiên thiên độc thể thức tỉnh. Một cái hậu thiên ma thể, ở toàn bộ linh võ đại lục, người người được mà giết chi, chớ đừng nói chi là một cái tiên thiên độc thể. Chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, Diệp thần ở toàn bộ linh võ đại lục, người người kêu đánh. Lão già kia, cái này 2 ngày, người qua được còn tốt. Diệp thần nhìn Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão, cầm chặt trong tay diệt hồn ma thần thương. Hắn vốn cho là thái thượng trưởng lão, đã rời đi, ai biết vẫn còn ở không ngừng theo sát.
Hôm nay hắn nhất định phải tru diệt trước mắt Thái Thượng Trưởng Lão, nếu không tiên thiên ma thể một khi bộc lộ ra đi, Diệp Thần và Kỳ Lâm cũng phải đối mặt toàn bộ đại lục đuổi giết. Nếu để cho người khác biết, một cái thần vương cảnh tầng 6 võ giả, muốn đánh chết Độc Cô gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, tất nhiên không người tin tưởng. Bởi vì đây hoàn toàn là tự đào mộ. Tiểu súc sinh, hôm nay ta trước hết là giết ngươi, lại tiêu diệt bên trong bé gái. Thái Thượng Trưởng Lão đứng ở trời cao bên trong, điên cuồng xông về Diệp Thần. Hắn tu luyện đến cảnh giới bây giờ, chưa từng như này chật vật qua, đối với Diệp Thần hận ý, đã đạt đến đỉnh điểm. Kinh khủng hơi thở, tựa như ở cả thế giới tràn ngập ra, một cổ to lớn cảm giác bị áp bách, để cho Diệp Thần không nhịn được lui về phía sau hai bước. Lão già kia, hôm nay cho ngươi thêm một phần lễ vật. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, hỗn nguyên tiên khí, thần vương khí, trên không trung hiển lộ. Vì để người yêu thú đánh bất ngờ, Diệp Thần đặc biệt cầm tất cả hỗn nguyên tiên khí và thần vương khí, bố trí ở chung quanh. Chưa từng nghĩ, yêu thú không có tới, cô độc gia Thái Thượng Trưởng Lão ngược lại tới. Tiểu hỗn đản, Thái Thượng Trưởng Lão muốn lui về phía sau, đáng tiếc đã tiến vào phạm vi công kích, muốn rời khỏi, khó như lên trời. Oanh, kinh khủng nổ lực, dẫn được mặt đất đung đưa, đất đai xuất hiện từng tia vết rách. Thái Thượng Trưởng Lão áo quần rách nát, cả người là máu, hình dáng dị thường thê thảm. Sư tôn, mượn ta lực lượng. Tiêu Diêu thần quân lực lượng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể, chỉ gặp Diệp Thần từ thần vương cảnh tầng 6, ngắn ngủi tăng lên tới hỗn nguyên cảnh cửu trọng thiên. Đây hoàn toàn là Tiêu Diêu thần quân lực lượng. Ở Diệp Thần sau lưng, sát lục thần vương đạo, hủy diệt thần vương đạo, bất diệt thần vương đạo, tịch diệt thần vương đạo, độ hóa thần vương đạo, năm cái thần vương đạo hiển hóa. Độc Cô gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, không để ý tự thân thương thế, xông về Diệp Thần. Hàn băng kiếm quyết. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cầm ra một chuôi hỗn nguyên tiên kiếm, thân kiếm lóe lên hàn băng quy luật. Kiếm khí ở chung quanh hắn, tùy ý lưu động, phát ra ông ông tiếng vang. Hắn nâng lên cánh tay, cầm chặt hỗn nguyên tiên kiếm, ở Thái Thượng Trưởng Lão xông tới trong nháy mắt, một kiếm chém ra. Một kiếm này, Diệp Thần bùng nổ toàn lực, kinh khủng kiếm khí, cực nhanh lưu chuyển, vô số hàn băng ngưng tụ trên mặt đất. Nhiệt độ chung quanh, ngay tức thì hạ xuống. Thái Thượng Trưởng Lão thân là đứng đầu thần quân, đối mặt Diệp Thần một kiếm, căn bản không để ý. Ngất trời trưởng. Trên bầu trời, một đạo bàn tay khổng lồ, chốc lát bây giờ ngưng tụ. Bàn tay ngưng tụ trong nháy mắt, bỗng nhiên ở Diệp Thần đỉnh đầu rơi xuống. Thời không kiếm quyết. Diệp Thần lâm nguy không sợ, đối mặt bàn tay này, cánh tay nâng lên, hỗn nguyên tiên kiếm đâm về phía bàn tay. Thời không phép tắc hơi thở, mơ hồ lưu động, một kiếm hạ xuống, tựa như thiên địa biến sắc, ma quỷ đang gầm thét. Oanh! Hai người đụng vào nhau, Diệp Thần trong miệng khạc ra một búng máu. Diệp Thần dựa vào ngoại lực, mặc dù ngắn ngủi tăng lên tới hỗn nguyên cảnh cửu trọng thiên, nhưng mà đối mặt Độc Cô gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, hai người chênh lệch, vẫn là quá lớn. Giờ phút này hắn không còn kịp suy tư nữa, Thái Thượng Trưởng Lão bóng người đã tới trước mặt hắn. Chỉ gặp Thái Thượng Trưởng Lão cầm một chuôi thời không chi binh, đâm về phía Diệp Thần ngực. Nhưng mà Diệp Thần cũng không lui lại, ngược lại đối diện lên. Ở thời không chi binh, đâm về phía hắn tim thời điểm, thân thể khẽ nghiêng. Đâm! Thời không chi binh đâm vào Diệp Thần ngực, máu loãng điên cuồng tràn ra, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài. Đối mặt một màn này, Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng. Hắn muốn đánh chết đứng đầu thần quân, duy nhất cơ hội chính là lấy tổn thương đổi tổn thương. Thân kiếm từ Diệp Thần đời trước đâm tới sau lưng, mũi kiếm đỏ tươi. Ngươi muốn làm gì? Thái Thượng Trưởng Lão nhướng mày một cái, vừa mới chuẩn bị cầm thời không chi binh rút ra, nhưng mà Diệp Thần tay trái gắt gao bắt hắn lại cánh tay. Ngu si! Diệp Thần nụ cười dữ tợn, tựa như địa ngục thu hoạch nhân mạng sứ giả. Diệp Thần giơ tay phải lên, nháy mắt tức thì nâng lên hỗn nguyên tiên kiếm, một kiếm đâm vào đến Thái Thượng Trưởng Lão trên đùi mặt. À! Thái Thượng Trưởng Lão kêu thảm một tiếng, nâng lên cánh tay một trưởng vỗ ở Diệp Thần ngực. Phốc suy! Diệp Thần thân thể lui về phía sau, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài.
Thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn lại bị một cái thần vương cảnh võ giả làm bị thương. Hắn nhưng mà Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão, có thể làm cho hắn bị thương trừ phi cùng cảnh giới. Lão già kia, như thế nào? Thoải mái đi. Diệp Thần lau khô khóe miệng huyết dịch, máu đỏ hai tròng mắt, thật giống như ác ma. Thái thượng trưởng lão không nói gì, bất quá khí tức trên người, không ngừng tràn ra. Hiển nhiên hắn đã giận dữ. Bị một cái đê tiện võ giả đả thương, đơn giản là hắn sỉ nhục. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn phải bảo vệ phía sau bé gái. Ta xem ngươi như thế nào bảo vệ. Thái thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không lại phản ứng Diệp Thần, ngược lại hướng Kỳ Lâm phóng tới. Hắn trong lòng rõ ràng, hành hạ Diệp Thần tốt nhất biện pháp, chính là để cho bạn hắn, từng cái chết đi. Diệp Thần mặc dù lòng dạ ác độc, bất quá trọng tình trọng nghĩa, đây chính là hắn chí mạng nhược điểm. Lão già kia, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Thần ngực dâng lên một cơn giận, hận không phải đem Độc Cô gia thái thượng trưởng lão, ngược giết vạn lần. Bây giờ Kỳ Lâm đã tới thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép người khác phá hoại. Dù là kinh khủng như vậy cường giả cũng không được. Diệp Thần tay cầm Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, vọt tới thái thượng trưởng lão trước mặt, dùng hết toàn thân lực lượng, một kiếm chém ra. Một kiếm này, kinh thiên địa khóc quỷ thần, Diệp Thần ngực lửa giận, toàn bộ phóng thích ở một kiếm này lên. Một kiếm, chốc lát phương hoa. Thái thượng trưởng lão cố chịu bước chân, trong một cái chớp mắt này, hắn lại cảm nhận được từng tia uy hiếp. Từ một cái thần vương cảnh con kiến hôi trên mình, cảm nhận được có thể uy hiếp đứng đầu thần quân lực lượng, điều này sao có thể? Thật là không tưởng tượng nổi. Kiếm khí phun trào, tốc độ cực hạn, xuất hiện ở thái thượng trưởng lão trước mặt. Thái thượng trưởng lão lật đật bây giờ, cầm ra bảo vệ thuẫn, kiếm khí xông lại, hắn cả người đều không ở lui về phía sau hai bước. Một búng máu phun ra. Mặc dù hắn không phải thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không phải một tên tiểu bối có thể chống lại tồn tại. Đừng nói sát thần vương cảnh, coi như giết hợp đạo cảnh, hắn cũng dư sức có thừa. Nhưng là giờ phút này, hắn lại bị một cái thần vương cảnh đánh hộc máu. Thái thượng trưởng lão sắc mặt dữ tợn giống như ma quỷ như nhau, cả người thân thể, xông về Càn Khôn Thiên Long trận bên trong. Diệp Thần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng thái thượng trưởng lão so với, vẫn là nhất định có chênh lệch. Thái thượng trưởng lão cả người tiến vào Càn Khôn Thiên Long trận bên trong, mà ở trong một cái chớp mắt này. Mây sấm điếc tai nhức óc, vốn là trăm dặm mây đen, chớp mắt ngưng tụ thành vạn dặm. Làm thái thượng trưởng lão đi vào trong nháy mắt, toàn bộ lôi kiếp nháy mắt bây giờ biến thành đứng đầu thần quân lôi kiếp. Lúc này, Diệp Thần cả người không kịp suy nghĩ nhiều, hướng Càn Khôn Thiên Long trận phóng tới. Vốn là Kỳ Lâm muốn vượt qua lôi kiếp tỷ lệ, chỉ có trong 1%, nhưng bây giờ, hết thảy đều là không biết. Diệp Thần, người không thể đi vào, bây giờ lôi kiếp, nhất kích cũng sẽ để cho ngươi hoàn toàn tử vong. Tiêu Diêu thần quân mở miệng khuyên can, dẫu sao loại cấp bậc này lôi kiếp, căn bản không phải Diệp Thần có thể đụng chạm. Không được, ta muốn cho Kỳ Lâm sống. Một câu nói, Diệp Thần biểu đạt mình ý chí. Hắn hồi nào không biết, bây giờ lôi kiếp, hắn tiếp xúc hẳn phải chết, nhưng là vì trong lòng quan tâm người, vẫn không sợ. Tiêu Diêu thần quân than thở một tiếng, không khuyên nữa, đoạn này thời gian, hắn rõ ràng Diệp Thần tính cách. Chỉ cần Diệp Thần quyết định chuyện, dù là chết cũng sẽ không thay đổi. Lão cẩu, hôm nay ta tất đổ sát ngươi. Diệp Thần sau lưng năm cái thần vương đạo hiện ra, tay cầm song kiếm, giống như cái thế ma thần. Thời không kiếm quyết, hàn băng kiếm quyết, thời không quy luật, hàn băng quy luật, điên cuồng từ Diệp Thần trong cơ thể tràn ra. Trình độ cao nhất phương hoa hai kiếm, khá có một loại hủy thiên diệt địa uy năng. Hai đạo kiếm quang, điên cuồng xông về thái thượng trưởng lão, kiếm quang đan sen, ngay chớp mắt liền đến thái thượng trưởng lão trước mặt. Thái thượng trưởng lão cả người mặt không đổi sắc, tay cầm thời không chi binh, trở tay ngăn cản. Ở Kỳ Lâm phía trên, vốn là lôi long, giờ khắc này, trong hư không, xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người. Đây là thiên đạo ngưng tụ bóng người, có hủy diệt vậy sức chiến đấu. Thái thượng trưởng lão vốn định đối với Kỳ Lâm động thủ, có thể thấy thiên đạo ngưng tụ bóng người, dù là hắn cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp chí mạng.
chút nào không ngoài suy đoán, nếu như động thủ, chết nhất định là hắn. Nếu ngươi xông tới, vậy chỉ dùng ngươi thân thể, tới trợ giúp Kỷ Lâm chống đỡ lôi kiếp. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đi tới Kỷ Lâm trước mặt, lúc này Càn Khôn Thiên Long trận, cũng sớm đã vỡ nát. Bốn kiện thời không chi binh, hoàn toàn báo hư. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão trong nội tâm đột nhiên xông ra một cổ dự cảm xấu. Chỉ gặp Diệp Thần ôm lấy Kỷ Lâm, điên cuồng xông về Thái Thượng Trưởng Lão. Lôi kiếp còn có cuối cùng ba nói, tương đương với đứng đầu thần quân lực lượng, căn bản không phải Diệp Thần và Kỷ Lâm có thể tiếp nhận. Muốn vượt qua lôi kiếp, trước mắt duy nhất biện pháp, liền là dựa vào cô độc gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Dẫu sao hắn nhưng mà có nghiền ép hết thảy sức chiến đấu, tóm lại có thể kháng cự hai đạo lôi kiếp. Tiểu súc sinh, người mau cút. Thấy Diệp Thần xông lại, Thái Thượng Trưởng Lão nơi nào không rõ ràng hắn ý nghĩa, hoàn toàn là cầm hắn làm chống cự lôi kiếp thịt thuẫn. Trước một giây, Thái Thượng Trưởng Lão còn muốn giết chết Diệp Thần, giờ khác này chỉ muốn tránh xa. Lão già kia, ngươi chớ chạy, nếu ngươi muốn giúp ta chống cự lôi kiếp, làm sao không nói sớm, nếu không ta nhất định thả ngươi đi vào. Diệp Thần ở phía sau không ngừng theo sát, Thái Thượng Trưởng Lão giờ phút này người cầm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Sớm biết, hắn tuyệt đối sẽ không tiến vào Càn Khôn Thiên Long trận bên trong, nếu không, hắn bây giờ cũng sớm đã chém chết Diệp Thần. Cần gì phải giống như bây giờ chật vật không chịu nổi. Hư không phía trên, mơ hồ bóng người, nâng lên cánh tay, một cái tát ầm ầm rơi xuống. Thái Thượng Trưởng Lão thấy một màn này, thần sắc biến đổi lớn, ở nơi này là cao cấp hợp đạo cảnh sức chiến đấu à, hoàn toàn chính là tạo hóa cảnh một trọng thiên chiến lực. Một tát này, mơ hồ bây giờ có thể thấy điện hồ lóe lên, diệt thế hơi thở, bao phủ ở Diệp Thần ba người. Mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão không muốn chống cự, có thể kinh khủng hơi thở đã phong tỏa hắn, dù là không muốn, vậy không có biện pháp. Thái Thượng Trưởng Lão cầm ra một kiện thời không chi binh, trong cơ thể lực lượng điên cuồng truyền vào bảo vệ thuẫn bên trong. Diệp Thần ôm chặt lấy Kỷ Lâm, không để cho nàng bị bất kỳ tổn thương, dù sao có Thái Thượng Trưởng Lão ngăn cản. Hắn chỉ là dùng sức tính ngưng tụ thành một cái vòng bảo vệ, để ngừa vạn nhất. Một cái tát bỗng nhiên rơi xuống, Thái Thượng Trưởng Lão thời không chi binh, chỉ ngăn cản không tới 5 hơi thở thời gian, liền ngay tức thì bể tan tành. Thái Thượng Trưởng Lão, điên cuồng gầm thét, lực lượng liên tục không ngừng xông ra, để ngăn cản diệt thế oai. Phốc suy, Thái Thượng Trưởng Lão một búng máu phun ra ngoài, cả người sắc mặt thương trắng. Mới vừa rồi nếu không phải hắn vận dụng căn nguyên lực, bây giờ sợ rằng đã là một người chết. Hư không phía trên, bóng người không sẽ ra tay, rõ ràng đang nổi lên thứ 8 đạo lôi kiếp, cái này cũng cho Thái Thượng Trưởng Lão một tia thở dốc thời gian. Thái Thượng Trưởng Lão nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Thần, ước chừng một mắt tức giận hắn thất khiếu bốc khói. Diệp Thần trừ bị một chút dư âm, căn bản không có bất kỳ sự việc, đừng nói bị thương, liền một giọt máu cũng không có chảy xuống. Thật may Thái Thượng Trưởng Lão tu vi tinh thâm, nếu không cần phải xỉu vì tức, cái này con mẹ nó quá bực người, quá bực bội. Hắn nhưng mà hao phí căn nguyên lực và một kiện thời không chi binh, mới có thể ngăn cản, Diệp Thần đâu. Chỉ bất quá đứng ở sau lưng hắn mà thôi. Căn nguyên lực và thời không chi binh trắng trắng là người khác làm đồ cưới. Thái Thượng Trưởng Lão, lần đầu tiên ta phát hiện, người thật là ngôi sao may mắn. Vào giờ khắc này. Diệp Thần cảm giác không nên quá thoải mái, vốn là hắn còn lo lắng lôi kiếp, bởi vì Thái Thượng Trưởng Lão xông vào, hắn bây giờ chút nào không hoảng hốt. Nếu như có thể, hắn bây giờ cũng muốn uống ly rượu, cảm ơn đối phương. Nhưng mà nghe được Diệp Thần lời nói Thái Thượng Trưởng Lão, hoàn toàn mất khống chế. Hắn lại có thể bị lợi dụng. Đáng chết! Khốn kiếp! Thái Thượng Trưởng Lão tức giận ngực phập phồng. Chỉ cảm thấy toàn bộ phổi đều phải nổ tung. Từ Diệp Thần vừa xuất hiện, hắn liền một mực chật vật không chịu nổi. Ngươi cho ta chết. Thái Thượng Trưởng Lão chẳng ngó ngàng gì tới, xông lên đi giết, Diệp Thần thấy một màn này, ngay tức thì cười. Hắn bây giờ ước gì Thái Thượng Trưởng Lão xông lại. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, Thái Thượng Trưởng Lão cầm ra cuối cùng một kiện thời không chi binh, một kiếm chém tới. Nhưng mà Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa giơ tay lên,
thứ 8 đạo lôi kiếp cũng đã nổi lên hoàn thành. Trong hư không bóng người, trong tay chẳng biết lúc nào nắm một thanh kiếm. Một kiếm xông về Kỳ Lâm, một kiếm này tựa như thiên địa biến sắc, toàn bộ Nguyên Thủy Đại Sơn, tựa như chỉ còn lại một đạo kiếm quang. Trời à! Cũng không biết rốt cuộc bao lớn tức giận, để cho Thái Thượng Trưởng Lão tuôn ra một câu thô tục, hắn tu luyện vạn năm tâm tính, vào giờ khắc này, không còn gì vô tồn. Có thể lấy thần vương cảnh cầm một người đứng đầu thần quân tức đến như vậy, toàn bộ đại lục sợ rằng chỉ có Diệp Thần một người. Thái Thượng Trưởng Lão hối không đạt tới ban đầu, sớm biết, nhất định nhịn được nóng nảy, mau sớm thoát đi Diệp Thần, chỉ bất quá bây giờ cũng đã chậm. Giờ phút này, một đạo kiếm quang thoáng qua rồi biến mất bây giờ, xông về Thái Thượng Trưởng Lão thân thể. Ở thanh kiếm này khoảng cách Thái Thượng Trưởng Lão thân thể chỉ có 1 cm thời điểm. Hắn điên cuồng chạy trốn. Thái Thượng Trưởng Lão rất rõ ràng, một khi kiếm này quang thứ nhập hắn thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần, người khốn kiếp. Làm Thái Thượng Trưởng Lão thấy Diệp Thần một mực cùng hắn cách không tới 1 mét, thiếu chút nữa cả người trực tiếp tức đến ngất đi. Không mang theo khi dễ người như vậy. Nhìn bầu trời. Diệp Thần không đầu không não một câu nói, để cho Thái Thượng Trưởng Lão theo bản năng ngẩng đầu nhìn một mắt, chỉ gặp kiếm khí đã điên cuồng tràn lên. Thái Thượng Trưởng Lão một hớp máu tươi phun tràn ra, vung tay lên, móc ra tất cả hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí, để ngăn cản kiếm khí diệt thế oai. Cái này cổ máu tươi, ngưng tụ thành một đạo màu máu đỏ bảo vệ thuẫn. Một hớp máu tươi phun trào đi ra thời điểm, Thái Thượng Trưởng Lão cả người yếu ớt không chịu nổi. Đây chính là không người có thể dung chuyển lôi kiếp, cho dù là hắn, vậy phải cẩn thận đối phó. Phịch, oanh, đâm, một đạo máu tươi ngưng tụ bảo vệ thuẫn, chỉ kiên trì không tới 10 hơi thở thời gian, sau đó hỗn nguyên tiên khí, hợp đạo thần khí, bỗng nhiên nổ tung. À, Thái Thượng Trưởng Lão tức giận gầm thét, cắt trên cánh tay máu thịt, máu loãng ngưng tụ thành từng tia huyết tuyến, không ngừng bọc lại hắn thân thể. Những thứ này máu đỏ tươi tuyến, có thể là dựa vào toàn thân hắn huyết dịch, không chỉ có như vậy, còn có máu tươi làm căn cơ. Oanh! Kiếm quang lực lượng đánh vào đến Thái Thượng Trưởng Lão tia máu phía trên, nháy mắt tức thì bể tan tành, bất quá hắn cũng được công ngăn cản, cái này lôi kiếp thứ 8 nói. Thái Thượng Trưởng Lão yếu ớt ở trên không thở hổn hển, trên cánh tay một đạo dữ tợn vết thương, đang không ngừng chảy máu. Diệp Thần ở kiếm khí xông lên lúc tới. Đã sớm tay mắt lanh lẹ núp ở Thái Thượng Trưởng Lão sau lưng. Tiểu tạp chủng, ngươi cho ta chờ. Thái Thượng Trưởng Lão nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Thần, ngay tức thì chạy trốn. Lúc này, hắn một khắc cũng không muốn ngừng lại ở chỗ này, cuối cùng một đạo lôi kiếp, Thái Thượng Trưởng Lão không dám chống cự, một khi thứ 9 đạo lôi kiếp rơi xuống, hắn sợ rằng sẽ hoàn toàn chết. Bây giờ muốn chạy, có phải là quá muộn hay không? Diệp Thần chán bây giờ một cổ lạnh lùng thần sắc, bây giờ đánh chết Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối là tốt nhất cơ hội. Hắn dù sao giết Độc Cô gia tộc không ít người, không kém cái này một người. Huống chi, một khi để cho vị này Độc Cô gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão trở về, tất nhiên sẽ đem Kỳ Lâm độc thể truyền giao. Đến lúc đó không chỉ Kỳ Lâm gặp nguy hiểm, Kỳ Tư Thanh cũng sẽ bị liên lụy. Hôm nay, bỏ mặc trả giá cao gì, hắn vậy phải nhổ cỏ tận gốc. Thời không kiếm quyết, hàn băng kiếm quyết, Diệp Thần tay cầm song kiếm, quanh thân tản mát ra hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, thấy một màn này, Thái Thượng Trưởng Lão cau mày. Nếu như bình thường, Diệp Thần tự nhiên không uy hiếp được hắn, nhưng bây giờ hắn người bị thương nặng, toàn thân thực lực sợ rằng chỉ có thể phát huy ra 10%. Có câu nói thật tốt, thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Hai đạo kiếm quang điên cuồng xông về Thái Thượng Trưởng Lão. Một cổ chí mạng nguy hiểm, tràn ngập ở hắn trong lòng. Thái Thượng Trưởng Lão cắn răng một cái, cháy trong cơ thể một giọt máu tươi. Huyết độn. Dựa vào máu tươi, bộc phát ra kinh khủng tốc độ, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Thái Thượng Trưởng Lão tuyệt đối sẽ không vận dụng. Thái Thượng Trưởng Lão chạy trốn tốc độ rất nhanh, đáng tiếc một đạo kiếm quang, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của hắn. Lại là xuyên thấu Thái Thượng Trưởng Lão tim. Sống chết không biết. Diệp Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Thái Thượng Trưởng Lão còn có thể thi triển như vậy thuật pháp. Chỉ là không biết kết quả có chết hay không.
bất quá coi như không chết, cũng đã trở thành phế nhân. Nếu không phải bởi vì Kỳ Lâm lôi kiếp còn không có vượt qua, hắn đã sớm đuổi giết, nhổ cỏ tận gốc. Ông ông ông, toàn bộ hư không, phát ra ông ông tiếng vang, mây đen che khuất bầu trời, giờ khắc này, đã sớm không thấy được một chút ánh sáng. Hư không ngưng tụ bóng người, cũng sớm đã không gặp, trong không khí tràn ngập hơi thở, đè Diệp Thần không thở nổi. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, cũng là kinh khủng nhất một đạo lôi kiếp. Đồ nhi, cái này lôi kiếp. Tiêu Diêu Thần Quân không có tiếp tục nói hết, bất quá ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Ta rõ ràng. Diệp Thần cười khổ một tiếng, hít một hơi thật sâu, lần này hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Dù cho như vậy, Diệp Thần vậy cũng không lui lại nửa bước, hắn trong lòng rõ ràng một khi lui về phía sau nói, Kỳ Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần, ngươi làm như vậy, đáng giá không? Giờ phút này Tiêu Diêu Thần Quân mở miệng, ở cái thế giới này, đạo nghĩa là buồn cười nhất đồ. Đáng. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, vì quan tâm người, bỏ ra sinh mạng thì như thế nào? Hắn trải qua không biết nhiều ít sống chết, như hôm nay lui về phía sau, ngày sau sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. Diệp Thần sau lưng, sát lục thần vương đạo, hủy diệt thần vương đạo, bất diệt thần vương đạo, tịch diệt thần vương đạo, độ hóa thần vương đạo, năm cái mộ đạo ông ông tác hưởng. Ở trong hư không, áp lực kinh khủng càng ngày càng lớn, để cho Diệp Thần hai chân hơi cong. Sắc mặt dữ tợn, cố nén thống khổ, xương đều ở đây cót két vang dội. Trong hư không, chín cái lôi long hiển hóa, ngàn trượng thân thể, kéo một tòa cung điện, ở trong cung điện mặt, một người thiên đạo hiển hóa nam tử, đứng ở bên trong. Tiên thiên độc thể, không nên tồn tại nhân thế gian, đem giết. Nam tử tức giận mở miệng, chung quanh hư không ầm ầm nổ, ước chừng một câu nói, dẫn được toàn bộ hư không đều ở đây tan biến. Nam tử một câu nói đại biểu trời đạo ý nghĩa. Thiên đạo nắm giữ đại quyền sanh sát, bỏ mặc người bất kỳ, ở trên trời đạo trước mặt cũng giống như con kiến hôi vậy. Ta như để cho nàng sống, không người có thể định nàng sống chết, dù là thiên đạo cũng không được. Diệp Thần bình thản lên tiếng, nhưng trong giọng nói mặt, có một cổ kiên định không rời tự tin. Càn rỡ, chung quanh gió lớn gầm thét, điên cuồng mưa to nhỏ xuống. Một chút xíu nhỏ xuống ở Diệp Thần trên gương mặt mặt. Phốc suy. Diệp Thần một búng máu phun ra ngoài, toàn bộ ngũ tạng lục phủ, cũng xuất hiện nhỏ nhẹ vết rách. Hỗn nguyên tiên kiếm, cắm trên mặt đất, Diệp Thần nửa quỳ thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không phía trên nam tử. Thiên đạo thì như thế nào? Ta muốn cao ngất. Diệp Thần cả người giữ tợn cười một tiếng, dù là mặt đối thiên đạo vậy không sợ chút nào. Buồn cười. Nam tử không giận ngược lại cười, vung tay lên, ở hư không một đạo màu đen nhánh con ngươi, mơ hồ xuất hiện. Con ngươi chưa mở mắt, nhưng Diệp Thần có thể cảm nhận được, hủy diệt hết thảy lực lượng. Hôm nay đại biểu trời nói, thẩm phán tiên thiên độc thể, diệt thế ma đồng, mở. Một con mắt, chậm rãi mở ra, diệt thế lực điên cuồng xông ra. Diệt thế hơi thở, không ngừng cắt kim loại Diệp Thần thân thể, chớp mắt bây giờ. Diệp Thần cả người trên dưới đều là máu loãng. Diệp Thần gắt gao ôm chặt Kỳ Lâm, không để cho nàng bị một tổn thương chút nào. Diệp Thần, ngươi đi mau. Đây là Kỳ Lâm yếu ớt mở mắt ra, đoạn này thời gian nàng mặc dù hôn mê, nhưng là bên ngoài hết thảy cũng có thể cảm nhận được. Kỳ Lâm trong con ngươi mặt tràn đầy nước mắt, vốn là nàng bước vào linh võ đại lục chính là tìm Diệp Thần, ai biết nhưng cho hắn mang đến lớn như vậy phiền toái. Yên tâm, ta ở đây, người ngay tại. Ban đầu Kỳ Lâm tỉ tỉ, không hơn tặng lực trợ giúp mình, hắn đời này vậy không trả xong. Người đi mau, người đi mau. Kỳ Lâm bắt Diệp Thần áo quần, thống khổ mở miệng. Diệp Thần không nói gì, ngẩng đầu nhìn một mắt diệt thế ma đồng. Đây là tới từ thiên đạo thẩm phán, vào giờ khắc này, hắn lộ vẻ được dị thường nhỏ bé. Diệt thế ma đồng mở mắt trong nháy mắt. Một cổ nguy cơ tử vong, bao phủ ở Diệp Thần. Không thể tương đương. Một kích xuống đi, Diệp Thần căn bản không sống nổi. Diệp Thần, chúng ta đem hết toàn lực giúp ngươi. Tiêu Diêu Thần Quân không có mở miệng khuyên can, đoạn này thời gian sống chung xuống, hắn đã biết Diệp Thần tính cách. Nếu như hôm nay, Diệp Thần vì mình an nguy, vứt bỏ Kỳ Lâm,
hắn liền nhìn lầm rồi cái này đồ nhi. Nhưng mà, Diệp Thần lưu lại. Dù là biết mình không địch lại, cũng phải cùng vận mệnh chống lại. Nếu như nói thế gian có một người có thể đem hắn từ đám người kia trong tay cứu ra. Cũng chỉ có Diệp Thần. Võ đạo một đường, rất nhiều người mất đi nhân tính. Vì tư lợi. Cho rằng vô tình mới có thể thành tựu đại đạo. Sai hoàn toàn. Cường giả chân chính, không chỉ phải có một viên kiên định đạo tâm, còn phải có một viên trọng tình trọng nghĩa quyết tâm. Mà bây giờ Diệp Thần, để cho bọn họ thấy được một cái không có gì sánh kịp đạo tâm. Viên này đạo tâm ở nơi này gian hiểm tu luyện trên đường, tất nhiên đánh đâu thắng đó. Giờ phút này diệt thế ma đồng, một đạo ánh sáng tím ngưng tụ, ánh sáng tím kinh khủng bầu không khí, để cho Nguyên Thủy Đại Sơn, tạo hóa cảnh yêu thú, cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Hôm nay, ta muốn máu nhiễm thanh thiên. Một đạo diệt thế ánh sáng tím ầm ầm tới, Diệp Thần tay cầm Hỗn Nguyên Tiên Khí, một kiếm chém ra. Một kiếm này, có một cổ điên cuồng, không chết không thôi ý chí. Không đủ còn chưa đủ, ta còn muốn mạnh hơn. Tiêu Diêu Thần Quân, Dược Sư Phật, Nhật Quang Phật, Nguyệt Quang Phật, giờ phút này bốn người điên cuồng cho Diệp Thần truyền lực lượng. Vốn là thần vương cảnh Diệp Thần, bỗng nhiên đạt tới Hỗn Nguyên cảnh cửu trọng thiên, nhưng mà hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Hợp đạo cảnh một trọng thiên đến. Diệp Thần thân thể, xuất hiện từng đạo vết rách, giống như đồ sứ hũ sắp bể tan tành vừa coi cảm. Đồ nhi, chúng ta phải dừng lại, nếu không ngươi thân thể không chịu nổi. Sư tôn, tiếp tục. Diệp Thần cặp mắt phủ đầy tia máu, toàn thân cao thấp không có một nơi hoàn hảo địa phương. Đồng thời, cửu chuyển không ngừng đan còn thừa lại dược liệu đang điên cuồng phun trào. Lâm Thanh Huyền nói sống chết cảnh giới, thật ra thì chính là bây giờ. Một khi rất qua, Diệp Thần tất nhiên thành tựu đại đạo. À, Diệp Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, giống như màu máu thần ma, một lần nữa điên cuồng một kiếm chém ra, tới phóng thích trong cơ thể lực lượng cuồng bạo. Oanh oanh oanh, từng đạo kiếm quang, điên cuồng chém về phía ánh sáng tím, có thể tím tốc độ của ánh sáng, căn bản không có chút nào chậm lại. Diệp Thần mặt không đổi sắc, sau lưng sát lục thần vương đạo, hủy diệt thần vương đạo, bất diệt thần vương đạo, tịch diệt thần vương đạo, độ hóa thần vương đạo, điên cuồng xông về ánh sáng tím. Dù là hủy xấu xa mình căn cơ, mất đi thần vương đạo, ở không tiếc. Diệp Thần, Kỷ Lâm điên cuồng kêu khóc, hiến tế mình thần vương đạo, cái này cùng tự sát không có khác biệt. Sau này có thể sống sót, cũng là phế nhân một cái. Phốc suy, Diệp Thần trắng bệch gò má, máu tươi từ trong miệng phún ra ngoài. Năm cái thần vương đạo, rốt cuộc chĩa vào ánh sáng tím nhịp bước, nhưng mà không tới 10 hơi thở thời gian, năm cái thần vương cảnh, bỗng nhiên bây giờ bể tan tành. Ánh sáng tím lần nữa xông về Diệp Thần, lúc này hắn đã không có sức tái chiến. Năm cái thần vương đạo bể tan tành trong nháy mắt, hắn cảnh giới điên cuồng hạ xuống. Diệp Thần dùng hết lực lượng cuối cùng, cầm Kỷ Lâm ôm vào trong ngực, muốn dùng thân xác lực lượng, hết mình sau cùng một phần lực. Hơi thở tử vong, ở Diệp Thần nội tâm tràn ngập, hắn không sợ chết, chỉ là có lòng không cam lòng, hắn còn có quá nhiều chuyện, không có đi làm. Ở ánh sáng tím vọt vào Diệp Thần thân thể trong nháy mắt, diệt thế hơi thở, tràn ngập hắn thân thể. Muốn chết phải không? Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ một câu nói, ầm ầm nhắm mắt lại, ở hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, luân hồi mộ địa một cổ năng lượng, tràn vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần huyết mạch lại hiện lên một tia kinh khủng hơi thở. Cùng thời khắc đó, cửu tử bất tuyệt đan dược liệu phát huy đến trình độ cao nhất. Diệp Thần quanh thân tựa như bao quanh một đoàn tinh thần ánh sáng. Tinh thần ánh sáng cuối cùng hội tụ thành một viên cực điểm, chui vào Diệp Thần thân thể. Sau đó, ánh sáng bên trong, một đạo máu đỏ long ảnh lóe lên. Vô tận long ngâm vang khắp toàn bộ đại sơn. Sau đó lại là một đầu cuồng bạo thú hống. Tựa như đối kháng thiên đạo bất công. Cuối cùng, không có ai biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Bởi vì đã biến thành một phiến cho tàn. Không biết qua bao lâu, một phiến bụi đất bên trong, một cái bé gái bỏ ra. Bé gái mở mắt ra, quanh thân hiện lên từng cơn độc quang. Nàng mờ mịt không biết làm sao. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái hôn mê thanh niên.
không có dấu hiệu nào vào tới. Diệp Thần. Ba ngày sau, Nguyên Thủy Đại Sơn trong rừng rậm, một cái người mặc áo bào đen, sắc mặt nhợt nhạt thanh niên, dắt một cái 10 tuổi bé gái tay. Cái này người thanh niên tựa hồ không có bất kỳ tu vi, nhưng lại không có một cái yêu thú, đối với hắn động thủ. Quỷ dị hơn là, thanh niên trên da có từng cái dữ tợn vết thương. Nhợt nhạt trên mặt vậy có một đạo uyển như lôi điện vết sẹo. Vết sẹo thậm chí lộ ra khí tức cổ xưa. Tựa hồ không cách nào tiêu trừ. Diệp Thần đã thử dịch dung, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Vết sẹo trên người thậm chí còn trên mặt sấm sét đường vân, lực lượng quá mức mạnh mẽ. Dù là dịch dung, vậy thoáng qua khôi phục. Thanh niên quyết nhiên trong con người hiện lên từng cơn tia máu, tựa hồ trải qua hết thảy, không sợ hãi chút nào. Cái này người thanh niên, không phải người khác, chính là Diệp Thần. Ngày đó thiên đạo thẩm phán rơi xuống, Diệp Thần rơi vào hôn mê, cuối cùng luân hồi mộ địa, một cổ năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn, mới bảo vệ hắn tánh mạng. Diệp Thần, nếu như không phải là ta, người cũng sẽ không như vậy. Kỷ Lâm cặp mắt đỏ bừng, nghĩ tới ba ngày trước gặp gỡ, liền không nhịn được chảy nước mắt. Bây giờ Diệp Thần trên mình đều là vết thương, tu vi lại là ngã xuống vậy không thiếu. Mấu chốt cánh tay kia lên giữ tợn vết thương, để cho người không dám nhìn thẳng. Phảng phất giống như là ma quỷ vậy. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Diệp Thần chật vật đưa tay ra, sờ một cái Kỷ Lâm đầu. Hắn biết mình trong cơ thể tình trạng, thiên đạo xét xử diệt thế lực, một mực ở trong cơ thể hắn. Mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng là vậy cổ diệt thế lực, hắn lại có thể điều động. Hắn to coi là phỏng đoán, trong cơ thể diệt thế lực, có thể vận dụng 5 lần. Cái này cổ diệt thế lực, cho dù là hợp đạo cảnh đỉnh cấp cường giả cũng có thể trong nháy mắt giết. Về phần tu vi và thần vương đạo, hắn có thể cảm nhận được, cũng không có biến mất, ngược lại một mực ở mình trong cơ thể. Thật giống như bị ngày này đạo diệt thế lực lượng phong ấn. Lần này hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc. Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người từ Nguyên Thủy Đại Sơn bên trong đi ra, quyết định đi Côn Ngọc Thành. Ban đầu hắn và Bách Độc Huyết Nữ ước định còn không có quên, hơn nữa hắn cần muốn mượn Bách Độc Huyết Nữ lực lượng, và hắn cùng nhau tiêu diệt Độc Cô gia tộc. Trong cơ thể hắn diệt thế lực, đủ tiêu diệt thời kỳ toàn thịnh đứng đầu hợp đạo thần quân, huống chi một cái không biết sống chết Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn không dám đánh cuộc. Thái Thượng Trưởng Lão nếu như còn sống, thì nhất định phải bóp chết. Kỷ Lâm tiên thiên độc thể bí mật chỉ có người chết mới có thể biết. Ban đầu giết chết Bách Độc Huyết Nữ ra ra, thì có Độc Cô gia tộc một phần, hắn tin tưởng, nếu như có cơ hội, Bách Độc Huyết Nữ nhất định nguyện ý cho Độc Cô ra một cơn ác mộng. Ba ngày sau, Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người, đi vào Côn Ngọc Thành bên trong. Ở Côn Ngọc Thành bên trong, thành chủ là một người hợp đạo cảnh cường giả, có thể ngồi trên một tòa thành chỉ thực lực tự nhiên không tầm thường. Ở Côn Ngọc Thành trên đường phố mặt, Diệp Thần kéo Kỷ Lâm, vốn muốn tìm khách sạn ở, còn không bước vào khách sạn, một giọng nói, để cho Diệp Thần dừng lại. Xấu xí đứng lại cho ta. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện một người thần vương cảnh một trọng thiên thanh niên, bên cạnh còn có hai vị hộ pháp, đều là hỗn nguyên cảnh tầng 2 ngày võ giả. Xấu xí, bổn thiếu gia coi trọng cháu gái của ngươi, cầm nàng giao ra, ngươi nhanh chóng cho ta cút. Trên đường phố mặt, mọi người thấy một màn này, không nhịn được lắc đầu một cái, nhìn Diệp Thần trong mắt có vẻ thương hại. Cái này Vương Hàn Văn nhưng mà Hợp Hoan Tông thiếu chủ, môn phái này đặc biệt tu luyện thải âm bổ dương công pháp. Vương Hàn Văn còn có một cái chán ghét thích, không thích trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô gái, ngược lại đặc biệt thích bé gái. Ở toàn bộ Côn Ngọc Thành, không biết nhiều thiếu nữ đồng, bởi vì Vương Hàn Văn chết. Diệp Thần ca ca, người này thật chán ghét. Kỷ Lâm chán ghét nhìn một cái Vương Hàn Văn, từ nàng tiên thiên độc thể thức tỉnh, tốc độ tu luyện điên cuồng tăng lên. Bây giờ nàng đã đạt tới đế tôn cảnh đỉnh cấp. Một cái rác dưới mà thôi, không cần để ý tới sẽ. Diệp Thần thanh âm mặc dù không lớn, bất quá lại để cho mọi người vây xem, nghe rõ ràng. Lúc này, mọi người chỉ có một ý tưởng, tên hắc bào thanh niên này chết chắc. Diệp Thần căn bản không để ý mọi người cái nhìn, kéo Kỷ Lâm tay đảo mắt sẽ phải rời khỏi. Xấu xí, ngươi lại dám nói bổn thiếu gia là rác rưới,
hôm nay định để cho ngươi đau đến không muốn sống. Ở Côn Ngọc Thành trừ thành chủ thế lực, hắn cần phải băn khoăn một phen, người nào còn dám phản kháng Hợp Hoan Tông. Vương Hàn Văn tiếng nói vừa dứt, một cái bước dài xông lên, muốn một quyền cầm Diệp Thần đánh gần chết. Vương Hàn Văn hai cái hộ pháp, tại chỗ lẳng lặng nhìn, không có một người tu vi tiểu tử mà thôi, tùy ý xoa nặn. Cút! Diệp Thần nghiêng đầu, nói ra một chữ, bỗng nhiên bây giờ, Vương Hàn Văn cả người thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, ngay tức thì bể tan tành, bộc phát ra một đoàn xương máu. Hắn mặc dù mất đi tu vi, nhưng là lực lượng của thân thể, vẫn còn đang, lợi dụng lực lượng của thân thể, ngưng tụ một chữ, há là một cái thần vương cảnh một trọng thiên rác dưới, có thể ngăn cản. T. Mọi người vây xem, ngược lại hít một hơi khí lạnh, dùng sức xoa xoa cặp mắt. Bọn họ mới vừa không có nhìn lầm chứ, chỉ nói một chữ trong nháy mắt giết thần vương cảnh một trọng thiên cường giả. Cái này phát sinh hết thảy, căn bản không đến 10 hơi thở thời gian, thậm chí có những người này căn bản không có. Kết thúc tốc độ, chân thực quá nhanh. Lúc này, hai cái hộ pháp mới phản ứng được, bọn họ thiếu chủ lại bị trong nháy mắt giết. Xấu xí, dám giết thiếu chủ của chúng ta, ngươi chết chắc. Hai cái hỗn nguyên cảnh võ giả giận dữ, môn chủ già mới có con, đây chính là hắn thương yêu nhất nhi tử, lại trước mặt mọi người bị người giết chết. Nếu như môn chủ trách tội xuống nói, bọn họ hai người cũng khó thoát tai kiếp. Bây giờ duy nhất biện pháp, chính là cầm Diệp Thần mang đi, bọn họ hai cái mới có thể làm việc mệnh. Hai cái hỗn nguyên cảnh, hận ý ngập trời uy thế, xông về Diệp Thần. Diệp Thần đứng tại chỗ, căn bản không có động, ở hai cái xông tới trong nháy mắt. Diệp Thần nâng lên hai cái cánh tay, hai tay bắt hai người cánh tay, nhẹ vặn một cái. Rắc rắc. Hai cái hỗn nguyên cảnh võ giả phát ra một tiếng hét thảm, nguyên cả cánh tay bị Diệp Thần vặn thành rách bươm như nhau, bên trong xương đã sớm bể nát. Diệp Thần buông lỏng tay một cái, sau đó hướng về phía hai người, một chân đạp đi ra ngoài. Hai cái hỗn nguyên cảnh võ giả, trực tiếp bay ngược ra 10 mét xa, ngực sụp đổ, khóe miệng tràn ra máu loáng, bay rơi trên mặt đất, hoàn toàn chết không thể chết lại. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần mặt không đổi sắc. Hỗn nguyên cảnh võ giả, hắn không biết từng giết nhiều ít. Làm Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người sau khi rời đi, mọi người mới phản ứng được, Hợp Hoan Tông môn chủ nhi tử chết, hai cái hộ pháp vậy bị người giết chết, đây chính là một đại sự. Sợ rằng Hợp Hoan Tông môn chủ, muốn hoàn toàn giận dữ. Ở một nơi trong khách sạn, Diệp Thần và Kỳ Lâm ngồi ở vắng vẻ xó xỉnh. Diệp Thần ca ca, giết bọn họ ba cái, sẽ không mang đến phiền toái chứ. Bây giờ Kỳ Lâm chỉ sợ cho Diệp Thần mang đến tai nạn, nếu như không phải là nàng, Diệp Thần vậy sẽ không biến thành bộ dáng này. Không có sao, một bầy kiến hôi mà thôi. Bây giờ Diệp Thần có thể đối kháng tuyệt đỉnh thần quân sức, cần gì phải quan tâm một cái chỉ có hỗn nguyên cảnh tông môn. Hắn nếu như muốn, khoảnh khắc bây giờ liền có thể để cho Hợp Hoan Tông diệt môn. Đây là điếm tiểu nhị cầm rượu món ăn lên rồi. Chung quanh không thiếu võ giả đang thảo luận gần đây sự tình phát sinh. Các ngươi có nghe nói hay không, hôm nay phủ thành chủ bắt một cái hợp đạo cảnh độc nữ, nghe nói là hậu thiên độc thể. Chuyện này ta cũng biết, phủ thành chủ nhi tử, muốn vô lễ cái đó độc nữ, lại bị hoàn toàn phế bỏ, sau đó phủ thành chủ truy nã, có thể độc nữ cả người là độc, quá nhiều võ giả bỏ mạng, cuối cùng vẫn là thành chủ ra tay bắt độc nữ. Đáng tiếc, một cái như vậy cô gái xinh đẹp, hôm nay sẽ bị xử tử. Diệp Thần nghe gặp những cái kia võ giả thảo luận, nhướng mày một cái, nếu nói là độc nữ mà nói, chỉ sợ là bách độc huyết nữ. Tu luyện độc công người, vốn là ít chi lại càng ít, huống chi vẫn là hậu thiên độc thể. Diệp Thần cùng Kỳ Lâm sau khi cơm nước xong, trả tiền từ quán ăn bên trong đi ra. Kỳ Lâm, ta cho ngươi tìm gian khách sạn, ngươi trước ở, đến lúc đó ta sẽ đến đón ngươi. Mặc dù Diệp Thần không sợ phủ thành chủ thế lực, bất quá Kỳ Lâm cảnh giới vẫn là quá thấp, nếu như có người đánh lén nàng mà nói, Diệp Thần không có biện pháp chiếu cố. Được, ta ở khách sạn chờ ngươi. Kỳ Lâm biết, mình thực lực quá yếu, căn bản không giúp được Diệp Thần giúp cái gì. Làm Diệp Thần an trí tốt Kỳ Lâm, ở trên đường hỏi thăm một chút pháp trường. Lần này phủ thành chủ đặc biệt ở lớn đình người xem dưới, đánh chết độc nữ.
hiển nhiên đã giận dữ. Chuyện này ở toàn bộ Côn Ngọc Thành, cũng sớm đã không phải bí mật, tùy tiện hỏi một người đều biết. Diệp Thần một đường đi tới Côn Ngọc Thành phía tây pháp trường, giờ phút này pháp trường bên trong cũng sớm đã như biển người. Những võ giả này, đặc biệt chính là tới đây xem náo nhiệt. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện trên hình dài mặt, đứng một cô gái. Cô gái tóc có chút hỗn loạn, trên mặt còn có vết máu, cô gái không phải người khác, chính là Lương Tuyết Nguyệt. Ở Lương Tuyết Nguyệt sau lưng, một người đàn ông tử tay cầm một chuôi đại đao, là đặc biệt phụ trách hành hình người. Đáng tiếc, một cái như vậy cô gái xinh đẹp, lại đắc tội phủ thành chủ. Còn không phải là thành chủ nhi tử, làm ác đa đoan, bây giờ bị người phế bỏ, cũng là đáng đời. Ở hình phía dưới đài mọi người vây xem, nhỏ giọng thầm thì. Một người hợp đạo cảnh cường giả, bị lớn đình người xem dưới hành hình, hoàn toàn là tại gần chết làm nhục nàng. Diệp Thần chen vào đám người chen lấn bên trong. Tên khốn kiếp nào vắt ta? Người người xấu xí vắt cái gì vắt? Trên mặt trên người là thứ gì, sẽ hay không lây? Cái này xấu xí lực đạo thật là mạnh, chúng ta vẫn là dựa vào một chút, xem tên này tuổi không lớn lắm, trên mình nguy rồi tội gì. Diệp Thần vắt đến trước mặt, mới vừa đi về phía trước một bước, phủ thành chủ hộ vệ liền ngăn lại hắn. Đi về trước nữa một bước, giết chết không bị tội. Hộ vệ tiếng nói vừa dứt, đầu người ngay tức thì đánh mất, nếu phải cứu Lương Tuyết Nguyệt, nhất định phải và phủ thành chủ là địch. Không tốt, có người cướp pháp trường. Tiểu tử từ đâu tới, còn xông vào chỗ này, giết hắn. Phủ thành chủ hộ vệ chen chúc tới, những hộ vệ này căn bản đều là nhập thần cảnh võ giả, một xông lại, ngay tức thì liền bị Diệp Thần trong nháy mắt giết. Hắc bào tiểu tử này thực lực thật là mạnh, nhanh lên một chút thông báo thành chủ đại nhân. Ngắn ngủi không tới ba hơi thở thời gian, nhập thần cảnh võ giả chết hơn trăm. Những người này đều bị Diệp Thần cho giết bể mật, không có người nào còn dám tiến lên. Vốn là ở phía dưới xem kịch vui võ giả, toàn ở trong gió nhốn nha nhốn nháo. Tiến vào thần cảnh võ giả và giết con gà con như nhau, thật là không nên quá dễ dàng. Diệp Thần bước ra một bước, vây quanh Diệp Thần hộ vệ, cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Thậm chí có chút tư chất tâm lý không chịu nổi người, trong tay đao đều có chút cầm không yên, hai cái chân trên mặt đất run rẩy. Cái này thần bí thanh niên áo bào đen, quá kinh khủng. Nhìn yếu không khỏi gió không có một chút tu vi, ai biết. Diệp Thần đi tới Lương Tuyết Nguyệt trước mặt, một cái tay bẻ gãy sợi dây. Bây giờ Lương Tuyết Nguyệt cả thân tu vi đều bị giam cầm, muốn giải khai phong ấn nói, còn cần một chút thời gian. Lương Tuyết Nguyệt nhìn Diệp Thần, trong đầu nghi vấn, nàng vốn là độc nữ, căn bản không mấy người bạn, người khác thấy nàng, hận không được ẩn núp, lúc nào biết thanh niên áo bào đen. Nàng thấy Diệp Thần tay. Hơi kinh hãi. Sau đó sẽ thấy Diệp Thần gò má, sấm sét vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Một cổ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Ngươi là Diệp. Lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần cắt đứt, ta là ngươi đại gia. Đừng nói nhảm. Lương Tuyết Nguyệt. Lương Tuyết Nguyệt lúc này mới thanh tỉnh. Phải biết, Diệp Thần bây giờ nhưng mà Tây Vực cấm kỵ. Nếu là bị người phát hiện tên hắc bào thanh niên này thân phận. Hắn hai người chúng ta tất nhiên chết nơi này. Chỉ là, bây giờ Diệp Thần vì sao sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là vì sợ người nhận ra thân phận? Coi như Dịch Dung vậy không cần phải như vậy đi. Còn nữa, Diệp Thần trên mình làm sao một chút tu vi cũng không có? Chẳng lẽ trên mình còn có che đậy hơi thở pháp bảo? Không đúng, nàng mơ hồ thấy Diệp Thần nhợt nhạt gương mặt. Đây là bị thương. Nói như vậy. Diệp Thần không có che đậy hơi thở, mà là thật không có tu vi. Hơn nữa mới vừa rồi thi triển lực lượng tựa hồ cũng và thân xác luyện thể có liên quan. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Chẳng lẽ buổi đấu giá sau đó, Diệp Thần bị người đuổi giết luân lạc đến bây giờ trình độ? Chúng ta bây giờ đi nhanh lên. Lương Tuyết Nguyệt vừa mới chuẩn bị rời đi lại bị Diệp Thần một cái tay bắt. Đừng có gấp, cầm người của phủ thành chủ giải quyết. Chúng ta sẽ rời đi. Lương Tuyết Nguyệt thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra ngoài, người nhà không phải muốn che đậy thân phận sao? Ngươi không phải không tu vi sao? Làm sao ngược lại còn muốn gây phiền toái? Diệp Thần muốn chịu chết, nàng còn muốn sống khỏe mạnh.
Càn rỡ, người nào dám gạt ta phủ thành chủ. Đây là hư không bên trong truyền tới một tiếng giận dữ, một người đàn ông trung niên, người mặc đắt tiền áo khoác, một đôi mắt nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Hợp đạo cảnh tầng 5 thực lực, dù là ở bên trong các gia tộc, cũng là một phương trưởng lão, chỉ so với thái thượng trưởng lão thấp một cấp bậc. Thành chủ tới, tên hắc bào tiểu tử này giữ nhiều lành ít. Áo bào đen tiểu tử coi như lợi hại hơn nữa, tại sao có thể là thành chủ đối thủ? Ta đoán thành chủ một chiêu là có thể trong nháy mắt giết thằng nhóc này. Vây xem võ giả xì xào bàn tán, căn bản không sợ làm lớn chuyện, dẫu sao bọn họ chỉ bất quá tới xem náo nhiệt. Lương Tuyết Nguyệt một mặt ánh mắt tuyệt vọng, mới vừa rồi nếu như trực tiếp chạy trốn, bọn họ còn có cơ hội, nhưng bây giờ. Muốn chạy trốn đều không cơ hội. Nàng nhìn về phía Diệp Thần, nhưng phát hiện Diệp Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào. Ngược lại một bước ra, ánh mắt nhìn thẳng cái đó cao cao tại thượng thành chủ. Sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng vang khắp. Một cái hợp đạo cảnh tầng 5 rác dưới, lớn tiếng kêu cái gì? T. Tất cả mọi người nhìn thanh niên áo bào đen, hắc bào thanh niên này sợ không phải người ngu chứ. Hợp đạo cảnh tầng 5 thần quân, cũng coi là một khối cường giả. Ở thanh niên áo bào đen nơi này, lại là một cái rác dưới. Đây là biết bao cuồng vọng giọng, cầm chính hắn coi là tiên tôn không được. Trong hư không thành chủ Tiêu Cảnh sắc mặt đỏ bừng, chân thực tức giận không được, đã không biết nhiều ít năm, có người dám khiêu chiến hắn phủ thành chủ uy nghiêm. Xấu xí, nếu ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Tiêu Cảnh cầm ra một chuôi hỗn nguyên tiên khí, một chuôi phương thiên hỏa kích, nắm trong tay, kinh khủng hơi thở, hướng Diệp Thần đè đi. Cái này cổ hơi thở không có nhằm vào mọi người ở đây, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác ngực một im lìm, đè mọi người không thở nổi. Hợp đạo cảnh tầng 5 thần quân, thật là mạnh. Tiêu Cảnh vốn cho là Diệp Thần sẽ quỳ sụp xuống đất lên không dậy nổi, ai biết tên hắc bào thanh niên này một chút việc không có. Phải biết bây giờ Diệp Thần trên người lực lượng nhưng mà thiên đạo diệt thế uy lực còn lại. Thiên đạo uy lực còn lại làm sao có thể bị một cái hợp đạo cảnh cường giả uy áp đánh nát. Thật là buồn cười. Tự tìm cái chết. Tiêu Cảnh thẹn quá thành giận, cầm phương thiên hỏa kích, ngay tức thì xông về Diệp Thần. Giờ khắc này Lương Tuyết Nguyệt nhắm mắt lại, nàng đã tuyệt vọng. Đáng tiếc, như thế dũng mãnh thanh niên áo bào đen, nếu không phải là trêu chọc thành chủ. Vây xem võ giả lắc đầu một cái, đã dự đoán đến Diệp Thần đầu tách ra tình cảnh. Nhưng mà, dưới hắc bào giữ tợn Diệp Thần nhưng là cười. Hắn chậm rãi đưa ra một ngón tay. Chỉ hướng trong hư không Tiêu Cảnh, ngón tay lên một chút xíu ánh sáng tím lóe lên. Diệt thế và thiên đạo hơi thở điên cuồng tràn ra. Một món ánh sáng tím ngay chớp mắt xông về Tiêu Cảnh trên đầu mặt. Một tiếng rên, Tiêu Cảnh đầu ngay tức thì chia năm xẻ bảy, ở trong hư không hoàn toàn đoạn tuyệt hơi thở. Đường đường tầng 5 thần quân. Trực tiếp bị Diệp Thần chỉ một cái trong nháy mắt giết. Đây cũng là thiên đạo diệt thế lực. Mặc dù chỉ có mấy đạo, nhưng là vô cùng chân quý. Lại là vô cùng cường thế. Người hắc bào thanh niên kia phải chết. Tất cả mọi người, không quá cẩn thận liếc mắt nhìn thi thể, nhưng mà một phút thời gian, mọi người mới phản ứng được. Cái đó thi thể không đầu, lại là Tiêu Cảnh, nhưng mà người hắc bào thanh niên kia, ở bên cạnh một chút việc không có. Đừng nói bị thương, liền một giọt máu cũng không có chảy xuống. Lương Tuyết Nguyệt vốn cho là Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết hồi lâu đã qua, phát hiện một chút việc không có, lúc này mới mở mắt ra. Làm nàng mở mắt thời điểm, phát hiện Diệp Thần đã thu hồi thành chủ phương thiên hỏa kích. Cái này, đây là tình huống gì? Lúc này Lương Tuyết Nguyệt, chỉ cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Hợp đạo cảnh tầng 5 cường giả. Lại chết như vậy. Đây cũng không phải là nhập thần cảnh và thần vương cảnh, mà là thứ thiệt một khối cường giả. Diệp Thần lúc nào thực lực thay đổi như thế kinh khủng. Hắn không phải là không có tu vi sao? Hắn không phải bị thương. Cái này, lại giết hợp đạo cường giả, chỉ dùng chỉ một cái. Dù là tiên tôn vậy không như vậy khoa trương đi. Thời khắc này Lương Tuyết Nguyệt trong lòng thật tung lên vạn trượng sóng gió kinh hoàng. Ngớ ra làm gì, đi phủ thành chủ bảo khố. Một cái hợp đạo cảnh tầng 5 bảo khố, chắc có không thiếu thứ tốt.
Diệp Thần vừa vặn cần hợp đạo thần khí, hỗn nguyên tiên khí còn có chữa thương đan dược, tới chữa trị mình thương thế. Mọi người thấy thanh niên áo bào đen bóng người càng lúc càng xa, cũng rõ ràng một chuyện, giờ phút này Côn Ngọc Thành thời tiết thay đổi. Đồng thời tất cả mọi người đều biết, có một cái thanh niên áo bào đen không thể chọc. Quá kinh khủng. Một tiếng sau đó, Diệp Thần từ bên trong phủ thành chủ mặt đi ra, vẻ mặt tươi cười, lần này bắt được hợp đạo thần khí 10 kiện, hỗn nguyên tiên khí 2 kiện, còn có đan dược toàn bộ để cho hắn lấy đi. Diệp Thần, ngươi làm sao biến thành như vậy, mặt ngươi và trên người dấu vết là cố ý hay là thật? Lương Tuyết Nguyệt hay là hỏi. Thật, Diệp Thần chỉ khạc ra cái này 2 chữ. Trên người hắn dấu vết cùng với vết sẹo trên mặt, có chút cổ quái. Phải cùng thiên đạo lực lượng có liên quan. Trừ là khẳng định có thể đi trừ. Bất quá hẳn cũng không dễ dàng. À, còn có ngươi tu vi. Ngươi căn bản không có tu vi hơi thở, nhưng là ngươi nhưng có thể trong nháy mắt giết hợp đạo cảnh cường giả. Tại sao? Lương Tuyết Nguyệt hiếu kỳ nói. Chuyện này, nói đến nói dài, bây giờ Độc Cô Gia Thái Thượng Trưởng Lão, đã người bị thương nặng, có không có hứng thú và ta tiêu diệt Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, biết Kỳ Lâm Tiên Thiên độc thể sự việc, Diệp Thần không thể nào thả qua hắn. Bây giờ Độc Cô gia tộc cường giả tạo hóa cảnh căn bản đều không ở đây, chỉ còn lại một đám hợp đạo cảnh. Lương Tuyết Nguyệt nhìn một cái Diệp Thần, nếu như người khác nói ra tiêu diệt Độc Cô gia tộc mà nói, nhất định bị nàng khinh bỉ thành kẻ ngu, không biết sống chết. Có thể những lời này Diệp Thần nói ra, không nhịn được để cho người tin phục, Diệp Thần không chỉ có điên cuồng, lại là không ngừng sáng tạo kỳ tích. Diệp Thần, người bây giờ có thể đối kháng cảnh giới gì võ giả? Lương Tuyết Nguyệt không có trực tiếp đồng ý, mặc dù Độc Cô gia tộc ban đầu tham dự tràng đại chiến kia. Nếu như có cơ hội, Lương Tuyết Nguyệt khẳng định sẽ cho Độc Cô gia tộc đả kích chí mạng, nhưng là không đại biểu nàng không có nắm chắc thời điểm, đi không không chịu chết. Ta có thể trong nháy mắt giết hợp đạo cảnh đỉnh cấp thần quân cường giả 4 lần. Diệp Thần một câu nói, để cho Lương Tuyết Nguyệt ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt giết thần quân 4 lần. Đây chính là tiên tôn dưới, mạnh nhất tồn tại. Nếu như không phải là biết Diệp Thần tính cách, nàng cũng lấy là nói đùa. Được, ta cùng ngươi đi. Lương Tuyết Nguyệt cắn răng một cái, gật đầu đồng ý, Độc Cô gia trước mắt cường giả tạo hóa cảnh không có ở đây. Bọn họ hai người, nói không chừng thật sự có cơ hội tiêu diệt Độc Cô gia tộc. Dù là không đánh lại, chỉ cần tạo hóa cảnh không ra, bọn họ vậy có tự tin chạy trốn. Đối với Độc Cô gia tộc cừu hận, Lương Tuyết Nguyệt một chút không thể so với Diệp Thần thiếu. Đây là nửa viên thiên ma nhân sâm, đặc biệt cho ngươi giữ lại. Diệp Thần cầm ra thiên ma nhân sâm, đặt ở Lương Tuyết Nguyệt trên tay, liền hướng khách sạn phương hướng đi. Lương Tuyết Nguyệt lấy được thiên ma nhân sâm kích động đến trình độ cao nhất. Có vật này, nàng liền có thể sau khi thức tỉnh thiên độc thể. Độc thể liền thành, thì chẳng khác nào nàng huyết mạch thức tỉnh. Đến lúc đó nàng tuyệt sẽ không hướng hôm nay vậy chật vật. Diệp Thần, phần ân tình này, ta Lương Tuyết Nguyệt thừa xuống. Chờ ta sau khi thức tỉnh thiên độc thể, đánh đâu thắng đó, không người dám tổn thương ngươi. Diệp Thần sau khi nghe thiên độc thể, không biết làm sao cười một tiếng, chỉ có thể gật đầu một cái. Lương Tuyết Nguyệt thấy Diệp Thần dáng vẻ, lấy là Diệp Thần cho rằng tự mình nói hoành hoang, liền vội vàng giải thích, Diệp Thần, ngươi không phải Linh Võ Đại Lục ra đời người, cho nên đối với Linh Võ Đại Lục sự việc căn bản không biết, năm đó ta phụ thân và gia gia, hậu thiên độc thể thức tỉnh, toàn bộ linh vũ thế lực của Đại Lục cũng phải làm cho đạo. Ta dám hướng ngươi bảo đảm, trong vòng 10 năm, độc đạo một môn, ta Lương Tuyết Nguyệt vi tôn. Hơn nữa cái địa vị này, vạn năm bên trong không người dung chuyển. Sau này người báo tên ta, Linh Võ Đại Lục có thể đi ngang. Giờ khắc này, Lương Tuyết Nguyệt hăm hở đến mức tận cùng. Nàng có tự tin này. Đây là nàng trong cơ thể máu tươi lực lượng. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn không có nói chuyện, hắn đã đẩy cửa phòng ra. Lương Tuyết Nguyệt chân thực có chút không vui mình hậu thiên độc thể bị khinh thị. Nàng hừ lạnh một tiếng, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền tới, Diệp Thần, người rốt cuộc trở về, ta thật nhàm chán, chỉ có thể ở trong phòng tu luyện, ta cảm giác huyết mạch có chút không giống. Lời này vừa nói ra, Lương Tuyết Nguyệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Bởi vì, nàng phát hiện mình máu tươi đang sôi trào. Đây là tới từ huyết mạch sợ hãi. Nàng hậu thiên độc thể lại sợ hãi. Mà đây cái sợ hãi, liền là tới từ sau lưng. Bất chi bất giác, nàng quần áo đã ướt đẫm, thậm chí buộc vòng quanh một đạo tuyệt đẹp đường cong. Nàng chật vật xoay người, thấy được một cái bé gái. Bé gái ăn mặc váy, tuổi không lớn lắm, thậm chí trong miệng đang ăn một viên đường. Trên mặt thậm chí có chút không vui. Hết thảy các thứ này cũng lộ vẻ được quá phổ thông. Nhưng mà, chỉ có Lương Tuyết Nguyệt biết, cái cô gái này căn bản không phổ thông. Cái này đặc biệt mụ là tiên thiên độc thể. Ở linh võ đại lục biến mất vạn năm tiên thiên độc thể. Mạnh hơn nàng hậu thiên độc thể trăm lần tồn tại à. Thậm chí có lời đồn đãi, tiên thiên độc thể sinh, linh võ đại lục diệt. Có thể gặp linh võ đại lục người đối với tiên thiên độc thể có bao nhiêu sợ hãi. Lương Tuyết Nguyệt vậy kinh hãi thêm kinh ngạc con ngươi, đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần. Nàng rốt cuộc rõ ràng tại sao phải thiên ma nhân sâm. Thì tại sao căn bản không quan tâm nàng hậu thiên độc thể. Tên này bên người có một cái tiên thiên độc thể, nàng Lương Tuyết Nguyệt lại coi là cái gì? Trời à! Cái này Diệp Thần rốt cuộc cái gì lai lịch à? Không phải nói đến từ thấp võ thế giới sao? Bây giờ thấp võ thế giới người cũng mẹ hắn châu bò như vậy. Diệp Thần tự nhiên thấy được Lương Tuyết Nguyệt phản ứng. Người bình thường dĩ nhiên là phát hiện không được kỷ lâm huyết mạch, nhưng là Lương Tuyết Nguyệt có thể. Dẫu sao đều là độc thể. Coi như kỷ lâm không phóng thích huyết mạch lực, vậy độc thể giữa chân áp cảm vẫn là sẽ tồn tại. Đây là một bí mật, biết chưa? Diệp Thần hướng về phía Lương Tuyết Nguyệt nháy mắt mấy cái. Hắn tự nhiên tin tưởng Lương Tuyết Nguyệt sẽ không tiết lộ kỷ lâm bí mật. Lương Tuyết Nguyệt nuốt nước miếng một cái, cưỡng ép chế trụ nội tâm khiếp sợ, nhìn một cái kỷ lâm, cuối cùng vẫn gật đầu. Điều bí mật này quá lớn. Nàng không dám tiết lộ phân nửa. Tốt lắm, đã như vậy, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng nên lên đường. Độc cô gia tộc hơn sống một ngày, chúng ta cũng không an nhất thiên. Lần này Diệp Thần không chỉ có muốn tiêu diệt độc cô gia tộc, ban đầu đuổi giết hắn người đều phải trả giá thật lớn. Dọc theo đường đi Diệp Thần ba người ngựa không ngừng vó đi đường, đi tới độc cô gia tộc thành trì. Bởi vì Diệp Thần dung mạo phát sinh biến hóa, giờ phút này trên đường phố mặt, cũng không có ai biết Diệp Thần. Nếu như biết trên đường phố mặt thanh niên áo bảo đen, chính là Diệp Thần, sợ rằng không biết bao nhiêu người muốn mạng hắn. Chúng ta tìm được trước một nơi khách sạn ở, tối nay hành động. Diệp Thần bây giờ mặc dù có trong nháy mắt giết thần quân thực lực, bất quá đối mặt rất nhiều hợp đạo cảnh võ giả, vậy phải chuẩn bị một phen. Hắn thương thế bên trong cơ thể, cần không thiếu chữa thương đan dược, hắn cố nhiên biết luyện đan, nhưng là không có dược liệu vậy không làm nên chuyện gì. Dứt khoát đi ngay một ít tông môn cầm. Thà nói cầm, dùng cướp khít khao hơn một chút. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt hai người đi ra khách sạn, còn như Kỷ Lâm thì ở lại trong khách sạn. Chúng ta đi trước Linh Thiên Tông. Ban đầu Tây Vực đuổi giết thế lực bên trong, thì có Linh Thiên Tông. Linh Thiên Tông tông chủ, cả người thực lực đạt tới hợp đạo cảnh tầng 3, Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt hai người đối phó, dư sức có thừa. Hai người lẻn vào Linh Thiên Tông, phát hiện tông môn đệ tử lại một cái thần vương cảnh cũng không có. Diệp Thần, người ban đầu rốt cuộc làm sao làm được, cầm tất cả thần vương cảnh, tàn sát không còn một mống. Lương Tuyết Nguyệt cổ quái nhìn một cái Diệp Thần. Liên quan tới Tây Vực lời đồn đãi, cơ hồ toàn bộ đại lục đều biết, Diệp Thần một người tàn sát Tây Vực võ giả Triệu, được gọi là huyết đồ thần vương. Triệu võ giả nói giết liền giết, chỉ có Diệp Thần một người. Diệp Thần cho Lương Tuyết Nguyệt một cái liếc mắt, lại không có nói nhiều. Chuyện này vượt miêu tả chỉ sẽ vượt hắc. Lương Tuyết Nguyệt vừa đi vừa phát ra độc tố, chờ một chút ngay tức thì bùng nổ thời điểm, những đệ tử này, sợ rằng không có một người có thể còn sống. Hai người đi vào tông chủ trong cung điện mặt, phát hiện đèn đuốc sáng rực, trong cung điện mặt truyền tới từng trận thanh âm cổ quái. Lương Tuyết Nguyệt có chút hiếu kỳ, ở khe cửa nhìn một cái, ngay tức thì mặt liền đỏ. Diệp Thần cười một tiếng, đã sớm biết sẽ là cái kết quả này, sau đó một chân đạp mở cửa phòng. Oanh! Một cước đi xuống, toàn bộ cửa phòng chia 5 xẻ 7, Diệp Thần vừa đi vào,
liền thấy Thiên Linh Tông tông chủ và mấy cô gái. Cô gái hù được hô to kêu to, nhưng mà Diệp Thần một cái tát trực tiếp đem các nàng chấn động choáng váng. Ngươi, các ngươi hai người gì? Muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên người muốn ngươi mạng. Lương Tuyết Nguyệt tiếng nói vừa dứt, trong tay một đóa màu đen hoa hồng, diêm rúa loè loẹt nhưng lại có thể chết người. Hoa hồng bay xuống tại Thiên Linh Tông tông chủ trên thân thể mặt, bộc phát ra màu đen bột. Ở ngay chớp mắt, Thiên Linh Tông tông chủ thống khổ gầm thét, thân thể tỏa ra đen nhánh hoa văn. Diệp Thần ở một bên hơi khiếp sợ, độc công quả nhiên lợi hại, mới vừa rồi trong nháy mắt thời điểm, một cái hợp đạo cảnh cường giả lại liền phản kháng cơ hội cũng không có. Lương Tuyết Nguyệt hai người, lấy đi Thiên Linh Tông không thiếu đan dược, rút người ra rời đi. Ở sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Thiên Linh Tông một đêm bị tiêu diệt tin tức, truyền khắp mọi người trong lỗ tai. Nhưng mà cái này còn không là rung động nhất, tiếp liền 5 ngày, mỗi một buổi tối đều có tông môn tiêu diệt. Một ít tông môn nhỏ, mở đại trận bảo vệ tông môn, núp ở tông bên trong cửa run lẩy bẩy, rất sợ tử thần hạ xuống ở trên đầu bọn họ. Độc cô gia tộc vì vậy giận dữ, muốn điều tra kỹ hung thủ, những tông môn này cũng đều là bọn họ cô độc gia tộc thủ hạ. Mất đi một cái tông môn, đối với bọn họ độc cô gia tộc mà nói, chính là một phần tổn thất. Độc cô gia tộc điên cuồng truy xét hung thủ, có thể một chút đầu mối cũng không có. Mỗi một cái tông môn đều là toàn quân chết hết, muốn tìm một người cũng không tìm được. Ở độc cô gia tộc bên trong, Thái Thượng trưởng lão ngồi ở trên ghế, chỉ bất quá sắc mặt hắn hơi thương trắng. Các ngươi một đám phế vật, độc cô gia tộc, muốn các ngươi có gì dùng. Thái Thượng trưởng lão tại trên đại điện mặt, lên tiếng mắng to, độc cô gia mọi người cúi đầu. Một câu lời cũng không dám nói. Từ Thái Thượng trưởng lão đuổi giết Diệp Thần thất bại sau đó, về đến gia tộc, hắn tu vi thẳng tắp ngã xuống, đúng cái tánh của người, kém phải chết. Chỉ cần phạm một chút chuyện nhỏ, thì phải tức miệng mắng to, nếu như bọn họ không phải hợp đạo cảnh, cũng sớm đã để cho Thái Thượng trưởng lão, một cái tát đập chết. Mau sớm cho ta điều tra ra được, nhất định phải mau sớm. Thái Thượng trưởng lão tức giận xông lên rời đi, không biết tại sao, cái này hai ngày hắn tổng cảm thấy một loại không chuyện tốt muốn phát sinh. Hắn tâm tình, vậy vô hình phiền não. Diệp Thần, người xác định ngày mai chúng ta quang minh chánh đại giết tới đi. Ở trong khách sạn, Lương Tuyết Nguyệt một mặt chất vấn nhìn Diệp Thần. Nàng vốn là lấy là Diệp Thần muốn tiêu diệt độc cô gia tộc, sẽ lén lén lút lút âm thầm tiến hành, dầu gì vậy có mưu kế gì. Có thể Diệp Thần chỉ nói cho nàng, quang minh chánh đại đánh lên đi. Người yên tâm, ta không biết làm không nắm bắt sự việc. Lương Tuyết Nguyệt khinh bỉ nhìn một cái Diệp Thần, nàng mặc dù muốn phải tin tưởng, nhưng là trong lòng vẫn là có chút cảm thấy không thiết thực. Nếu như Diệp Thần đáng tin nói, sợ rằng cả thế giới người, không có một cái không đáng tin cậy. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Thần và mang mặt nạ Lương Tuyết Nguyệt hai người đứng ở độc cô gia tộc cửa. Gió thu xào xạc, để cho hai người bóng người lộ vẻ được tịch mịch thêm cô tịch. Độc cô gia tộc giữ cửa người thấy Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt, tự nhiên không có nhận ra bọn họ. Nhưng là bọn họ cảm giác nhạy cảm đến có cái gì không đúng. Cầm đầu một cái giữ cửa người càng đối với Diệp Thần mắng, người không ra người quỷ không ra quỷ đồ, mang áo bảo đen làm gì. Ngươi có biết ngươi bây giờ dưới chân đạp là địa phương nào? Cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là cút, hoặc là chết. Sự tồn tại của ngươi thật là làm bẩn ta độc cô gia. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, quả nhiên dạng gì gia tộc, có dạng gì chó. Hắn tiện tay một chưởng vung ra. Thân xác lực hoàn toàn bùng nổ. Bót! Một tát này đi xuống, giữ cửa người cả thân thể, chia năm xẻ bảy, máu loãng bắn rơi ở cửa. Diệp Thần nhìn một cái Lương Tuyết Nguyệt, chỉ gặp nàng cầm ra một chuôi hỗn nguyên tiên khí, chém xuống ở độc cô gia tộc trên cửa. Rắc rắc, cửa một tiếng nổ bể tan tành, vốn là đi ngang qua võ giả, vừa nhìn thấy một màn trước mắt, hù được mau rời đi. Một cái thanh niên áo bào đen tử và một cái cô gái trẻ tuổi, dám đối với độc cô gia tộc động thủ, cái này hắn sao từ đâu tới kẻ ngu. Chỉ bất quá có người đối với độc cô gia động thủ tin tức, nhưng truyền ra ngoài. Một ít thực lực bản thân không tầm thường võ giả, lại là tới muốn xem một chút náo nhiệt. Người nào, dám ở chúng ta độc cô gia càn rỡ?
Đây là Độc Cô gia tộc bên trong, 10 vị hỗn nguyên cảnh võ giả đứng ra, vừa thấy là một cái thanh niên áo bào đen còn có một cô gái trẻ tuổi, cả người nhướng mày một cái, nội tâm lại là xông ra một cổ tức giận. Đây là khi dễ hắn Độc Cô gia tộc không người. Một cái áo bào đen không có một chút xíu tu vi thanh niên, cũng dám đối với bọn họ Độc Cô gia tộc động thủ. Hỗn nguyên cảnh rác dưới, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Chẳng lẽ các ngươi quên mấy ngày trước ác mộng? Diệp Thần híp mắt, cười lạnh một tiếng, luyện thể lực ầm ầm bùng nổ, vô tận đợt khí chấn động hướng những cái kia hỗn nguyên cảnh võ giả. Bót bót bót, từng tiếng thanh thúy tiếng vang phun trào, những thứ này hỗn nguyên cảnh võ giả, thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có. Ở ta trước mặt diễu võ dương oai, lăn xuống tới. Diệp Thần tức giận một tiếng, 10 vị trôi lơ lửng ở giữa không trung hỗn nguyên cảnh võ giả, liền đứng cơ hội cũng không có. Ở nơi này chút hỗn nguyên cảnh võ giả rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần một cái tay vỗ xuống, trực tiếp vô tình trấn áp. Phốc suy, 10 tên hỗn nguyên cảnh võ giả, ngay tức thì chém chết. Càn rỡ, Độc Cô gia bên trong, từng đạo khí thức mạnh mẽ, không ngừng tràn ra. Hợp đạo cảnh cường giả, hiện thân. Quá mức chí cao không bên trong, 5 vị hợp đạo cảnh tứ trọng thiên cường giả, tay cầm hợp đạo thần khí. 5 vị hợp đạo cảnh, ngưng tụ hơi thở, để cho người nhìn mà sợ. Độc Cô gia tộc chẳng lẽ không người, chỉ còn lại 5 vị hợp đạo cảnh. Diệp Thần đối mặt 5 vị hợp đạo cảnh cường giả, cười lạnh một tiếng, hắn và Độc Cô gia tộc cừu hận, đã không chết không thôi. Thanh niên áo bào đen, người chẳng qua là một cái người luyện thể, coi như thân thể ngươi mạnh hơn đi nữa, cũng không phải chúng ta đối thủ, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu 10 vang đầu, là ta Độc Cô gia làm người ở vạn năm, chúng ta còn có thể bỏ qua cho ngươi, khuyên ngươi không muốn không biết điều. Bây giờ Độc Cô gia tộc thực lực biên độ lớn hạ xuống, nếu không vậy sẽ không muốn để cho Diệp Thần làm người ở, thả ở lúc trước đã sớm một cái tát đập chết. Ha ha ha, không phải ta nói, Độc Cô gia tộc, các vị đang ngồi đều là cay gà. Các ngươi Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão, liền một cái thần vương cảnh Diệp Thần cũng không bắt được, hơn nữa mình ngược lại người bị thương nặng. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, xem kịch vui võ giả, nội tâm ngẩn ra, Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão người bị thương nặng, thiệt hay giả? Đánh giám, xấu xí ngươi lại đang nơi này hồ ngôn loạn ngữ, cho ta chết. Một vị hợp đạo cảnh cường giả bỗng nhiên giận dữ, thái thượng trưởng lão người bị thương nặng, đây là không chặt chẽ chi truyền. Một cái thanh niên áo bào đen làm sao biết? Hợp đạo cảnh cường giả một cái tát vỗ xuống, như vậy mà lúc này một cái con rối đột nhiên xuất hiện, ngăn trở hắn. Đây là thiên linh thần quân. Thiên linh tông bị diệt cả nhà. Giờ phút này đứng đầu một tông lại bị luyện chế thành con rối, biết bao thật đáng buồn. Ngươi chính là đầu sỏ. Đây là 4 vị thần quân rõ ràng, người trước mắt này, chính là cái này 2 ngày tiêu diệt tông môn hung thủ. Mấu chốt không có tu vi, chỉ dựa vào luyện thể, làm sao chu diệt nhiều cường giả như vậy. Không sai, là ta, ngươi có thể làm ta thế nào? Diệp Thần cười nhạt, đây là vung tay lên. 6 cái hợp đạo cảnh con rối xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này 6 cái con rối chính là đoạn này thời gian, tiêu diệt tông môn tông chủ. Cực đạo thần quân, thiên long thần quân, võ chiến thần quân. Những thứ này đều là tiếng tăm lừng lẫy hợp đạo cảnh cường giả, lại là đuổi giết Diệp Thần chủ lực. Ở nơi này đoạn thời gian, Diệp Thần thậm chí nghe, mấy vị này thần quân vì lấy lòng Độc Cô gia tộc, vì đạt được cái đó tưởng thưởng. Lại là đem hắn và Diệp Thần tuổi tác dáng người bên ngoài không sai biệt lắm người, toàn bộ chu diệt. Thà giết lầm 10.000, cũng không nguyện ý thả qua một cái. Một cái cổ thi thể để xuống Độc Cô gia tộc bên trong. Rung động toàn bộ Thiên Kiếm Thành. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ ra, những người này gặp gỡ lại sẽ như vậy. Bây giờ đều bị một người luyện chế thành con rối. Hôm nay, chính là Độc Cô gia tộc tiêu diệt lúc. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo cười nhạt, nghĩ lúc đó Độc Cô gia tộc điên cuồng đuổi giết hắn, nếu không phải Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão, hắn vậy sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Bất quá hắn ngược lại là phải cảm ơn Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão. Nếu như không có Độc Cô thái thượng trưởng lão, cứu chữa Kỳ Lâm trận pháp thiên lôi, hắn thật đúng là không chống đỡ nổi. Nhưng coi như vậy, ở hắn trong mắt,
Độc Cô gia tộc cũng không có cần thiết tồn tại. Linh võ đại lục là tàn khốc, phải đem hết thảy uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Ngươi nhân từ đối với địch nhân, chính là đối với mình và người bên người tàn nhẫn. Nói khoác mà không biết ngượng. Vào lúc này, một bóng người từ không trung đi ra, chính là Độc Cô gia tộc đại trưởng lão, Độc Cô Vinh, có hợp đạo cảnh bát trọng thiên chiến lực, thái thượng trưởng lão dưới người thứ nhất. Hợp đạo cảnh bát trọng thiên, kinh khủng hơi thở, trực tiếp nghiền ép Diệp Thần sáu cái con rối. Một vị hợp đạo cảnh bát trọng thiên thần quân, có thể trong nháy mắt giết cái này sáu cái con rối. Giờ phút này Lương Tuyết Nguyệt có chút tim đập rộn lên, theo bản năng nhìn một cái Diệp Thần. Hợp đạo cảnh bát trọng thiên, cũng không quá như vậy. Diệp Thần khóe miệng lau một cái tà cười, hắn bây giờ có tư cách cuồng ngông. Hắn thân thể hàm chứa thiên đạo lực. Mặc dù chỉ là thiên đạo uy lực còn lại, nhưng cũng không phải võ giả tầm thường có thể chống lại tồn tại. Tự tìm cái chết. Độc Cô Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nâng lên cánh tay, một cái tát rơi xuống, kinh khủng hơi thở bỗng nhiên bây giờ, hạ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Ở một tát này sắp rơi xuống thời điểm, chỉ gặp Diệp Thần giơ ngón tay lên, một ngón tay vấn thiên, tản mát ra ánh sáng màu tím. Thiên đạo uy lực còn lại lực. Khải. Hủy diệt hết thảy hơi thở, để cho tất cả mọi người đều cảm giác rơi vào hầm băng bên trong, đứng trên không trung, dù là không dám nhúc nhích. Thậm chí có chút Độc Cô gia tộc tên yếu, không chịu nổi loại này lực lượng, trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối đều bị uy áp nghiền nát. Độc Cô Vinh sắc mặt ngay tức thì đại biến, cái này cổ chí mạng hơi thở, để cho hắn tâm thần đều cảm giác đang không ngừng run rẩy. Quá đáng sợ. Không thể tương đương. Độc Cô Vinh hai tay khoanh ở ngực, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chỉ gặp hắn toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng. Nhưng mà uy hiếp hơi thở, cũng không có để cho hắn cảm giác hàng, ngược lại theo Diệp Thần không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng để cho hắn kinh hồn bạt vía. Oanh! Ánh sáng màu tím bỗng nhiên bây giờ xông về Độc Cô Vinh, giờ khắc này không kịp do dự, Độc Cô Vinh trên mặt một cổ thần sắc dữ tợn, đột nhiên bắt một người trưởng lão, thả ở trước người. À, đại trưởng lão không muốn. Làm hắn nói ra một câu nói này, đột nhiên toàn bộ ngực nổ tung, một búng máu phun ra ngoài, bỗng nhiên bây giờ mất đi hơi thở. Nhất kích trong nháy mắt giết hợp đạo cảnh. Nhưng mà hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Đại trưởng lão điên cuồng lui về phía sau, ánh sáng tím đáp xuống tay hắn trên cánh tay mặt. Rắc rắc, đúng cánh tay trực tiếp bị nghiền nát, khí tức hủy diệt, dung nhập vào Độc Cô Vinh trong máu thịt mặt, không ngừng hủy diệt hắn thân thể. Độc Cô Vinh cầm ra hợp đạo thần khí, một đao chém gãy tay phía trên thịt vụn. À, thống khổ gầm thét, để cho hắn cả người cũng mệt lả, nếu như mới vừa rồi hắn do dự một chút xíu. Hủy diệt lực lượng sẽ tiến vào hắn thân thể, trực tiếp khuấy bể trong cơ thể hắn bộ phận. Đây là lực lượng gì? Tiểu súc sinh này không phải là không có tu vi sao? Cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì? Vậy quá kinh khủng. Chẳng lẽ hắc bào tiểu tử này đến từ gia tộc cao cấp? Thần Long gia tộc, Thánh Long gia tộc, vẫn là càng phía trên tồn tại. Giờ phút này, Độc Cô Vinh trên trán mặt đều là mồ hôi lạnh, nguyên cả cánh tay phế bỏ. Sau này liền mọc ra cơ hội cũng không có. Giờ khắc này, hắn nhìn cái đó áo bào đen tiểu tử chỉ cảm thấy là một ma quỷ. Loại này lực lượng thần bí, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết đứng đầu thần quân. Bây giờ ngươi cho rằng, có tư cách cản rỡ trước mặt ta sao? Nghe gặp Diệp Thần mà nói, Độc Cô Vinh không nói, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau. Diệp Thần lại lấy ra sáu cái con rối. Trực tiếp xông về Độc Cô gia tộc hợp đạo cảnh cường giả. Lương Tuyết Nguyệt vậy không do dự trực tiếp xông tới, thấy được Diệp Thần thủ đoạn, vậy hoàn toàn yên tâm. Cái này hai ngày, Diệp Thần trên tay hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí cũng không thiếu, mặc dù không có thể nổ chết hợp đạo cảnh bát trọng thiên cường giả, nhưng là cũng có thể để cho đối phương thương cân động cốt. Còn như Độc Cô Vinh, hôm nay hắn muốn đích thân chém chết. Tiểu tạp chủng, nhận lấy cái chết. Thấy được Diệp Thần thủ đoạn, Độc Cô Vinh nơi nào sẽ cho Diệp Thần ngưng tụ thần bí tia sáng cơ hội. Độc Cô Vinh điên cuồng xông về Diệp Thần, nổ tung giống vậy hơi thở đập vào mặt. Bát hoang chém. Độc Cô Vinh trên không trung nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cầm chặt hợp đạo thần khí, một đao đao chém ra.
Sắc bén đao mang mặc dù còn chưa tới, nhưng là đao ý xông ra, cắt kim loại hết thảy. Thậm chí chung quanh còn xuất hiện từng đạo vết rách. Lão cẩu, hôm nay người dám tới đây, nhất định phải bỏ ra máu giống vậy giá phải trả. Diệp Thần Lâm nguy không sợ, trong tay không có động tác gì. Độc Cô Vinh không có cảm nhận được vậy cổ hủy diệt, diệt thế giống vậy hơi thở, căn bản không sợ. Mặc dù trước mắt thanh niên áo bào đen, có một chút tà môn, nhưng vậy chẳng qua là một cái người phàm. Diệp Thần thấy Độc Cô Vinh đi tới phạm vi công kích bên trong, khóe miệng một món tà cười, hắn chờ chính là bây giờ. Giờ khắc này, Diệp Thần cầm tất cả hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí đều lấy ra. Độc Cô Vinh nhướng mày một cái, nội tâm xông ra một tia dự cảm xấu. Hắn muốn lui về phía sau hai bước, bất quá bây giờ là lúc đã chậm. Ngàn binh bảo. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nháy mắt tức thì, tất cả hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí, bỗng nhiên bây giờ nổ. Oanh! Một tiếng kinh khủng nổ vang, trong hư không bộc phát ra một đóa màu đen mây hình nấm. Tất cả hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí tự bạo, so bom nguyên tử nổ tổn thương, còn kinh khủng hơn. À! Độc Cô Vinh từ nổ phạm vi lao ra, cả người là máu, một mặt thê thảm hình dáng. Ngươi rốt cuộc là ai? Độc Cô Vinh con người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, có thể lợi dụng hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí tự bạo, hắn chỉ biết là Diệp Thần một người, có thể lợi dụng những thứ này. Muốn biết ta là ai? Ở ngươi tử vong trước, thỏa mãn lòng ngươi nguyện. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, bước ra một bước đi, giờ phút này vốn là phàm nhân hắn, vào giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Diệp Thần trong cơ thể lực lượng điên cuồng tràn ra, vốn là phàm nhân hắn, trực tiếp bước vào đế tôn cảnh, nhưng mà giờ khắc này vẫn chưa kết thúc. Đế tôn cảnh một trọng thiên, cửu trọng thiên, nhập thần cảnh một trọng thiên, cửu trọng thiên, rồi sau đó trực tiếp bước vào thần vương cảnh bát trọng thiên, mới dừng lại. Ở Diệp Thần sau lưng, sát lục thần vương đạo, hủy diệt thần vương đạo, bất diệt thần vương đạo, tịch diệt thần vương đạo, độ hóa thần vương đạo, năm tháng thần vương đạo, sáu cái thần vương đạo. Năm tháng thần vương đạo, đoạn này thời gian Diệp Thần lĩnh ngộ ra tới, hủy diệt ở sống lại, không ngừng luân hồi. Năm tháng làm sao thử không giống nhau, một cái đứa nhỏ đáp xuống nhân gian, cái chết đến một khắc kia hủy diệt. Diệp Thần trên da mặt, từng cái dữ tợn vết thương, chậm rãi dung hợp. Trên mặt vậy đạo lôi điện xăm cũng từ từ chìm vào da bên trong. Khôi phục như lúc ban đầu. Thiên đạo cho hắn trừng phạt. Cũng không phải là vĩnh cửu. Ở hắn lĩnh ngộ năm tháng thần vương đạo lúc, hoàn toàn biến mất. Nếu như Diệp Thần lĩnh ngộ không được năm tháng thần vương đạo, vậy thì cả đời như vậy. Nhưng mà, Diệp Thần tay cầm như thế nhiều cái thần vương đạo. Hắn đối với thần vương đạo lĩnh ngộ vượt qua xa linh võ đại lục người bất kỳ. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ Diệp Thần mặt. Một cổ cực hạn sợ hãi bao phủ tại tất cả lòng người đầu. Ngươi là Diệp Thần, huyết đồ thần vương. Toàn bộ Tây vực võ giả, cũng không nghĩ tới, trước mắt xấu xí lại là Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi lại vẫn dám hiện thân, đồ sát giết chúng ta Tây vực triệu võ giả. Độc Cô Vinh một câu nói, trực tiếp để cho Tây vực võ giả và Diệp Thần đứng ở một cái phía đối lập. Ta có hay không tàn sát triệu, sợ rằng các ngươi Độc Cô gia tộc rõ ràng nhất, ở ta trước mặt kẻ gian kêu bắt kẻ gian, chưa thấy được buồn cười không? Loại chuyện này, Độc Cô gia tộc trong lòng biết bụng minh, nhưng là đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu không toàn bộ Độc Cô gia tộc cũng sẽ hoàn toàn diệt vong. Tự tìm cái chết. Độc Cô Vinh không tin Diệp Thần còn khác biệt thủ đoạn, dù là Diệp Thần thủ đoạn lại hơn, vậy cũng chỉ bất quá thần vương cảnh con kiến hôi mà thôi. Mặc dù hắn bây giờ người bị thương nặng, nhưng là đối phó một cái thần vương cảnh võ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Năm tháng như thoi đưa. Ở Độc Cô Vinh xông lên lúc tới, Diệp Thần một chỉ điểm ra, cái này chỉ một cái cũng không có diệt thế lực lượng, ngược lại có một cổ năm tháng tan rã vừa coi cảm. Một đạo ánh sáng dung nhập vào Độc Cô Vinh trong thân thể. Vốn là Độc Cô Vinh còn có đề phòng, có thể cảm giác không bị bất kỳ tổn thương, nhất thời liền yên lòng. Nhưng mà hắn không nhìn thấy, tay hắn chỉ, gò má và thân thể, đang từng bước lão hóa. Diệp Thần cầm ra một chuôi hỗn nguyên tiên khí nắm trong tay, hướng về phía Độc Cô Vinh một kiếm trực tiếp chém ra.
Độc Cô Vinh giữ tợn cười nhạt, thần vương cảnh lực lượng, hắn căn bản cũng không có coi ra gì. Hắn vừa mới chuẩn bị nâng lên đao, nhưng phát hiện trên tay không có bất kỳ lực đạo. Lúc này hắn vừa thấy ngón tay mình, mới phát hiện tay khô héo chỉ không có bất kỳ màu máu. Tựa như giống như một cái sắp tuổi xế chiều cụ già. Không, không, tại sao có thể như vậy? Độc Cô Vinh lấy tay sờ một cái mình gò má, mới phát hiện, trên gương mặt mặt nếp nhăn, một đạo lại một nói. Ngươi rốt cuộc sử dụng yêu thuật gì? Độc Cô Vinh trong một cái chớp mắt này, hoàn toàn luống cuống, loại này từng bước một lão hóa, biến thành một cái tuổi xế chiều lão đầu. Để cho hắn như vậy cường giả căn bản không tiếp thụ nổi. Độc Cô Vinh nội thị mình thân thể, mới phát hiện một cổ vô danh lực lượng, để cho hắn không ngừng lão hóa, không ngừng ăn mòn hắn tuổi thọ. Năm tháng lực lượng, há lại là ngươi có thể hiểu. Diệp Thần lĩnh ngộ năm tháng như thoi đưa, có thể nói không có lực lượng, cũng có thể nói, có kinh khủng chiến lực. Độc Cô Vinh một vị hợp đạo cảnh bát trọng thiên cường giả, có thể biến thành cái bộ dáng này, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là quá xem nhẹ Diệp Thần. Nếu như ở Diệp Thần sử dụng năm tháng như thoi đưa thời điểm, Độc Cô Vinh có thể coi trọng, cũng sẽ không thành là bộ dáng bây giờ. Thậm chí có thể trước một bước đánh chết Diệp Thần. Cho nên cái này thuật pháp chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Nếu như đối mặt tiên tôn cường giả, cũng hoặc là dè đặt một chút thần quân, căn bản không có dùng. Thần vương cảnh thì như thế nào, bây giờ ta có thể tùy ý giết ngươi. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, hai chân mượn mặt đất lực lượng, trực tiếp nhún nhảy. Ở nhảy nhảy lúc thức dậy, Diệp Thần năm ngón tay cầm chặt quả đấm, trong cơ thể lực lượng theo kinh mạch, điên cuồng tràn vào đến quả đấm bên trong. Diệp Thần đấm một cái vào Độc Cô Vinh trên gương mặt mặt. Một đấm, trực tiếp cầm Độc Cô Vinh, phân nửa bên phải gò má đánh lõm xuống. Oanh oanh oanh, Diệp Thần điên cuồng nện Độc Cô Vinh, từng quyền lại một quyền, đối phương trên không trung kêu thảm thiết không ngừng. Trong bóng tối quan sát mọi người, khóe miệng nhỏ nhẹ co quắp, một cái thần vương cảnh võ giả, cầm một cái hợp đạo cảnh bát trọng thiên cường giả, đánh cũng sắp sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đây quả thực là xúc sinh à. À, không nên đánh, không muốn lại đánh, thái thượng trưởng lão nhanh lên một chút cứu ta. Diệp Thần mỗi một đấm cũng đánh vào Độc Cô Vinh xương phía trên, nhưng chưa đến nỗi để cho hắn tử vong. Mỗi một đấm đi xuống, cũng để cho hắn đau đến không muốn sống. Giờ phút này Độc Cô Vinh trong nội tâm cực độ hối hận, nếu như hắn mới vừa rồi coi trọng nói, bây giờ vậy sẽ không biến thành cái bộ dáng này. Hắn trong lòng biết mình tuổi thọ đã không có bao nhiêu, năm tháng lực lượng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tiêu hao hắn tuổi thọ. Hắn thọ nguyên chỉ còn lại 10 ngày, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu hao. Dù là Diệp Thần lại nữa đối với hắn động thủ, sợ rằng không cần một ngày thời gian, Độc Cô Vinh thì sẽ hoàn toàn tiêu tán ở nhân thế gian. Trừ phi Độc Cô Vinh có thể cầm ra kéo dài dài tuổi thọ dược liệu, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Diệp Thần, người quá cản rỡ. Đây là hư không bên trong truyền tới một tiếng giống giận. Diệp Thần bắt Độc Cô Vinh cổ, ngẩng đầu nhìn trên trời. Độc Cô Ngạo, làm sao bỏ được từ trong vỏ rùa mặt đi ra? Người tới chính là Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là trước mắt Độc Cô gia tộc mạnh nhất chiến lực. Quả nhiên không có chết. Xem ra ngày đó cũng không có hoàn toàn phế Độc Cô gia Thái Thượng Trưởng Lão. Cái này cũng có thể gặp Độc Cô gia tộc nội tình có kinh khủng dường nào. Độc Cô Ngạo không nói gì, một cái tát vỗ về phía Diệp Thần một cái con rối, bỗng nhiên nghiền. Lương Tuyết Nguyệt từ trong hư không lui về, nàng mặc dù hợp đạo cảnh tầng 5, nhưng là đối mặt Độc Cô Ngạo, căn bản không đủ xem. Độc Cô gia tộc hợp đạo cảnh cường giả chết hai cái, nếu như không phải là Độc Cô Ngạo đi ra, sợ rằng không bao lâu liền sẽ toàn quân chết hết. Diệp Thần điều khiển con rối trực tiếp hướng Độc Cô Ngạo phóng tới, ở Độc Cô Ngạo bên cạnh ầm ầm nổ. Độc Cô Ngạo lui về phía sau hai bước, cả người không có bất kỳ thương thế, chỉ bất quá hôi đầu hôi kiểm. Diệp Thần vậy chưa từng nghĩ dùng con rối tiêu diệt Độc Cô Ngạo, một cái cường giả như vậy, dù là trăm cái hợp đạo cảnh võ giả, cũng không phải hắn đối thủ. Buông ra Độc Cô Vinh, chuyện hôm nay, ta có thể làm gì cũng chưa có phát sinh qua. Bây giờ Độc Cô Ngạo thấy được Diệp Thần đều cảm giác trong lòng có chút sụt rè. Từ Diệp Thần xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong,
cũng chưa có một kiện tốt sự việc. Độc Cô Vinh nghe được Thái Thượng Trưởng Lão nguyện ý cứu hắn, thở dài một hơi. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần, lạnh lùng nói, Diệp Thần, ngươi như lại không buông tha ta thề, ngươi sẽ chịu đựng vô tận thống khổ. Sống không bằng chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.